Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố. Diệp Thần Phong. Chương 1401, hiện tại biết cầu tha. Huyết hồn ngoài thành. Bị giam tại thiết trong lồng Thủy Tử Yên đám người, đang nhìn đến phụ trách trông coi máu của bọn họ hồn tộc nhân toàn bộ đi vào huyết hồn trong thành sau, cũng không lâu lắm huyết hồn thành bầu trời liền biến sắc, cả tòa huyết hồn thành được to lớn màu xám kết giới cho bao phủ lại rồi. Trước đó Diệp Thần Phong nói với Thủy Tử Yên qua hôm nay huyết hồn trong thành hội chuyện phát sinh, Thủy Tử Yên lập tức đem Diệp Thần Phong lén lút cho nàng màu trắng bình sứ lấy ra, chỉ thấy bình sứ trên có khắc 6 cái chữ nhỏ bôi lên tại ký hiệu thượng, Thủy Tử Yên đem bình sứ sau khi mở ra, lập tức lại một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh từ bình sứ bên trong tung bay đi ra. Cùng lúc đó, Thủy Mộng Hàm, Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý ba người này, bọn hắn cũng phân biệt đem trên người màu trắng bình sứ lấy ra. Thủy Tử Yên nói ra, Thần Phong đã nói để cho chúng ta chiếu vào bình sứ thượng ý tứ đi làm. Thủy Tử Yên trước tiên đem bình sứ bên trong mang theo điểm sáng màu vàng óng tiên huyết lần lượt bôi lên ở lồng sắt ký hiệu thượng, mà Thủy Mộng Hàm mấy người cũng đều lập tức đi theo Thủy Tử Yên làm như vậy. Cách đó không xa lồng sắt bên trong Ninh Tuyết Thùng, Ninh Tuyết Ni, Giang Mạc Thiên, Vương Thiềm, Dương Sát Thiên Hòa Vương Mộc Lôi, trong đó ngoại trừ Ninh Tuyết Ni trên mặt không có bất kỳ biểu lộ bên ngoài. Những người khác đang nhìn đến Thủy Tử Yên đám người hành vi sau, bọn hắn suy đoán Thủy Tử Yên các loại người bình sứ trong tay, nhất định là Diệp Thần Phong lén lút cho. Giang Mạc Thiên cực kỳ khinh thường nói, các ngươi không nên lại uổng phí khí lực rồi, ta biết các ngươi bình sứ trong tay nhất định là Diệp Thần Phong tên khốn kia cho các ngươi, chỉ bằng cái này bình sứ bên trong đồ vật, các ngươi liền muốn phá vỡ ký hiệu. Những phù văn này coi như là thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ cũng không phá ra được. Diệp Thần Phong tên khốn kia là chết chắc, chúng ta người nơi này cũng đều là chết chắc. Ninh Tuyết Tùng các loại người ý nghĩ trong lòng cùng Giang Mạc Thiên giống nhau như đúc, ánh mắt của bọn họ không nháy một cái nhìn xem Thủy Tử Yên đám người, bọn hắn chờ nhìn thấy Thủy Tử Yên đám người lộ ra tuyệt vọng biểu lộ rồi. Mà kết quả lại là, tại Thủy Tử Yên đám người đem bình sứ bên trong tiên huyết bôi lên ở ký hiệu bên trên sau, ký hiệu thượng tránh qua một đạo hào quang màu vàng. Sát theo đó trong phù văn sức mạnh đột nhiên thu liễm. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm bọn người ở tại cảm thấy biến hóa này sau, bọn hắn lập tức thôi thúc lên trong cơ thể linh khí dòng sông. Không có ký hiệu tác dụng sau đó loại này lồng sắt coi như là thông linh cảnh thực lực người cũng có thể ung dung tránh thoát, Thủy Tử Yên đám người là trực tiếp phá tan rồi lồng sắt. Tại phá tan lồng sắt sau đó Thủy Mộng Hàm một mặt châm chọc liếc nhìn Giang Mạc Thiên đám người. Mà Giang Mạc Thiên đám người vẻ mặt hơi hơi ngẩn người, trong đó Vương Tiềm lập tức mở miệng nói các ngươi giúp chúng ta cũng thanh lồng sắt mở ra. Tỉnh hồn lại Giang Mạc Thiên cũng nói, vừa nãy là ta nhất thời nói sai, hiện tại chúng ta nên yếu đoàn kết ở chung với nhau. Thủy Tử Yên lạnh lẽo nói ra, đem các ngươi cứu ra. Các ngươi những người này nói không chắc hội ở sau lưng chọc chúng ta một đao. Nói xong. Thủy Tử Yên liền thận trọng hướng về huyết hồn thành cửa thành đi đến, Thủy Mộng Hàm, Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý ba người này, bọn họ là đi sát Thủy Tử Yên phía sau, bọn hắn đối Giang Mạc Thiên mấy người cũng là không có bất kỳ hảo cảm. Giang Mạc Thiên bọn người ở tại nhìn thấy Thủy Tử Yên bọn hắn trực tiếp rời khỏi sau đó Giang Mạc Thiên đám người là biết Thủy Tử Yên bọn hắn khẳng định sẽ không ra tay cứu giúp được rồi, này làm cho Giang Mạc Thiên một nhóm người trong nháy mắt lâm vào trong tuyệt vọng. Nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ Thủy Tử Yên đám người và tình huống của bọn họ là giống nhau. Này làm cho Giang Mạc Thiên bọn hắn vẫn có thể tâm lý cân bằng một ít, mà bây giờ Thủy Tử Yên đám người đã thoát phây rồi, mà Giang Mạc Thiên bọn hắn vẫn bị nhốt tại thiết trong lồng. Cảnh này khiến Giang Mạc Thiên tâm tình của bọn họ lập tức bất ổn lên, ngoại trừ Ninh Tuyết Ni bên ngoài, bọn hắn từng cái dồn dập để dâng lên trong cơ thể khí thế, không ngừng đánh vào lồng sắt bên trên. Mà bọn hắn làm như thế kết quả làm hiển nhiên là uổng công vô ích. Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm bọn người ở tại đi tới cửa thành sau, bọn hắn bị bao phủ ở huyết hồn thành màu xám kết giới cản lại, đồng thời bọn hắn có thể mơ hồ cảm giác được huyết hồn trong thành đáng sợ. Tô Băng Xoáy cao mày, nói ra, máu này hồn trong thành thật giống được nhất cổ giết chóc sức mạnh tràn ngập đầy, trong thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lương Tả Ý cũng là gương mặt lo lắng, hắn nói ra, Diệp Thần Phong ngàn vạn không thể có việc a hát. Bằng không ta nhưng cũng muốn đi theo xui xẻo rồi. Lương Tả Ý bản mệnh tinh huyết được Diệp Thần Phong nắm giữ. Tính mạng của hắn cùng Diệp Thần Phong là vững vàng móc nối.
Thủy Tử Yên nhìn xem phía trước mặt màu xám cho kết giới, nói ra, chúng ta thử một nổi công kích, nhìn xem có thể hay không phá tan màu xám kết giới. Tại Thủy Tử Yên đám người đứng ở huyết hồn cửa thành bắt đầu oanh kích màu xám kết giới thời điểm. Huyết hồn trong thành. Bố trí chủ trận pháp trên quảng trường. Bầu không khí là vô cùng yên tĩnh, trong không khí tràn ngập cuồng bạo tuyệt sát lực lượng, tứ chi toàn bộ bạo thành huyết phụ huyết ngạo, hắn đầy mặt thống khổ nằm ở trên mặt đất, thân thể trên đất không ngừng giãy giụa. Hắn căn bản không thể tin được tứ chi của hắn dĩ nhiên toàn bộ không còn. Vậy làm sao có thể khiến hắn dễ dàng tha thứ? Chuyện này quả thật so với giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu 1000 lần. Trong lòng đất còn đang không ngừng bốc lên khủng bố tuyệt sát lực lượng, Huyết Lịch Dương nhìn trên mặt đất biến thành người côn nhi tử huyết ngạo, bộ ngực hắn hoàn toàn bị lửa giận cho lấp đầy, tâm tình của hắn là lần đầu tiên không kiểm soát. Trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn lên, trên trán bạo khởi từng cái gân xanh. Mà đứng tại Huyết Lịch Dương bên cạnh Quỷ Hùng Thiên Hòa Phùng Lãnh Diệu hai cái này lão đầu, bọn hắn trong lúc nhất thời cảm giác trong cổ họng khô khốc cực kỳ, sùng sục. Sùng sục, sùng sục, nuốt nước miếng, cái trán cùng trên gương mặt mồ hôi hột như nấm mọc sau mưa măng. Đứng ở chủ trong trận pháp, được màu xanh kết giới bảo hộ được Diệp Thần Phong, hắn nhìn vẻ mặt dữ tợn Huyết Lịch Dương, nói ra, ngươi vừa vặn không phải nói ta đem ngươi cho chọc giận sao? Cho dù ta đem ngươi cho chọc giận, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Diệp Thần Phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống, lại là ầm một tiếng vang thật lớn. Vô số tuyệt sát lực lượng hướng về huyết ngạo bao phủ, biến thành người côn huyết ngạo, thân thể của hắn trực tiếp bạo liệt ra, cả cái gì một điểm xương vụn cũng không có còn lại. Oanh, một tiếng, tận mắt thấy con trai mình chết không toàn thây, Huyết Lịch Dương là hoàn toàn phát cuồng, trên người tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế bão táp, trên mặt biểu lộ dữ tợn như ma quỷ, quát lên, ta muốn ngươi vĩnh viễn đều sống ở trong thống khổ, ta muốn ngươi vì chính mình làm tất cả trả ra giá cao. Nhưng mà, tại Huyết Lịch Dương khàn giọng rít gào thời điểm, từ trong lòng đất chui ra ngoài tuyệt sát lực lượng càng ngày càng nhiều, giờ khắc này, những này tuyệt sát lực lượng đã bắt đầu không bị Diệp Thần Phong khống chế, xem ra Chu Thần tuyệt sát trận tại hoàn toàn mở ra. Những này đã bắt đầu không bị Diệp Thần Phong khống chế tuyệt sát lực lượng, chúng nó điên cuồng hướng về huyết hồn tộc người hội tụ, thực lực càng yếu huyết hồn tộc nhân, cũng là chết càng nhanh. Ầm, 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 ầm. Trong không khí tiếng bạo liệt là không dứt bên tai, lần lượt từng tên huyết hồn tộc thành viên, bọn hắn nhanh chóng được tuyệt sát lực lượng quấy thành huyết phụ, bọn hắn bắt đầu sợ hãi, bọn hắn bắt đầu sợ hãi, bọn hắn nhìn đứng ở màu xanh trong kết giới Diệp Thần Phong, bọn hắn phảng phất là nhìn thấy ác ma bình thường thậm chí là so với ác ma đều khủng bố hơn. Tâm tình hầu như triệt để mất khống chế Huyết Lịch Dương, hắn nhìn xem huyết hồn tộc thành viên một tên tiếp theo một tên nổ tung thành huyết phụ. Hắn trên gương mặt cơ bắp không ngừng co quắp, hắn điên cuồng oanh kích màu xanh kết giới, nhưng từ đầu đến cuối, màu xanh kết giới cũng không có nhắc lên bất luận rung động gì đến. Mắt thấy huyết hồn tộc người đã chết đi một nửa, Huyết Lịch Dương lần này biết mình là lật thuyền trong mương, hắn quá khinh thường Diệp Thần Phong rồi, hắn tức giận ngực kịch liệt phập phồng, phốc. Một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng của hắn phun đi ra, hắn thân là đường đường huyết hồn tộc tộc trưởng. Năm đó ở viễn cổ thời đại sơ kỳ, hắn nhưng là bế nghĩa thiên hạ cường giả, nhưng hôm nay lại tại một tên thần niệm cảnh nhất trọng thiên tiểu tử trong tay làm cho chật vật như vậy. Huyết Lịch Dương biết mình là không phá ra được màu xanh kết giới, hắn vẫn là một cái khoan dung lực cực kỳ người cường hãn, hắn lập tức đem trong lòng lửa giận áp chế xuống, nói ra tiểu tử, lần này là chúng ta huyết hồn tộc sai rồi, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Đứng ở màu xanh trong kết giới Diệp Thần Phong. Hắn cười lạnh nói, này chính là các ngươi cầu xin tha thứ phương thức. Còn giống như không đủ thành ý chứ. Nghe vậy, Huyết Lịch Dương đang trầm mặc 2 giây đồng hồ sau đó phù phù. Một tiếng, hắn bay thẳng đến Diệp Thần Phong quỳ xuống, bọn hắn huyết hồn tộc bị phong ấn vài chục vạn năm, thật vất vả đợi đến thức tỉnh thời điểm, Huyết Lịch Dương chả không muốn chết, hắn thật sự chả không muốn chết, hắn còn muốn lần nữa để huyết hồn tộc tại bên trong vùng thế giới này quật khởi. Phù phù. Phù phù, phù phù, phù phù. Tại Huyết Lịch Dương quỳ xuống sau đó Quỷ Hùng Thiên Hòa Phùng Lãnh Diệu các loại huyết hồn tộc thành viên cũng dồn dập quỳ xuống. Diệp Thần Phong nhìn xem hết thảy quỳ xuống huyết hồn tộc nhân, hắn nói ra các ngươi hiện tại biết cầu tha. Các ngươi không phải mới vừa làm uy phong sao?
các ngươi không là muốn đem ta huyết tế sao? Theo lý tới nói, các ngươi đã như con chó như thế quỳ xuống, ta hẳn là tha cho các ngươi một mạng, đáng tiếc là trận pháp này một khi mở ra, liền ngay cả ta cũng không cách nào trên đường đình chỉ, các ngươi huyết hồn tộc tất cả mọi người liền an tâm lên đường thôi. Quỳ xuống huyết lịch dương, hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn biết mình là được Diệp Thần Phong đùa bỡn, hắn lửa giận trong lòng là đốt đốt tới cực điểm, còn lại huyết hồn tộc người cũng từng cái trợn mắt trừng trừng. Mà Diệp Thần Phong lại lãnh đạm lại nói, nếu như ta không có bố trí xuất trận pháp này đến, ta sợ là sớm đã được các ngươi huyết tế rồi, các ngươi huyết hồn tộc vừa bắt đầu không có ý định buông tha ta, cho nên, các ngươi hiện tại có tư cách tức giận sao? Các ngươi thuần túy chỉ là tự làm tự chịu. Răng rác, răng rác, răng rác, ầm, ầm, ầm. Huyết hồn thành mặt đất bắt đầu từng tấc băng liệt, càng thêm nồng nặc tuyệt sát lực lượng từ dưới nền đất dâng lên. Cả tòa huyết hồn thành phảng phất trong nháy mắt biến thành địa ngục bình thường tại tuyệt sát lực lượng bao phủ dưới, huyết hồn thành đang nhanh chóng phá hủy bên trong. A hát, a hát, a hát. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết từ huyết hồn trong miệng của tộc nhân truyền ra, thời khắc này, huyết hồn tộc ngông cuồng tự đại toàn bộ biến mất rồi, thời khắc này, huyết hồn tộc tại Diệp Thần Phong trước mặt thật sự dường như chó mất chủ giống nhau. Chấm chấm chấm, chương 1402, di tích tan vỡ. Không thể chết. Huyết hồn trong thành. Mặt đất toàn bộ được trở mình cuốn lên, trên đường phố phòng ốc cũng dồn dập sụp đổ, theo tuyệt sát lực lượng càng ngày càng nồng nặc, trong thành các loại vật kiến trúc đang không ngừng bị nát tan, mà huyết hồn tộc người kể cả huyết lịch dương, quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu ở bên trong, tổng cộng chỉ còn dư lại khoảng 15 người rồi. Cả tòa huyết hồn trong thành được ngập trời sát khí cho bao phủ lại rồi. Chỗ này viễn cổ thần ma trong mộ địa đặc thù pháp tắc vẫn không có biến mất, theo lý tới nói, nhiều như vậy huyết hồn tộc người toàn bộ là chết ở Diệp Thần Phong trên tay, nhưng bởi vì Diệp Thần Phong được màu xanh kết giới bảo hộ được rồi, từ chết đi huyết hồn tộc nhân trong cơ thể vung vọng lại năng lượng, căn bản vô pháp xuyên thấu qua màu xanh kết giới, tiến vào Diệp Thần Phong trong cơ thể. Cho nên, cuối cùng những năng lượng này toàn bộ tản ra ở bên trong vùng thế giới này. Tình cảnh này nhìn là Diệp Thần Phong gương mặt đau lòng, nếu như hắn có thể đủ đem những năng lượng này đều hấp thu, chỉ sợ hắn bước vào tạo hóa cảnh, thậm chí là luân hồi cảnh không thành vấn đề rồi. Bất quá, nếu là hắn thật sự lập tức hấp thu nhiều như vậy năng lượng, như vậy thân thể của hắn tuyệt đối sẽ được no bể bụng, này màu xanh kết giới cũng coi như là lại bảo vệ hắn một lần. Bóng đen người Giang Vận Thiên có thể là cảm giác Diệp Thần Phong đáng tiếc, tiếng nói của hắn vang lên, tiểu tử. Ngươi cho rằng chỉ cần có đầy đủ năng lượng, ngươi là có thể không ngừng đột phá sao? Rất nhiều người thực lực cả đời đều sẽ được ngăn ở thần niệm cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, thần niệm cảnh bên trên nhưng không riêng là dựa vào sức mạnh đột phá rồi, này còn muốn dựa vào lĩnh ngộ của chính ngươi năng lực. Tại bóng đen người nói với Diệp Thần Phong lời nói thời khắc, màu xanh bên ngoài kết giới còn sống chỉ còn dư lại huyết lịch dương, quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu rồi, ba người này dáng dấp đều cực kỳ chật vật. Bọn hắn đang ra sức ngăn cản tràn ngập trong không khí tuyệt sát lực lượng. Oanh, 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 oanh. Dường như to lớn suối phun vậy tuyệt sát lực lượng, không ngừng từ trong lòng đất phóng lên trời, cả tòa huyết hồn trong thành cơ hồ đã không còn hoàn hảo vật kiến trúc rồi, mà quỷ hùng thiên hòa phùng lãnh diệu cũng đạt tới cực hạn, tại bên trong cơ thể của bọn họ linh khí vi vi dừng lại thời điểm, thân thể của bọn họ trực tiếp được tuyệt sát lực lượng cho cắn nát rồi. Mà mái tóc rối tung vô cùng huyết lịch dương, tại tuyệt sát lực lượng không ngừng nồng nặc sau. Hắn cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, bất quá, hắn nhìn thấy trong không khí tuyệt sát lực lượng, đồng dạng là đang công kích màu xám kết giới cùng màu xanh kết giới. Hơn nữa bảo vệ Diệp Thần Phong màu xanh kết giới bên trên, tại vô số tuyệt sát lực lượng công kích, mặt trên dĩ nhiên cũng sinh ra từng cái vết rạn nứt. Huyết lịch dương điên cuồng cười lạnh nói, tiểu tử. Quay đầu lại ngươi còn không phải yếu cùng chúng ta đồng quy vô tận. Ngươi cũng không cách nào sống sót rời đi nơi này rồi. Nhìn xem bảo vệ mình màu xanh kết giới càng phát lảo đảo rồi, Diệp Thần Phong biết chủ trong trận pháp truyền tống cần phải cũng sắp mở ra, hắn nhún nhún vai, nói ra ai nói ta không thể rời đi nơi này. Tại Diệp Thần Phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống 3 giây đồng hồ sau, chủ trong trận pháp liền truyền đến một trận sức hút. Một đạo ánh sáng màu trắng đem Diệp Thần Phong cho bao phủ lại rồi. Diệp Thần Phong thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở chủ trong trận pháp. Biến mất ở chủ trong trận pháp Diệp Thần Phong,
hắn phát hiện mình đi tới một cái màu đen loạn lưu bên trong, chu vi căn bản không có đông nam tây bắc phân chia, hơn nữa những này loạn lưu đang không ngừng khuấy động Diệp Thần Phong thân thể, đi tới nơi này cái không giải thích được phương Diệp Thần Phong, thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích, trong cơ thể cũng tăng lên không nổi bất kỳ linh khí để ngăn cản. Diệp Thần Phong chỉ có thể mặc cho loạn lưu khuấy lên thân thể của hắn. Những này loạn lưu giống như một tay cầm vô cùng sắc bén dao găm, rất nhanh, Diệp Thần Phong trên người đã bị rạch ra vô số đạo vết xước, trên người có loại nứt toác đau đớn. Diệp Thần Phong ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, chuyện gì thế này? Ta ở đâu? Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh giải thích, người bây giờ hẳn là nằm ở không gian loạn lưu bên trong. Hẳn là chủ trong trận pháp truyền tống ra một chút vấn đề, bất quá, chỉ cần ngươi có thể vượt qua không gian này loạn lưu. Ngươi vẫn có thể được thuận lợi truyền tống đi ra. Khi nghe đến bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh giải thích sau đó Diệp Thần Phong trong lòng thật có loại xúc động mà chửi thề rồi, hiện tại huyết hồn tộc cũng cơ bản làm xong, ở vào thời điểm này dĩ nhiên cho hắn đến rồi một cái không gian loạn lưu. Tại bạch bóng người vừa dứt lời thời khắc, này không gian loạn lưu trở nên càng thêm hung mãnh. Diệp Thần Phong trên người là không ngừng được cắt ra từng đạo vết thương sâu tới xương, hắn hiện tại trên căn bản là liền tức miệng mắng to sức mạnh cũng không có. Trong đầu ý thức đang từ từ bắt đầu mơ hồ, chính lúc ý thức của hắn sắp biến mất thời điểm, hắn mơ hồ cảm giác trước mặt chính mình xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng, luồng hào quang màu trắng này đem cả người hắn hút vào trong đó. Sau đó, hắn liền hoàn toàn mất đi chi giác. Tại Diệp Thần Phong lợi dụng chủ trong trận pháp truyền tống công có thể lúc rời đi. Huyết hồn trong thành. Máu me đầy mặt Huyết Lịch Dương, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong biến mất ở trước mắt sau, tâm tình của hắn là lập tức không kiểm soát, trong miệng gầm hét lên, tiểu tử, ngươi cút trở lại cho ta, ngươi cút trở lại cho ta, ngươi làm sao có thể sẽ rời đi nơi này. Tại Huyết Lịch Dương điên cuồng gầm rú thời điểm, trong không khí tuyệt sát lực lượng lại một lần nữa hướng về Huyết Lịch Dương hội tụ. Huyết Lịch Dương ngực trực tiếp bạo liệt ra, hắn mắt mở thật to, môi hơi có chút run rẩy, tại trong miệng hắn còn muốn lúc nói chuyện, cả người hắn cũng bị tuyệt sát lực lượng biến thành huyết phụ. Tại huyết hồn tộc tộc trưởng Huyết Lịch Dương sau khi chết, toàn bộ huyết hồn tộc người là toàn bộ chết rồi. Mà ở huyết hồn thành ngoài cửa thành, Thủy Tử Yên, Thủy Mộng Hàm, Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý bốn người này, bọn hắn chả đang không ngừng oanh kích màu xám kết giới. Bọn hắn đột nhiên nhìn thấy trước mặt màu xám kết giới thượng dĩ nhiên xuất hiện từng cái vết rạn nứt, từ vết rạn nứt bên trong truyền ra khiến người sợ hãi sức mạnh. Thủy Tử Yên lôi kéo Thủy Mộng Hàm đối Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý, nói ra, lùi về sau, lập tức lùi về sau. Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý khi nghe đến Thủy Tử Yên lời nói sau, bọn hắn cùng lôi kéo Thủy Mộng Hàm Thủy Tử Yên đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại Thủy Tử Yên đám người nhanh chóng lùi về phía sau trong nháy mắt, màu xám kết giới hoàn toàn vỡ vụn, mà cả tòa huyết hồn thành cũng trong nháy mắt toàn bộ biến thành bột phấn, đây là muốn cỡ nào sức mạnh khổng lồ mới có thể tạo thành. Tại màu xám kết giới nát bấy trong nháy mắt, từ trong kết giới lao ra khỏi từng luồng sóng năng lượng, những năng lượng này chấn động đem Thủy Tử Yên các loại thân thể của con người đánh bay ra ngoài, về phần nơi xa bị giam tại lồng sắt bên trong Giang Mạc Thiên đám người. Bọn hắn cũng chịu ảnh hưởng, bọn hắn liền người mang theo lồng sắt được đồng thời đánh bay ra ngoài. Huyết hồn ngoài thành trên mặt đất là bùn đất cùng cát bụi tùy ý, tất cả mọi người bị chôn sống ở cát bụi bên trong. Tại huyết hồn tộc thức tỉnh thời điểm nơi này đã tạo thành một lần trời long đất lở rồi, mà ở Chu Thần Tuyệt Sát trận đem chọn tòa huyết hồn thành trong nháy mắt phá hủy thành bụi phấn sau đó chỗ này di tích không gian cũng bắt đầu trở nên không ổn định rồi. Từng đạo màu đen vết nứt không gian xuất hiện tại trong không khí, làm hiển nhiên, chỗ này di tích chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ rồi. Chu Thần Tuyệt Sát trận dư ba kéo dài hơn 2 phút đồng hồ, tại tất cả chậm rãi khôi phục lại yên lặng sau. Hai tiếng. Lương Tả Ý cùng Tô Băng Xoáy trước tiên từ trong đất cát vọt ra. Sau đó lại là hai tiếng. Thủy Tử Yên cũng lôi kéo Thủy Mộng Hàm từ trong đất cát lao ra ngoài. Những người này dáng dấp đều cực kỳ chật vật, bất quá, bọn hắn căn bản không lo được xuất hiện tại chính mình là cái dạng gì. Bọn hắn nhìn xem chu vi vụn vặt lẻ tẻ xuất hiện vết nứt không gian, hơn nữa những này vết nứt không gian tại càng đổi càng nhiều. Được Thủy Tử Yên lôi kéo tay Thủy Mộng Hàm,
người đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn nguyên bản huyết hồn thành vị trí, bây giờ huyết hồn thành là liền bất luận cái nào mảnh vỡ cũng đều không có để lại. Thủy Mộng Hàm cảm xúc có vẻ hơi không kiểm soát, người trong con ngươi xinh đẹp là ướt át một mảnh, nghẹn ngào hỏi, huyết hồn thành đâu này? Diệp đại ca đâu này? Diệp đại ca ở nơi nào? Thủy Tử Yên trong con ngươi cũng tránh qua một vệt khó nhịn đau thương, của nàng hàm răng thật chặt cắn môi, người không biết như thế nào trả lời Thủy Mộng Hàm vấn đề, dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần Phong còn sống tỷ lệ phi thường tiểu. Ở đây muốn nói không muốn nhất Diệp Thần Phong chết chính là Lương Tả Ý rồi. Bởi vì bổn mạng của hắn tinh huyết nắm giữ trong tay Diệp Thần Phong, nếu như Diệp Thần Phong chết rồi, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ cùng theo một lúc chết đi. Hắn lắc đầu, nói ra, Diệp Thần Phong chả không thể chết, hắn nắm giữ bổn mạng của ta tinh huyết, nếu như hắn chết, như vậy ta không thể còn sống khỏe ri rồi. Lương Tả Ý lời nói để Thủy Tử Yên, Thủy Mộng Hàm cùng Tô Băng xoáy đôi mắt đẹp vi vi sáng ngời, Thủy Mộng Hàm lập tức nói ra, đúng. Diệp đại ca làm sao có khả năng chết đâu này. Chúng ta nhanh đi tìm Diệp đại ca, nếu không có Diệp đại ca, chúng ta nhất định sẽ chết ở huyết hồn tộc nhân trong tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1403, cuối cùng chém giết. Làm Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm bọn người ở tại Minh Mông trong đất cát tìm kiếm Diệp Thần Phong thời điểm. Bắc vực trong hoang mạc. Thủy gia, Vạn Nguyệt Các, Âm Minh Tông, Hàn Băng Tông cùng Bách Thú Tông, này năm cái tông môn người dẫn đầu đều tụ tập lại với nhau. Ánh mắt của bọn họ nhìn xem phía trước mặt xa địa bên trong đen ngòm vòng xoáy, bọn hắn không khỏi từng cái cũng cau mày lên đi đầu. Này đen ngòm vòng xoáy chính là viễn cổ thần ma nghĩa địa lối vào rồi, nguyên bản tại đây năm đại tông môn người dẫn đầu đoán chừng dưới, yếu nửa năm sau, bọn hắn mới có thể lần nữa mở ra chỗ này cửa vào, để tiến vào trong di tích đệ tử từ bên trong đi ra ngoài. Có thể nhường cho năm đại tông môn người dẫn đầu không có nghĩ tới là, bây giờ tiến vào di tích bên trong lối vào dĩ nhiên chính mình chủ động mở ra. Hơn nữa căn cứ bọn hắn cảm ứng, di tích này lối vào trở nên vô cùng không ổn định, bọn hắn đại khái đoán được cái này trong di tích khả năng xảy ra biến cố gì. Hiện tại cái này cái di tích đang đứng ở tan vỡ trạng thái. Di tích lối vào mặc dù là chủ động mở ra, thế nhưng này đen ngòm vòng xoáy đang không ngừng thu nhỏ lại, này cửa vào yếu hoàn toàn biến mất rồi, ở đây năm đại tông môn người dẫn đầu đều biết, một khi cửa vào vào lúc này biến mất, e sợ tiến vào trong di tích người sẽ vĩnh viễn đều không thể chạy ra. Thủy gia người dẫn đầu Lôi Vô Niệm, hắn trong con ngươi mang theo vẻ nghiêm túc, nói ra các vị, bây giờ di tích lối vào lần nữa mở ra. Chúng ta nhất định phải đem tiến vào trong di tích đệ tử dẫn ra, lại trễ một chút lời nói, sợ là chúng ta đều phải không thể ra sức. Vạn Nguyệt các người dẫn đầu Chu Phúc An, hắn lập tức gật đầu đồng ý nói, Lôi Vô Niệm nói không sai, hiện tại không động thủ chờ đến khi nào. Trong khi nói chuyện, Chu Phúc An thân thượng trước tiên bão tố dâng lên tạo hóa cảnh tứ trọng thiên trung kỳ thật khí thế, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại lên, đem khép lại ngón tay nhắm ngay màu đen vòng xoáy. Một đạo ánh sáng màu trắng từ hắn khép lại ngón tay bên trong chui vào màu đen trong nước xoáy, này làm cho màu đen vòng xoáy thu nhỏ lại tốc độ thả chậm lại. Tại Chu Phúc An không nói lời gì ra tay sau đó thủy ra người dẫn đầu Lôi Vô Niệm, Hàn Băng Tông người dẫn đầu Ninh Hồng Phi, Bách Thú Tông người dẫn đầu Quý Phong Đức, cùng với Âm Minh Tông người dẫn đầu Tống Xuân Mi cùng Vương Mộc Nghiêm, bọn hắn cũng đều dồn dập ra tay rồi, từng đạo bạch quang là lần lượt chui vào màu đen trong nước xoáy. Trong những người này, Lôi Vô Niệm tại tạo hóa cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ, Ninh Hồng Phi tại tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, Quý Phong Đức tại tạo hóa cảnh tam trọng thiên hậu kỳ, Tống Xuân Mi tại tạo hóa cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Cuối cùng Vương Mộc Nghiêm tại tạo hóa cảnh tam trọng thiên sơ kỳ. Này năm đại tông môn tạo hóa cảnh cao thủ đồng thời ra tay, vòng xoáy màu đen thu nhỏ lại tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp, thủy ra người dẫn đầu Lôi Vô Niệm. Nói ra, lấy thực lực của chúng ta, chúng ta nhiều nhất có thể làm cho cửa vào duy trì một canh giờ, chúng ta nhất định muốn lập tức nghĩ biện pháp thông báo tại trong di tích đệ tử. Viễn cổ thần ma trong mộ địa. Màu đen không gian vết nứt càng ngày càng lớn rồi, nếu như rơi vào những này vết nứt không gian bên trong. E sợ lấy Thủy Tử Yên đám người thực lực, thân thể của bọn họ trực tiếp sẽ bị nát bấy. Thủy Tử Yên, Thủy Mộng Hàm, Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý bốn người này. Bọn hắn một bên tránh né vết nứt không gian, một bên tại trong đất cát cảm ứng Diệp Thần Phong khí tức,
nhưng bọn họ lại cả cái gì một tia Diệp Thần Phong khí tức cũng không cảm ứng được. Mắt thấy khu di tích này không gian càng ngày càng không ổn định rồi, Thủy Tử Yên các loại trong lòng người cũng bắt đầu sốt ruột lên. Mà chính lúc thời điểm này, từ bầu trời xa xăm bên trong bao phủ xuống một đạo ánh sáng màu trắng, tiếp lấy một thanh âm tại trong di tích vang lên, Tử Yên, Mộng Hàm. Hai người các ngươi đều không có chuyện gì chứ? Nếu như không có chuyện gì lập tức tiến vào hào quang màu trắng này bên trong, chỗ này di tích đã yếu tan vỡ rồi. Cửa vào cũng muốn vĩnh viễn đều biến mất, chúng ta chỉ có thể làm cho cửa vào duy trì một canh giờ. Thủy Tử Yên nghe được từ bầu trời xa xa bên trong truyền tới âm thanh sau, người lập tức nói ra là Lôi trưởng lão. Một bên Thủy Mộng Hàm người nhưng là gương mặt quật cường, nàng nói tỉ, chúng ta chả không có tìm được Diệp đại ca đây. Chúng ta còn chưa thể rời đi nơi này. Nhưng khi Thủy Mộng Hàm lời mới vừa nói xong, chung quanh rất nhiều không gian đều vặn vẹo lên, màu đen vết nứt không gian toàn bộ biến thành không gian hố đen rồi. Hơn nữa những này không gian trong hắc động truyền ra từng đợt sức hút. Này mênh mông phế tích bên trong căn bản không cảm ứng được Diệp Thần Phong khí tức, nếu như vẫn cứ ở nơi này dừng lại đi xuống, Thủy Tử Yên biết bọn hắn cũng sẽ chết, như vậy không phải phụ Diệp Thần Phong hảo ý sao? Bọn hắn hiện tại nhất định muốn lập tức rời đi nơi này rồi. Thủy Tử Yên đối với Thủy Mộng Hàm, nói ra, Mộng Hàm, nếu như ngươi Diệp đại ca tại nơi này, như vậy hắn khẳng định cũng sẽ để cho ta nhóm rời đi, chúng ta không thể ở lại chỗ này rồi. Thủy Mộng Hàm viền mắt đỏ rực lắc đầu nói ra, tỷ, chúng ta không thể cứ như vậy rời đi, ta nhất định phải tìm tới Diệp đại ca. Thủy Tử Yên nhìn xem tâm tình cực kỳ không ổn định Thủy Mộng Hàm, người không có dấu hiệu nào trực tiếp đem Thủy Mộng Hàm đánh ngất đi, sau đó đối với Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý, nói ra chúng ta lập tức rời đi nơi này đi. Bằng không Thần Phong hy sinh liền không chút nào giá trị. Lương Tả Ý trên mặt là tràn đầy vẻ thống khổ, hắn biết ở lại chỗ này chỉ có là chết, nhưng dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong khả năng còn bị chôn ở chỗ này một nơi nào đó. Một khi chỗ này di tích tan vỡ, Diệp Thần Phong nhất định sẽ chết, cuối cùng hắn Lương Tả Ý cũng nhất định sẽ cho Diệp Thần Phong chôn cùng. Tô Băng Xoáy trên mặt cũng là tràn đầy vẻ do dự. Mà Thủy Tử Yên lần nữa mở miệng nói, các ngươi đã cho ta không muốn tìm đến Diệp Thần Phong sao? Nhưng chúng ta ở lại chỗ này có thể làm cái gì? Cuối cùng chỉ có thể đủ tất cả đồng thời chết ở chỗ này, như vậy các ngươi cảm thấy có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Tô Băng Xoáy khi nghe đến Thủy Tử Yên lời nói này sau, người gật gật đầu đi theo Thủy Tử Yên phía sau, mà Lương Tả Ý cũng chỉ có thể đủ cùng theo một lúc rời khỏi, bọn hắn nhanh chóng hướng về xa xa ánh sáng màu trắng lao đi rồi. Nhưng lại tại Thủy Tử Yên đám người rời đi không bao lâu sau đó ầm. Một tiếng, Ninh Tuyết Nhi cũng từ trong đất cát vọt ra, bởi vì vừa vặn kịch liệt xung kích, trực tiếp đem đóng lại của nàng lồng sắt cho xung kích hỏng rồi. Người cũng mơ hồ nghe được vừa nãy Lôi Không tiếng đọc rồi, người không chút do dự cũng hướng về xa xa ánh sáng màu trắng phóng đi. Tại Ninh Tuyết Nhi chân trước vừa rời đi, Ninh Tuyết Tùng cũng từ trong đất cát vọt ra, nhìn xem chu vi càng ngày càng nhiều không gian hố đen. Thân ảnh của hắn đồng dạng nhanh chóng hướng về xa xa ánh sáng màu trắng lao đi rồi. Tại Ninh Tuyết Ni cùng Ninh Tuyết Tùng đều từ trong đất cát lao ra sau, sát theo đó, Âm Minh Tông Giang Mạc Thiên cũng lao ra ngoài, xem ra bọn hắn ba người này lồng sắt đều bị vừa vặn xung kích làm hỏng rồi. Giang Mạc Thiên đang nhìn đến này sắp tan vỡ di tích lúc, hắn nguyên bản cũng muốn lập tức hướng về xa xa ánh sáng màu trắng lao đi, nhưng hắn vừa vặn bước ra một bước, hắn lại lập tức ngừng lại. Hắn cảm giác được trong di tích đặc thù pháp tắc vẫn không có biến mất, đồng thời hắn chả cảm thấy tại chung quanh hắn trong đất cát có tam đạo khí tức. Giang Mạc Thiên khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ dữ tợn, trong cơ thể hắn thần niệm cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thật khí thế để được đưa lên, hắn tấn mãnh đào trên mặt đất cát rồi, rất nhanh, hai cái hầu như không có tổn hại lồng sắt liền ánh vào trong tầm mắt của hắn, hai cái này lồng sắt bên trong đang đóng người là Huyết Tông Dương Sát Thiên Hòa Vương Mộc Lôi. Xem ra hai người bọn họ vận khí không có Giang Mạc Thiên đám người được rồi. Dương Sát Thiên Hòa Vương Mộc Lôi hai người này, bọn hắn đang nhìn đến Giang Mạc Thiên sau, bọn hắn lập tức nói ra, nhanh đem chúng ta cứu ra ngoài. Giang Mạc Thiên khóe miệng lộ ra một vệt hung tàn nụ cười, trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một cái trường kiếm màu xanh xuất hiện tại trong tay hắn, tại Dương Sát Thiên chả chưa kịp phản ứng thời khắc, xì xì. Một tiếng. Trong tay hắn trường kiếm màu xanh trực tiếp quán xuyên Dương Sát Thiên cổ,
này làm cho Dương Sát Thiên ánh mắt là trừng to lớn. Ngươi! Một cái khác lồng sắt bên trong Vương Mộc Lôi, hắn mới vừa vặn phun ra chữ thứ nhất, lại là xì xì. Một tiếng, cổ của hắn cũng trực tiếp bị xỏ xuyên rồi, dù sao lồng sắt bên trong không gian phi thường có hạn, Dương Sát Thiên Hòa Vương Mộc Lôi căn bản đến không kịp né tránh. Tại Dương Sát Thiên Hòa Vương Mộc Lôi sau khi chết, bên trong cơ thể của bọn họ một phần năng lượng đột nhiên trào vào Giang Mạc Thiên bên trong thân thể, do ở trên bầu trời cái kia đạo hắc sắc phết xước biến mất rồi, hai người này một bộ phận khác năng lượng nhưng là tán ở không khí chung quanh bên trong. Mà Giang Mạc Thiên cũng không có dừng lại ý tứ, hắn lập tức lại bắt đầu đào phía sau mình đất cát, không gian chung quanh hố đen là càng ngày càng nhiều, Giang Mạc Thiên đem tốc độ cùng sức mạnh phát vung tới cực hạn. Đóng lại Âm Minh Tông Vương Tiềm lồng sắt cũng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Vương Tiềm đang nhìn đến Giang Mạc Thiên sau, hắn vừa vặn muốn nói chuyện, mà Giang Mạc Thiên nhưng không có cho hắn cơ hội nói chuyện rồi, trực tiếp đem trong tay trường kiếm màu xanh quán xuyên Vương Tiềm cổ. Trong miệng cười lạnh nói, Vương Tiềm, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta tranh giành Âm Minh Tông Thánh Tử vị trí. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta tranh giành Lâm Hân Di. Ngươi chỉ có thể trở thành ta quật khởi đá đạp chân. Xẹt xẹt, một tiếng. Giang Mạc Thiên tại đem trường kiếm màu xanh từ Vương Tiềm trong cổ rút ra trong nháy mắt, Vương Tiềm trong cơ thể một phần năng lượng cũng trào vào Giang Mạc Thiên bên trong thân thể. Liên tiếp hấp thu nhiều như vậy năng lượng, này làm cho Giang Mạc Thiên có loại thân thể yếu căng nứt cảm giác, tại đem trường kiếm màu xanh thu nhập trong nhẫn chứa đồ sau, hắn lúc này mới nhanh chóng hướng về xa xa ánh sáng màu trắng lao đi rồi. Hắn nhất định muốn rời đi chỗ này di tích sau mới có thể dung hợp trong cơ thể năng lượng rồi. Chương 1404, run dế cuối cùng là run dế. Bắc vực trong hoang mạc. Thủy Tử Yên, Thủy Mộng Hàm, Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý bốn người này, bọn họ là nhóm đầu tiên từ màu đen vòng xoáy bên trong nhanh chóng người đi ra. Thủy gia người dẫn đầu Lôi Vô Niệm cùng Vạn Nguyệt các người dẫn đầu Chu Phúc An. Bọn hắn đang nhìn đến môn hạ của chính mình trọng yếu đệ tử đều không sau đó, trên mặt bọn họ lo lắng vẻ mặt hơi chút chậm trì hoãn. Tại Thủy Tử Yên đám người thuận lợi từ viễn cổ thần ma trong mộ địa sau khi đi ra, Ninh Tuyết Ni cùng Ninh Tuyết Tùng thân ảnh cũng sát theo đó vọt ra, này làm cho Hàn Băng Tông người dẫn đầu Ninh Hồng Phi cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt chỉ có Âm Minh Tông cùng Bách Thú Tông không có bất kỳ đệ tử đi ra, mà một cái canh giờ cũng lập tức muốn đã đến. Cho dù có Lôi Vô Niệm các loại năm đại tông môn người dẫn đầu chống đỡ, vòng xoáy màu đen cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại bên trong rồi, mắt thấy vòng xoáy màu đen yếu hoàn toàn biến mất rồi, tại thời khắc cuối cùng, bôi đen bóng vọt ra. Này bôi đen bóng chính là giết Dương Sát Thiên, Vương Mộc Lôi cùng Vương Tiềm Giang Mạc Thiên rồi, giờ khắc này, dáng dấp của hắn vô cùng chật vật, hắn cực lực áp chế trong cơ thể năng lượng, trên thân thể là băng liệt từng cái vết máu, bất quá. Hắn đem trong cơ thể năng lượng áp chế tốt vô cùng, ở những người khác xem ra còn tưởng rằng Giang Mạc Thiên là bị thương thế nghiêm trọng. Tống Xuân Mi đang nhìn đến đồ đệ của mình cái cuối cùng cũng sống nhanh chóng sau khi đi ra, của nàng một viên trái tim cuối cùng là để xuống, mà Âm Minh Tông một người khác người dẫn đầu Vương Mộc Nghiêm, hắn nhìn xem đã biến mất vòng xoáy màu đen, hắn hướng về phía Giang Mạc Thiên quát lên, tôn nhi của ta Vương Tiềm đâu này? Hắn tại sao không có đi ra? Giang Mạc Thiên thở một hơi, nói ra ta làm sao biết. Liền ngay cả chính ta cũng là thập phần may mắn mới sống sót mà đi ra ngoài, ta nơi nào quản được những người khác. Một bên khác Bách Thú Tông người dẫn đầu Quý Phong Đức, hắn thần sắc trên mặt âm trầm cực kỳ, trong con ngươi được lửa giận cho lấp đầy, chất vấn, chúng ta hai đứa con trai đâu này. Chúng ta Bách Thú Tông không có bất kỳ một tên đệ tử sống sót mà đi ra ngoài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bách Thú Tông tiến vào bên trong di tích đệ tử, trong đó hai tên thực lực cao nhất Quý Cao cùng Quý Vân chính là Quý Phong Đức nhi tử, chẳng trách này Quý Phong Đức sẽ như thế cảm xúc thất thường rồi. Thủy gia Lôi Vô Niệm hắn nhìn xem Thủy Tử Yên, hỏi Tử Yên, người đến nói chuyện gì thế này chứ? Thế là, Thủy Tử Yên đem đại khái sự tình nói một lần, đồng thời nhắc tới Quý Cao cùng Quý Vân hẳn là chết ở huyết tông đệ tử trong tay, cuối cùng Thủy Tử Yên nói ra huyết hồn tộc thời điểm. Năm đại tông môn người dẫn đầu sắc mặt đều hơi đổi. Vạn Nguyệt các người dẫn đầu Chu Phúc An, thanh âm hắn trầm thấp nói ra, ta lúc trước tại một bản cổ tịch thượng thô sơ giản lược từng thấy huyết hồn tộc giới thiệu, bất quá, ta cũng không phải là quá rõ ràng. Chỉ biết là huyết hồn tộc xuất hiện tại viễn cổ thời đại,
lại đang chỗ này trong di tích còn có còn sống huyết hồn tộc nhân. Còn lại bốn môn phái người dẫn đầu, bọn hắn tuy rằng không biết huyết hồn tộc lai lịch cụ thể, nhưng nhìn đến bọn hắn cũng đều thô sơ giản lược biết huyết hồn tộc là tồn tại ở viễn cổ thời đại, dưới cái nhìn của bọn họ chỗ này di tích thật sự phi thường không đơn giản a hát. Ở đây bầu không khí rằng có mấy giây sau đó thủy ra lôi vô niệm. Nói ra, nếu chỗ này di tích đã tan vỡ, như vậy chúng ta cũng không có ở lại chỗ này cần thiết, chúng ta đều từng người tản đi đi. Tại hiểu rõ đại khái sau khi trải qua, người ở chỗ này rất nhanh đều tản đi rồi, chỉ còn lại có Thủy Tử Yên, Thủy Mộng Hàm, Tô Băng Xoáy cùng Lương Tả Ý bốn người này rồi, bọn hắn còn muốn phải ở lại chỗ này nhìn một hồi. Được Thủy Tử Yên đánh ngất đi Thủy Mộng Hàm, người an tĩnh nằm ở Thủy Tử Yên trong lồng ngực. Đột nhiên, mí mắt của nàng rung động mấy lần, người từ từ mở hai mắt ra, trong đầu còn có chút mơ mơ màng màng, đang nhớ tới hôn mê chuyện lúc trước, sau đó người lập tức bắt lại Thủy Tử Yên cánh tay, vội vàng hỏi tỷ, Diệp đại ca đâu này? Chúng ta đây là ở nơi nào? Thủy Tử Yên cắn môi một cái, nói ra, Mộng Hàm, chúng ta đã rời đi chỗ kia di tích rồi, mà di tích lối vào cũng triệt để sụp đổ rồi. Thủy Mộng Hàm từ Thủy Tử Yên trong lồng ngực tránh thoát đi ra, người ánh mắt có phần dại ra mà hỏi, người nói là Diệp đại ca còn tại di tích bên trong. Diệp đại ca vĩnh viễn cũng không cách nào từ trong di tích đi ra. Thủy Tử Yên sờ sờ Thủy Mộng Hàm đầu, nói ra, e sợ di tích bên trong không gian cũng triệt để tan vỡ rồi, Diệp Thần Phong còn sống tỷ lệ phi thường thấp. Thủy Mộng Hàm sắc mặt đột nhiên trắng xanh một mảnh, người không ngừng dao động cái đầu nói ra, không thể nào. Diệp đại ca không thể chết, Diệp đại ca tuyệt đối không thể chết. Một bên Lương Tả Ý từ đầu tới cuối đều là lo lắng đề phòng, hắn nói ra, ta có thể khẳng định hiện tại Diệp Thần Phong xác thực còn chưa có chết, bởi vì nếu như hắn đã chết, ta cũng sẽ lập tức đi theo chết đi, bất quá, đang ở chỗ này tan vỡ di tích bên trong, hắn lại có thể sống bao lâu? Xem ra ta cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu. Tại Lương Tả Ý nói ra câu nói này sau, Thủy Tử Yên, Thủy Mộng Hàm cùng Tô Băng Xoáy đều trầm mặc lại, bầu không khí lâm vào một loại không rõ trong bi thương. Mà đi theo Tống Xuân Mi rời đi Giang Mạc Thiên, hắn không có lập tức rời đi Bắc Vực Hoang Mạc, mà là về tới Âm Minh Tông tại Bắc Vực Hoang Mạc tạm thời nơi ở. Giang Mạc Thiên tại đi vào Tống Xuân Mi giản dị phòng ốc sau, hắn lập tức nói ra, sư phụ, ta tại trong di tích nhìn thấy hạ đẳng vị diện cái kia run rế rồi, hơn nữa chiến lực của hắn phi thường kinh người. Hắn làm sao có thể sẽ đi tới địa huyền giới? Hắn tại trong di tích. Giang Mạc Thiên nói với Tống Xuân Mi một lần liên quan với Diệp Thần Phong tại trong di tích sự tình. Sau khi nghe xong Tống Xuân Mi, lông mày của nàng chỉ hơi hơi nhíu nhíu, liền lại lập tức lỏng ra, nói ra, Mạc Thiên, bây giờ di tích đã tan vỡ, tiểu tử kia không hề rời đi di tích, như vậy hắn có lẽ đã biến thành một kẻ đã chết rồi, đối với người chết ngươi không cần quá để ở trong lòng. Hiện tại Vương Tiềm cũng đã chết, như vậy ngươi nhất định là một cái nhiệm Âm Minh Tông thánh tử rồi, ngươi tốt nhất làm chuẩn bị đi. Lâm Hân Di chẳng mấy chốc sẽ trở thành nữ nhân của ngươi. Giang Mạc Thiên trong cơ thể trả phun trào cuồng bạo năng lượng, hắn gật gật đầu, nói ra, sư phụ, ta có thể hay không đủ tại trong phòng của ngươi đột phá một ít thực lực. Ta tại trong di tích có một ít không sai thu hoạch. Tống Xuân Mi trực tiếp nói, được, ta sẽ giúp ngươi ở bên ngoài nhìn. Sẽ không để cho bất luận người nào tới quấy rầy ngươi. Tại Giang Mạc Thiên bắt đầu dung hợp trong cơ thể năng lượng lúc. Bắc Vực Hoang Mạc nơi nào đó. Vết thương chằng chịt Diệp Thần Phong không nhúc nhích nằm ở trong đất cát, xem ra hắn cũng là thuận lợi từ viễn cổ thần ma trong mộ địa đi ra, nhưng tại thừa nhận lấy không gian loạn lưu sau đó Diệp Thần Phong là lâm vào hôn mê trong, cũng còn tốt chung quanh đây không có yêu thú ẩn hiện, bằng không Diệp Thần Phong sẽ phải thảm. Hí. Nằm ở hôn mê Diệp Thần Phong, trong cổ họng hắn đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn từ hôn mê tỉnh táo lại, trên thân thể đau nhức để trong miệng hắn không ngừng thở hổn hển, hắn cảm giác trong cơ thể mình gân mạch vô cùng hỗn loạn, hơn nữa xương cũng nứt gãy rất nhiều cái, hắn bây giờ căn bản không cách nào đứng lên hành tẩu. Lão Bạch, Lão Hắc, các ngươi thực sự là quá lừa bố mày, các ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta à? Như thế then chốt truyền tống. Các ngươi dĩ nhiên cho bố trí hội gặp sự cố. Diệp Thần Phong ở trong lòng cực độ không sảng khoái chất vấn. Diệp Thần Phong tại Bắc Vực trong hoang mạc, từ hôn mê thanh lúc tỉnh lại.
Tống Xuân Mi là nhìn xem chính mình giản dị nơi ở, trong con ngươi của nàng không ngừng nhấc lên gợn sóng, chỉ thấy từ của nàng giản dị nơi ở bên trong không ngừng có một trận lại một trận sóng năng lượng phóng lên trời, người biết đây là Giang Mạc Thiên tại không ngừng mà tiến hành đột phá. Phải biết Dương Sát Thiên hữu thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực, mà Vương Mộc Lôi cùng Vương Tiềm cũng có thần niệm cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ thực lực, này ba người thể nội một phần có thể số lượng lớn lấy để Giang Mạc Thiên đột phá không ít tầng thứ. Ước chừng tại nửa giờ sau, giản dị nơi ở bên trong sóng năng lượng từ từ bình ổn lại. Giang Mạc Thiên là ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hắn giờ khắc này trên người mơ hồ hiện ra thần niệm cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thật khí thế. Khóe miệng của hắn nhiễm từng tia tiên huyết, trên mặt đất cũng có một bãi lớn tiên huyết, xem ra lần này tràn vào hắn trong cơ thể năng lượng nhiều lắm, này làm cho hắn tại dung hợp trong quá trình bị thương không nhẹ. Bất quá, điểm ấy thương thế đối với Giang Mạc Thiên tới nói không đáng kể chút nào, trong cơ thể hắn khí thế vững chắc sau đó hắn đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, cảm thụ trong cơ thể thần niệm cảnh tam trọng thiên sơ kỳ thật khí thế, hắn tất cả tự tin đều trở về. Miệng quát, run dế chung quy chỉ là run dế, Diệp Thần Phong, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt Lâm Hân Di, tự coi như ngươi đi tới địa huyền giới thì lại làm sao? Cho dù chiến lực của ngươi vô cùng mạnh mẽ thì lại làm sao? Mạc Thiên, ghi nhớ kỹ không nên đem tiểu tử kia để ở trong lòng, như vậy chỉ sẽ trở ngại tu vi của ngươi, lại nói bây giờ tiểu tử kia khẳng định đã là chết rồi, mà ngươi lại đột phá đến thần niệm cảnh tam trọng thiên sơ kỳ. Tương lai Âm Minh Tông nhất định sẽ được ngươi nắm trong lòng bàn tay. Tống Xuân Mi thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Giang Mạc Thiên trước mặt. Từ đầu tới cuối, Tống Xuân Mi cũng không có đem hạ đẳng vị diện Diệp Thần Phong coi là chuyện to tát. Chương 1405, phế vật này là các ngươi tìm cao thủ. Như lò nướng y hệt Thái Dương treo ở giữa không trung. Nóng rực vô cùng ánh mặt trời từ bầu trời bên trong chiếu nghiêng xuống. Bắc vực hoang mạc quanh năm suốt tháng đều kéo dài nhiệt độ cao, người bình thường đi vào bắc vực hoang mạc, cuối cùng kết cục chỉ biết bị tươi sống phơi nắng chết. Bắc vực hoang mạc nơi nào đó, y phục trên người rách tả tơi, trên mặt cũng có vẻ bẩn thỉu Diệp Thần Phong, hắn đã trọn vẹn nằm ở xa địa bên trong không nhúc nhích một ngày, trong cổ họng cũng đã làm chát chát cực kỳ, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Cũng may Diệp Thần Phong tu luyện thần huyết quyết cùng ma thiên quyết. Cái này hai môn công pháp đều có khôi phục thương thế hiệu quả, nhưng cho dù như thế, lấy Diệp Thần Phong đoán chừng hắn yếu tự mình đứng lên đến hành tẩu, chả nhất định muốn một ngày đây. Xem ra cái kia không gian loạn lưu cho Diệp Thần Phong tạo thành thương thế vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng Diệp Thần Phong rời chống huyết hồn tộc bảo khố, bây giờ hắn trong nhẫn chứa đồ có rất nhiều thiên tài địa bảo, trong đó không thiếu có thể chữa thương, thế nhưng rất nhiều thiên tài địa bảo dược tính vô cùng cường hãn. Bình thường yếu luyện chế thành đan dược dùng, lấy hiện tại Diệp Thần Phong tình trạng cơ thể, nếu như hắn trực tiếp dùng thiên tài địa bảo lời nói, thân thể của hắn căn bản không chịu nổi như vậy rằng co. Chính lúc Diệp Thần Phong dự định an tâm ở nơi này nằm thượng một ngày, đợi được có thể chính mình hành tẩu lại lúc rời đi, hai con mắt của hắn không khỏi vi vi chừng lớn, chỉ thấy từ hắn ngay phía trước có một con hình thể to lớn chi chu đang nhanh chóng bỏ qua đến. Con nhện này thân dài hơn một thước. Trên người che kín lông tơ, da rẻ của nó hiện ra một loại màu đỏ rực, này một đôi con mắt nhìn qua khiến người ta cảm thấy thậm chí khủng bố. Loại con nhện này tên là Hỏa Diễm Chi Chu, đây là một loại sinh hoạt trong sa mạc yêu thú, bình thường dĩ kỳ hắn nhỏ yếu yêu thú làm thức ăn, Hỏa Diễm Chi Chu thực lực bình thường tại thông linh cảnh tầng thứ, mà hướng về Diệp Thần Phong trèo tới con này Hỏa Diễm Chi Chu, thực lực của nó tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Thân thể vẫn là cơ hồ không cách nào nhúc nhích Diệp Thần Phong, hắn ở trong lòng lập tức nói ra, lão Bạch, lão Hắc, hai người các ngươi lẽ nào chuẩn bị xem cuộc vui sao? Nhanh chóng nghĩ biện pháp giúp ta giải quyết xong cái này đáng chết chi chu. Bóng đen người Giang Vận Thiên cười nói, tiểu tử, yên tâm. Không cần ta cùng lão Bạch động thủ, ngươi cũng khẳng định không chết được. Tại bóng đen người Giang Vận Thiên tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Con kia hình thể khổng lồ Hỏa Diễm Chi Chu đã xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, mắt thấy nó mở ra khiến người ta buồn nôn cái miệng lớn như chậu máu, phải đem Diệp Thần Phong đầu nuốt vào trong đó thời điểm. Xíu, một tiếng, một đạo tiếng xé gió đột nhiên truyền vào Diệp Thần Phong trong tai, sát theo đó, xì xì. Một tiếng, một cái màu trắng mũi tên nhọn trực tiếp chui vào Hỏa Diễm Chi Chu trong não,
ngọn lửa này chi chu đầu trực tiếp bạo liệt ra, bay ra óc có một chút văng đến Diệp Thần Phong trên mặt. Diệp Thần Phong trong lòng vi vi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng về mũi tên nhọn bay tới địa phương nhìn lại rồi, chỉ thấy tại Diệp Thần Phong bên phải phương hướng, có hai con to lớn lạc đà lôi kéo một cái tinh xảo thùng xe. Có hai tên thông linh cảnh tam trọng thiên thanh niên phụ trách khống chế lạc đà. Một tên đã có tuổi lão đầu tử, hắn hẳn là mới vừa từ trong buồng xe đi ra, trong tay cầm một thanh khổng lồ cung, vừa vặn cái kia một cái màu trắng mũi tên nhọn phải là xuất từ ông lão này tay, tên này lão đầu thực lực tại hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Mà hai chỉ lôi kéo thùng xe lạc đà, này cũng không phải là phổ thông lạc đà, loại này lạc đà tên là thần phong lạc đà. Chính là một loại có thể trong sa mạc nhanh chóng đi đường lạc đà. Do thần phong lạc đà lôi kéo thùng xe vững vàng đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh, thùng xe trước mảnh được kéo lên, một tên 17 tuổi khoảng chừng thiếu nữ xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt, tên thiếu nữ này trên người mặc quần áo vô cùng dị vực gió, tên thiếu nữ này tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Này Bắc vực hoang mạc mặc dù là một cái cực kỳ cằn cỗi địa phương, thế nhưng này Bắc vực hoang mạc lại cực kỳ bao la, trong đó không thiếu có một vài chỗ là có thể thời gian dài ở người, cho nên tại đây Bắc vực trong hoang mạc lớn lớn nhỏ nhỏ bộ lạc cũng có không ít. Bất quá, bởi vì tư nguyên cằn cỗi, công pháp tu luyện cùng chiến kỹ đẳng cấp phi thường thấp, tại đây Bắc vực trong hoang mạc các bộ lạc lớn bên trong, thực lực đến hợp biển cảnh đã coi như là tuyệt thế cao thủ rồi, tên thiếu nữ này ước chừng 17 tuổi là có thể có thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, người tại Bắc vực trong hoang mạc nên tính là thiên tài y hệt tồn tại. Tên thiếu nữ này tên là Vân Ngữ Lan. Dáng dấp vô cùng thanh thuần khả nhân, người chính là Bắc vực hoang mạc Vân Thị Bộ Lạc tộc trưởng con gái, về phần trong tay cầm cung lão đầu, hắn là Vân Thị Bộ Lạc đại quản gia. Tên của hắn gọi là Vân Đức Biển. Vân Ngữ Lan nhìn trên mặt đất vết thương chằng chịt Diệp Thần Phong, người mở miệng hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là đến Bắc vực hoang mạc lịch luyện người tu luyện sao? Diệp Thần Phong trong cổ họng căn bản chả không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể tính chất tượng trưng gật gật đầu, cho nên, Vân Ngữ Lan trực tiếp cho rằng Diệp Thần Phong là câm, người đối với đại quản gia Vân Đức Biển, nói ra, hải bá, chúng ta đem hắn đồng thời mang về trong bộ lạc đi thôi. Một mình hắn ở lại chỗ này tuyệt đối sẽ chết, đợi được hắn thương lành, chúng ta liền lập tức khiến hắn rời đi. Vân Đức Biển bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra, Ngữ Lan, trái tim của ngươi đều là thiện lương như vậy, lần này chúng ta trở về trong bộ lạc. Chúng ta cũng còn không biết sẽ đối mặt phiền toái gì đây. Ngươi tạm thời không nên nghĩ chuyện báo thù rồi. Vân Ngữ Lan một mặt tức giận nói ra, hải bá, Đinh Thị Bộ Lạc người quả thực khinh người quá đáng rồi, lẽ nào ta muốn để cha của ta trắng chết lãng phí rồi sao? Vân Đức Biển biết Vân Ngữ Lan là một cái quật cường nha đầu, hắn khoát tay áo một cái, nói ra, được rồi, chúng ta liền đem tiểu tử này mang lên đi. Ngược lại, Vân Đức Biển rồi hướng hai tên phụ trách khống chế thần phong lạc đà thanh niên, nói ra, hai người các ngươi thanh tiểu tử kia mang lên. Cái kia hai tên thanh niên khi nghe đến Vân Đức Biển mệnh lệnh sau, bọn hắn lập tức làm một cái giản dị cáng cứu thương, lợi dụng cáng cứu thương đem Diệp Thần Phong mang tới thùng xe bên trong. Mà Diệp Thần Phong không chút nào phản kháng, dưới cái nhìn của hắn xuất hiện tại thân thể mình không cách nào nhúc nhích, một người ở lại Bắc vực trong hoang mạc vô cùng nguy hiểm. Chẳng bằng đi theo Vân Ngữ Lan đám người an toàn, đợi được khôi phục thực lực một chút, là hắn có thể đủ tìm cơ hội rời đi. Đang lợi dụng cáng cứu thương đem Diệp Thần Phong mang tới thùng xe bên trong sau, cái kia hai tên thanh niên tiếp tục khống chế Thần Phong lạc đà đi tới. Bên trong buồng xe, Vân Ngữ Lan nhìn xem nằm ở một bên Diệp Thần Phong, bởi Diệp Thần Phong trên mặt bẩn thỉu, người cũng nhìn không ra Diệp Thần Phong chân thực tướng mạo. Nàng nói, chúng ta mang ngươi về Vân Thị Bộ Lạc sau đó các loại thương thế của ngươi khá hơn một chút rồi, ngươi liền tất cần phải rời đi bộ lạc, ngươi hiểu chưa? Bởi Diệp Thần Phong vẫn là không cách nào mở miệng nói chuyện, hắn chỉ có thể gật gật đầu. Vân Ngữ Lan trong lòng có vẻ như cũng có tâm sự, lại nói tiếp một câu nói như vậy sau đó người liền không nữa đối Diệp Thần Phong cái này người câm có hứng thú. Thần Phong lạc đà đang nhanh chóng đi tới sau một ngày. Vân Ngữ Lan đám người thuận lợi về tới Vân Thị Bộ Lạc, này Vân Thị Bộ Lạc vị trí ngược lại là có một ít thực vật xanh cùng nước trong, này Vân Thị Bộ Lạc như cùng một trấn nhỏ bình thường hai bên đường phố là buôn bán các loại vật phẩm người.
Diệp Thần Phong tại bên trong buồng xe lại nghỉ ngơi sau một ngày, cổ họng của hắn đã khôi phục, thực lực của hắn cũng khôi phục một ít, lấy hắn tình huống bây giờ hẳn có thể phát huy ra thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực. Yếu khôi phục lại thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực, e sợ Diệp Thần Phong vẫn cần muốn hảo hảo điều dưỡng cái 2-3 ngày, bây giờ hắn đã khôi phục năng lực hoạt động rồi, hắn chuẩn bị tìm một cơ hội tự ly khai rồi. Hai con thần phong lạc đà lôi kéo thùng xe đứng tại trước một tòa phủ đệ, tại ngay phía trên tấm bảng rồng bay phượng múa viết Vân Phủ hai chữ lớn, nơi này chính là Vân Ngữ Lan nhà. Hai tên khống chế thần phong lạc đà thanh niên, bọn hắn trước tiên đem Diệp Thần Phong cho nhấc xuống xe mái hiên, Diệp Thần Phong có thể nói chuyện cùng với khôi phục năng lực hoạt động sự tình, Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển chả cũng không biết. Tại Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển cũng đi xuống thùng xe, sau đó từ mây phủ bên cạnh một cái trong ngõ hẻm đi ra 7 cái đàn ông trung niên, trong đó cầm đầu một người trung niên nam nhân hình thể to lớn cường tráng cực kỳ. Tên này đàn ông trung niên thực lực tại hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Hắn nhìn xem Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển, cuối cùng đưa mắt như ngừng lại nằm ở trên băng ca Diệp Thần Phong trên người, cực độ khinh thường nói, chẳng lẽ nói tên rác rưởi này chính là các ngươi tìm đến cao thủ. Lẽ nào hắn nằm là có thể đem mọi người chúng ta đều đánh ngã sao? Ha ha ha! Ha ha ha! Đứng ở đó tên cầm đầu đàn ông trung niên bên cạnh những người khác, bọn hắn trong lúc nhất thời đều càn rỡ bắt đầu cười lớn. Chương 1406, đúng là cao thủ. Cái này tên là đầu thân thể cực kỳ to lớn tráng đàn ông trung niên, tên của hắn gọi là Đinh Gấu, mà đứng ở hắn bên cạnh một người khác hình thể tương đối nhỏ gầy đàn ông trung niên. Tên của hắn gọi là Đinh Thiên Hổ, một thân thực lực tại hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Về phần đứng ở Đinh Gấu cùng Đinh Thiên Hổ sau lưng 5 người, thực lực của bọn họ đều tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Này Đinh Gấu cùng Đinh Thiên Hổ thuộc về Bắc Vực hoang mạc Đinh Thị Bộ Lạc người, Đinh Thị Bộ Lạc cùng Vân Thị Bộ Lạc khoảng cách vô cùng gần. Nguyên bản Đinh Thị Bộ Lạc cùng Vân Thị Bộ Lạc tộc trưởng đều tại hợp biển cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, nhưng mà một tháng trước Đinh Thị Bộ Lạc tộc trưởng đem tộc trưởng vị trí truyền cho hắn con lớn nhất Đinh Kỳ Thắng. Này Đinh Kỳ Thắng đang ngồi trên Đinh Thị Bộ Lạc tộc trưởng vị trí sau, hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là cho Vân Thị Bộ Lạc tộc trưởng hạ chiến thư, Vân Thị Bộ Lạc tộc trưởng cũng chính là Vân Ngữ Lan phụ thân đương nhiên nhất định muốn kế tiếp rồi. Nhưng ai biết Đinh Kỳ Thắng thì đã đột phá đến thần niệm cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ tầng thứ. Này Đinh Kỳ Thắng ở mấy năm trước đó vốn là một cái tư chất bình thường người mà thôi, xem ra Đinh Kỳ Thắng là đã nhận được kỳ ngộ nào đó, lúc này mới sẽ khiến cho thực lực của hắn tăng nhanh như gió. Đinh Kỳ Thắng ở cùng Vân Thị Bộ Lạc tộc trưởng quá trình chiến đấu trong, hắn trực tiếp đem Vân Thị Bộ Lạc tộc trưởng giết, mà Vân Thị trong bộ lạc thực lực mạnh nhất cũng chính là tộc trưởng, cho nên hầu như không có bất kỳ Vân Thị Bộ Lạc người dám đứng ra nói chuyện. Mà Đinh Kỳ Thắng vì đem Vân Thị Bộ Lạc danh chánh ngôn thuận nắm trong lòng bàn tay, hắn đưa ra muốn cho Vân Ngữ Lan làm nữ nhân của hắn, mà Vân Ngữ Lan đương nhiên sẽ không đáp ứng rồi, người làm sao sẽ đồng ý gả cho mình cửu nhân giết cha đâu này. Thế là, Vân Ngữ Lan tại đại quản gia Vân Đức Biển giúp ở lại, người đi tìm kiếm những bộ lạc khác trợ giúp, nhưng những bộ lạc đó biết Vân Ngữ Lan phụ thân đã bị chết sau đó không có bất kỳ người nào nguyện ý đi theo Vân Ngữ Lan đồng thời đến Vân Thị Bộ Lạc tới. Này Đinh Gấu chính là Đinh Kỳ Thắng thân đệ đệ, Vân Ngữ Lan nghe được chu vi không chút kiêng kỵ tiếng cười sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt nhiễm lên một tầng sương lạnh, người biết mình không phải Đinh Gấu đám người đối thủ. Người biết bây giờ còn không phải động thủ thời điểm, người mặt lạnh quát lên, Đinh Gấu. Các ngươi tới chúng ta Vân Thị Bộ Lạc làm gì? Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Hình thể to lớn cường tráng vô cùng Đinh Gấu, hắn bẻ bẻ cổ, nói ra, Vân Ngữ Lan, ta là giúp ca ca ta đến cầu thân, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không ngươi đều muốn trở thành ca ca ta nữ nhân. Ngươi cho rằng những bộ lạc khác người sẽ xuất thủ giúp ngươi sao? Ngươi quá ý nghĩ kỳ lạ rồi, phải biết ta ca nhưng là thần niệm cảnh cao thủ, có bộ lạc nào dám nhúng tay? Nằm ở trên băng ca Diệp Thần Phong, hắn vô duyên vô cớ đã bị người xưng là phế vật, này làm cho trong lòng của hắn là cực kỳ không sảng khoái, nguyên bản hắn muốn tìm cơ hội rời đi rồi. Lần này hắn cũng coi như là ngồi Vân Ngữ Lan lạc đà xe, hắn không ngại hiện tại liền đem cái này ân tình trả lại Vân Ngữ Lan. Vân Ngữ Lan, ngươi thức thời liền lập tức theo chúng ta về Đinh Thị Bộ Lạc, lẽ nào ngươi còn muốn để cho chúng ta động thủ?
đứng ở Đinh Gấu bên cạnh Đinh Thiên Hổ cười lạnh nói. Tiếp lấy, Đinh Thiên Hổ ngón tay lại chỉ vào Diệp Thần Phong, nói ra, chẳng lẽ nói tên rác rưởi này đúng là ngươi nhóm tìm đến cao thủ. Như vậy chúng ta trước đem tên này rác rưởi cao thủ đưa lên đường đi đi. Các ngươi năm cái còn đứng ngây ra đó làm gì? Lẽ nào không nghe thấy lời của ta sao? Đinh Thiên Hổ đối với sau lưng năm tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong đàn ông trung niên nói ra. Đang nhìn đến Đinh Thị Bộ Lạc năm tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ muốn động thủ, Vân Ngữ Lan lập tức đứng ra nói ra, chuyện này căn bản cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Hắn là ta Vân Ngữ Lan mang về, ta Vân Ngữ Lan liền tuyệt đối sẽ không khiến hắn ở nơi này có chuyện. Đứng ở Vân Ngữ Lan bên cạnh Vân Đức Biển, trên người hắn nổi lên hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong khí thế, hắn tức giận nói ra, Đinh Gấu, Đinh Thiên Hổ, các ngươi quá không đem chúng ta Vân Thị Bộ Lạc coi là chuyện to tát rồi. Đinh Gấu nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn rồi, hắn nói ra, Vân Thị Bộ Lạc. Rất nhanh các ngươi toàn bộ Vân Thị Bộ Lạc liền muốn nhập vào chúng ta Đinh Thị trong Bộ Lạc rồi, các ngươi Vân Thị Bộ Lạc là cái thá gì? Mà chính lúc này, nguyên bản nằm ở trên băng ca Diệp Thần Phong. Cánh tay hắn chống đỡ lấy thân thể đứng lên, hắn trên đùi phải đầu khớp xương gãy vỡ vẫn không có triệt để khôi phục, cho nên đứng lên Diệp Thần Phong, thân thể của hắn có phần nghiêng lệch, bất quá, hắn trong con ngươi vẻ mặt lại là dị thường lạnh lẽo. Sau lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, thần sắc hắn lãnh đạm đối với Đinh Gấu cùng Đinh Thiên Hổ. Nói ra, rác rưởi, ta xem các ngươi mới là phế vật từ đầu đến chân đi. Đinh Gấu cùng Đinh Thiên Hổ nhìn thấy nằm Diệp Thần Phong đứng lên, bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng, giờ khắc này, Diệp Thần Phong trên người không có bất kỳ sóng linh khí. Đinh Thiên Hổ không nhìn được nói, các ngươi năm cái nhanh chóng động thủ cho ta. Cái kia năm tên Đinh Thị Bộ Lạc thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, bọn hắn trong nháy mắt nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong hội tụ đi qua. Mà Vân Ngữ Lan nhìn thấy Diệp Thần Phong không những đứng lên, hơn nữa Diệp Thần Phong lại vẫn không phải người câm, này làm cho người lập tức mở miệng nói, người đứng ở phía sau của ta đến, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi có việc. Diệp Thần Phong chỉ là hướng Vân Ngữ Lan khẽ mỉm cười nói, ta không để cho nữ nhân bảo vệ quen thuộc. Nói xong, thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế, liền từ Diệp Thần Phong trong cơ thể tăng vọt mà lên, tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực mới khôi phục được thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Nhưng là đối phó những người này hẳn là không có chút khó khăn gì. Tại Diệp Thần Phong trên người tăng vào thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế sau, Đinh Gấu cùng Đinh Thiên Hổ hai người bọn họ hơi sững sờ, Đinh Thiên Hổ nhưng vẫn là khinh thường nói, Hùng ca, tiểu tử này nguyên lai cũng là thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, đây chính là hắn kêu gào tư bản sao. Hắn không thấy mình bị năm tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ vây. Quả thực chính là ngớ ngẩn. Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển bọn hắn tại cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực sau, hai người bọn họ quả thực cũng kinh ngạc một cái, bọn hắn muốn tiến lên trợ giúp Diệp Thần Phong, nhưng lại bị Đinh Gấu cùng Đinh Thiên Hổ ngăn lại, cho nên bọn hắn chỉ có thể đứng ở một bên thấy. Vân Đức Biển lắc lắc đầu, nói ra, sớm biết hẳn là khi tiến vào Vân Thị Bộ Lạc thời điểm, sẽ đem tiểu tử thả xuống, bây giờ là chúng ta hại hắn a hát. Tại Vân Đức Biển xem ra Diệp Thần Phong đối mặt năm tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, Diệp Thần Phong cơ hồ là chắc chắn phải chết rồi, mà Vân Ngữ Lan cũng là cực độ tức giận nắm chặt nắm đấm, nhưng Đinh Gấu cùng Đinh Thiên Hổ thực lực tại nàng và Vân Đức trên biển, liền coi như bọn họ xuất hiện tại động thủ cũng căn bản không kịp trợ giúp Diệp Thần Phong rồi. Đinh Thị Bộ là cái kia năm tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đàn ông trung niên, thân thể của bọn họ là áp sát Diệp Thần Phong. Đem Diệp Thần Phong cho hoàn toàn vây quanh ở, từng cái đem trong cơ thể khí thế tăng lên tới cực hạn. Một bên Đinh Gấu cùng Đinh Thiên Hổ là có nhiều ý vị nhìn xem tình cảnh này, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong có thể sẽ được trong nháy mắt giết chết, cuộc chiến đấu này cả cái gì một điểm đáng xem cũng không có. Oanh, một tiếng, cái kia năm tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong đàn ông trung niên, bọn hắn cơ hồ là cũng trong lúc đó động thủ, hơn nữa chiêu thức của bọn hắn cực kỳ tàn nhẫn. Dường như muốn đem Diệp Thần Phong một đòn mất mạng. Cách đó không xa Đinh Thiên Hổ, hắn giễu cợt nói, hiện tại biết bất kể như thế nào ngươi đều là tên rác rưởi đi nha. Đừng tưởng rằng có các ngươi một chút thực lực, ngươi là có thể tại chúng ta Đinh Thị Bộ Lạc trước mặt làm càn, ngươi cho ta an tâm lên đường thôi.
Cái kia năm tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đàn ông trung niên, quả đấm của bọn hắn chuẩn xác vô cùng nện vào Diệp Thần Phong trên thân thể, nhưng quả đấm của bọn hắn lại là trực tiếp xuyên qua Diệp Thần Phong thân thể. Tốc độ quá chậm, chỉ các ngươi những này nát khoai lang, số điểu trứng cũng muốn đi ra giết người. Đùi phải hồn cốt đầu gãy vỡ vẫn không có khôi phục Diệp Thần Phong, hắn oai tà thân thể thoát ly năm tên đàn ông trung niên vây quanh, cái kia năm tên đàn ông trung niên oanh kích đến chỉ là Diệp Thần Phong một đạo tàn ảnh mà thôi. Hiện tại nên ta hoàn thủ rồi, oai tà thân thể Diệp Thần Phong, hắn tại năm tên đàn ông trung niên chả chưa kịp phản ứng thời khắc, thân ảnh của hắn dường như mãnh hổ hạ sơn bình thường nhanh chóng nhào vào năm tên đàn ông trung niên trong lúc đó. Ngón tay nhanh chóng tại năm tên trung niên cổ của nam nhân thượng xẹt qua. Đợi đến Diệp Thần Phong bóng người dừng lại thời điểm, cái kia năm tên trung niên nam nhân mắt mở thật to, trên mặt tràn đầy vẻ mê man, thân thể không nhúc nhích đứng ngay tại chỗ, tại trên cổ của bọn họ đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, hơn nữa vết máu đang không ngừng mở rộng, cuối cùng ầm, thanh âm đột nhiên vang lên. Năm tên trung niên cổ của nam nhân bên trong phun ra mãnh liệt tiên huyết trực tiếp đem đầu của bọn họ xông hướng giữa không trung. Tất cả những thứ này thật sự là phát sinh quá nhanh, quá đột nhiên, cho tới Vân Ngữ Lan bọn người chả chưa kịp phản ứng, không khí của hiện trường trong nháy mắt biến trở nên yên lặng. Diệp Thần Phong đúng là cao thủ. Chương 1407, như thường giết. Diệp Thần Phong trong con người vẻ mặt hào không gợn sóng. Hắn nhìn xem Đinh Thị Bộ Lạc năm tên đàn ông trung niên thi thể chậm rãi ngã xuống đất, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ, thật giống tất cả những thứ này đều cùng hắn không có một chút nào quan hệ như thế. Diệp Thần Phong trên người nhưng vẫn là hiện ra thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong khí thế, mà Đinh Thị Bộ Lạc Đinh Gấu cùng Đinh Thiên Hổ hai người này, con mắt của bọn họ trợn lên cực kỳ to lớn, miệng há có thể nhét dưới một cái trứng gà rồi, trong lòng bọn họ đã nghĩ tới Diệp Thần Phong các loại kiểu chết rồi. Nhưng kết quả là tuyệt đối để cho bọn họ không có nghĩ tới, cuối cùng là bọn hắn Đinh Thị Bộ Lạc 5 người được Diệp Thần Phong cho miểu sát. Vân Thị Bộ Lạc Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển hai người này, khiếp sợ của bọn hắn không chút nào so với Đinh Gấu bọn hắn ít, nguyên bản Vân Ngữ Lan vẫn cho là Diệp Thần Phong chỉ là một cái bị trọng thương người câm, nàng là xuất phát từ hảo tâm mới đưa Diệp Thần Phong mang tới Vân Thị Bộ Lạc đến dưỡng thương. Nhưng ai biết Diệp Thần Phong thậm chí có một hơi giết chết năm tên thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ thực lực. Này cho nàng cùng Vân Đức Biển là đã mang đến một loại cực kỳ kịch liệt tương phản. Rời đi viễn cổ thần ma nghĩa địa, tại thừa nhận lấy không gian loạn lưu sau đó đùi phải hồn cốt đầu gãy vỡ vẫn không có khôi phục Diệp Thần Phong, hắn lười biếng oai tà thân thể, ánh mắt nhìn về phía hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong Đinh Gấu, cùng với hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ Đinh Thiên Hổ. Huyết hồn tộc tại viễn cổ thần ma trong mộ địa thức tỉnh sau, Diệp Thần Phong một mực tại nghĩ đối phó huyết hồn tộc phương pháp xử lý, hắn đem lúc trước một chuyện kiện cho quên đi, lúc đó hắn tại huyết hồn cửa thành không phải lợi dụng thanh viêm giết huyết hồn tộc quỷ phàm lực cùng phùng niệm huyết đấy sao? Căn cứ viễn cổ thần ma trong mộ địa đặc thù pháp tắc, hai người kia trong cơ thể cần phải có một phần năng lượng hội tràn vào trong cơ thể hắn bên trong, mà khi sơ không có bất kỳ năng lượng tràn vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Này làm cho Diệp Thần Phong ánh mắt một bên nhìn chăm chú vào Đinh Gấu cùng Đinh Thiên Hổ, trong lòng vừa nói, lão Bạch, lão Hắc, lúc trước ta giết quỷ phàm lực cùng phùng niệm huyết thời điểm, tại sao không có năng lượng tràn vào thân thể của ta bên trong? Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh, nói ra tiểu gia hỏa, ngươi không hỏi, chúng ta cũng thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi biết, tại huyết hồn tộc triệt để thức tỉnh cái kia một đoạn thời gian ngắn bên trong. Viễn cổ thần ma trong mộ địa đặc thù pháp tắc trong thời gian ngắn biến mất rồi, sau đó ở hết thảy huyết hồn tộc nhân đều thức tỉnh sau đó viễn cổ thần ma trong mộ địa pháp tắc mới lần thứ hai khôi phục như cũ. Tại bạch bóng người Ngô Phong dỗi rảnh cho Diệp Thần Phong giải đáp trong lòng nghi hoặc lúc, đứng ở cách đó không xa Đinh Thị Bộ Lạc Đinh Gấu cùng Đinh Thiên Hổ, bọn hắn cũng triệt để từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, thân thể to lớn cường tráng vô cùng Đinh Gấu, hắn tốt xấu cũng là Đinh Thị Bộ Lạc tộc trưởng đương nhiệm thân đệ đệ. Hắn cũng từng thấy một ít cảnh tượng hoành tráng, hắn cắn răng nói ra, thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong người lại làm sao nghịch thiên, hắn có thể chiến thắng hợp biển cảnh cao thủ sao? Vừa nãy biểu hiện của chúng ta nhưng là cho Đinh Thị Bộ Lạc mất thể diện. Được Đinh Gấu vừa nói như thế, Đinh Thiên Hổ cũng cảm thấy đúng vô cùng, hắn trong nháy mắt đem trong cơ thể hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thật khí thế để được đưa lên,
nhìn trên mặt đất năm chiếc đinh thị bộ lạc thi thể của người. Hắn trong con ngươi lóe lên lửa giận, nói ra, Hùng ca, để cho ta đi tới triệt để thăm dò tiểu tử này thực lực. Đinh gấu gật gật đầu, nói ra, thông linh cảnh cùng hợp biển cảnh dù sao cũng là bất đồng tầng thứ, tự coi như ngươi không cách nào chiến thắng tiểu tử này, ta nghĩ tại một trong vòng trăm chiêu, ngươi cũng sẽ không bị thua. Sau đó nếu như ngươi không địch, như vậy ta cũng sẽ lập tức động thủ, chúng ta nhất định phải đem tiểu tử này mang về đinh thị bộ lạc khiến hắn nhận hết dằn vặt mà chết. Nếu như thật sự để đinh gấu cùng đinh thiên hổ bọn hắn biết Diệp Thần Phong thực lực chân chính tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ, Diệp Thần Phong chỉ là bởi vì bị thương thế nghiêm trọng, cho nên tạm thời mới chỉ có thể phát huy ra thông linh cảnh ngũ trọng thiên thực lực lời nói, e sợ đánh chết đinh thiên hổ hắn cũng không dám đơn độc cùng Diệp Thần Phong đối chiến. Đinh thiên hổ khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, hai cánh tay thượng là trong nháy mắt nổi gân xanh. Trong cơ thể hắn linh khí lập tức thanh hai cánh tay của hắn cho bao trùm rồi. Đặc biệt là hắn hai nắm đấm bên trên, tại linh khí nồng nặc bao vây dưới, hoàn toàn không thấy rõ hắn nắm đấm chân thực bộ dáng, man hoang quyền. Đinh thiên hổ trên người khí thế mãnh liệt, bóng người hướng về Diệp Thần Phong nhoáng tới, hai con được linh khí nồng nặc bao vây lấy quả đấm, dường như giống như sao băng hướng về Diệp Thần Phong ngực đập tới. Này man hoang quyền chính là hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ. Bởi Bắc vực hoang mạc tài nguyên vô cùng cằn cỗi. Này hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ tại đinh thị bộ lạc đã coi như là cao đẳng nhất chiến kỹ rồi, man hoang quyền bộ này hoàng cấp thượng phẩm chiến kỹ, có thể làm cho người tu luyện sức mạnh trong nháy mắt tăng lên 3 đến 4 lần, là một loại cực kỳ dã man thủ đoạn công kích. Đinh gấu nhìn thấy đinh thiên hổ vừa tới liền thi triển ra man hoang quyền. Hắn nhìn xem một bên hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong vân nước biển. Cười nói, e sợ lấy thực lực của ngươi yếu đỡ lấy chiêu này man hoang quyền cũng không dễ dàng chứ. Ngươi nói tiểu tử này có thể đem một quyền này kế tiếp sao? Vân Đức Biển sắc mặt có chút khó coi, Vân Ngữ Lan nhưng là hàm răng cắn môi, nói ra, Đinh Gấu, chuyện này căn bản là không liên quan chuyện của hắn, ngươi lập tức để Đinh Thiên Hổ ngừng tay, ta và các ngươi về Đinh Thị Bộ Lạc. Đinh Gấu nhìn thấy Vân Ngữ Lan chịu thua, hắn khuôn mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Hắn nhìn xem đã hoàn toàn áp sát Diệp Thần Phong Đinh Thiên Hổ, cười nói, Vân Ngữ Lan, nếu như vừa vặn tiểu tử này không có giết ta Đinh Thị Bộ Lạc người, như vậy ta hay là còn thật sự hội tha cho hắn một mạng, nhưng bây giờ hết thảy đều đã chậm, giết chúng ta Đinh Thị Bộ Lạc người, ta há có thể để tiểu tử này tiếp tục thật tốt sống trên thế giới này. Tại Đinh Gấu dứt tiếng thời khắc, nắm đấm được linh khí nồng nặc bao vây lấy Đinh Thiên Hổ, hắn và Diệp Thần Phong ở giữa khoảng cách chỉ có 1 mét rồi. Diệp Thần Phong ngoại trừ đang cùng bóng trắng người trò chuyện ở ngoài, hắn nhưng chút nào đều không có thả lỏng cảnh giác, dưới chân hắn bước chân nhanh chóng lui về phía sau 5 bước. Đinh Thiên Hổ đang nhìn đến Diệp Thần Phong lui về sau, hắn còn tưởng rằng Diệp Thần Phong là sợ hãi, biết mình không địch lại rồi, trên người hắn phách lối kiêu ngạo lập tức phản được đưa lên, cười lạnh nói tiểu tử, người bây giờ hẳn là cảm nhận được hợp biển cảnh cùng thông linh cảnh khác biệt chứ. Chỉ bằng ngươi. Cả đời cũng không khả năng chiến thắng của ta. Dưới chân bước chân lui về phía sau Diệp Thần Phong, hắn trực tiếp đem trên lưng hắc huyền kiếm cho rút ra, nhìn xem Đinh Thiên Hổ ánh mắt dường như xem một kẻ đã chết bình thường lãnh đạm nói, ngươi có biết hay không ngươi thật sự rất ồn ào. Diệp Thần Phong trong cơ thể hàn băng kiếm ý hơi động, chỉnh thanh hắc huyền kiếm trong nháy mắt được sương mù màu trắng cho bao trùm rồi, hai tiếng rồng gầm từ trong thân kiếm truyền ra. Diệp Thần Phong trong tay hắc huyền kiếm bay thẳng đến Đinh Thiên Hổ quất tới, long tường cửu thiên. Hai cái màu trắng cự long từ trong thân kiếm bật đi ra, tại Đinh Thiên Hổ trên mặt hung hăng vẫn không có biến mất thời điểm, oanh. Một tiếng, thân thể của hắn đã bị hai cái màu trắng cự long nuốt mất rồi. Màu trắng cự long bên trong kiếm khí là điên cuồng phân cách Đinh Thiên Hổ thân thể, Đinh Thiên Hổ căn bản liền kêu thảm thiết cũng không kịp từ trong cổ họng phát ra. Cả người hắn đã bị từng đạo kiếm khí cắt đứt ra thành vô số mảnh vỡ. Tại đem Đinh Thiên Hổ giải quyết sau đó Diệp Thần Phong không muốn tại lãng phí thời gian rồi, thân ảnh của hắn trong nháy mắt vọt đến Đinh Gấu trước mặt, này Đinh Gấu nụ cười trên mặt cùng khinh thường đã sớm là cứng ngắc ở, hắn nguyên bản một mực cho rằng Đinh Thiên Hổ tối thiểu có thể trong tay Diệp Thần Phong kiên trì 100 chiêu, nhưng kết quả Đinh Thiên Hổ dĩ nhiên cũng bị nháy mắt giết chết. Trước mặt tiểu tử này đến cùng là quái vật nào? Sức chiến đấu thật không ngờ cường hãn. Đinh Gấu đang nhìn đến Diệp Thần Phong xuất hiện ở trước mặt hắn sau,
hắn cả người đột nhiên một cái run rẩy, tại cái hông của hắn mang theo một cái cự đại lang nha bổng, trong đầu hắn tư duy là tạm thời hỗn loạn rồi, hắn đã không cố được nhiều như vậy, trong tay lang nha bổng tấn mãnh hướng về Diệp Thần Phong đập tới. Mà thân thể có phần nghiêng lệch Diệp Thần Phong, trong cơ thể hắn linh khí đột nhiên trào vào Hắc Huyền kiếm bên trong, linh khí đang nhanh chóng chuyển hóa thành mũi kiếm, trong tay hắn Hắc Huyền kiếm cũng hướng về lang nha bổng quất tới, nhất kiếm phá thiên dưới. Ầm, một tiếng. Tại Hắc Huyền kiếm cùng lang nha bổng đụng vào nháy mắt, Hắc Huyền kiếm bên trong mũi kiếm đột nhiên trào vào lang nha bổng bên trong, thông qua lang nha bổng tiến vào đinh gấu cánh tay phải bên trong. Chỉ thấy đinh gấu trên cánh tay phải là một trận phình to, liền ngay cả vai phải của hắn trên vai da thịt cũng phồng lên, hắn giờ khắc này hoàn toàn là hoảng hồn, loại này phình to cảm giác hắn căn bản hóa giải không được, chỉ nghe lại là ầm. Một tiếng, hắn cả cánh tay phải cánh tay cùng vai phải toàn bộ nổ tung thành huyết vụ, lại thiếu một chút đầu của hắn liền cũng phải nổ tung rồi. Mà Diệp Thần Phong không chút nào dừng tay ý tứ, trong tay hắn Hắc Huyền kiếm lại hướng về đinh gấu đầu bổ xuống. Đinh gấu căn bản không kịp lo lắng cánh tay cùng trên bả vai nổ tung đau đớn, hắn trong con ngươi tất cả đều là vẻ sợ hãi, nơi nào còn có vừa vặn ngông cuồng tự đại. Trong miệng hắn nhanh chóng nói ra, ngươi không thể giết ta, ta ca là đinh thị bộ lạc tộc trưởng, hắn là thần niệm cảnh cao thủ, hơn nữa hắn chả nắm giữ cực kỳ hiếm thấy thần niệm chiến kỹ, ngươi dám giết lời của ta, ta ca tuyệt đối sẽ báo thù cho ta. Liên quan với thần niệm chiến kỹ, Diệp Thần Phong trong tay Hắc Huyền kiếm chỉ hơi hơi dừng lại một chút, xẹt xẹt. Một tiếng, hắn trực tiếp đem đinh gấu thân thể là chém thành hai nửa, Diệp Thần Phong mới vừa vặn đột phá đến thần niệm cảnh, mà liên quan với thần niệm chiến kỹ cho dù tại toàn bộ địa huyền giới chỉ sợ cũng không bao nhiêu người sẽ, xem ra đinh thị bộ lạc tộc trưởng đương nhiệm có không sai cơ duyên. Mà đối với Diệp Thần Phong tới nói, thực sự là muốn cái gì tới cái đó rồi. Hắn đối liên quan với thần niệm chiến kỹ nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng, lại nói mi tâm của hắn nhưng là có hai mảnh thức hải, phải hay không có thể đem thần niệm chiến kỹ phát huy ra uy lực lớn hơn đến. Chương 1408, buồn nôn sắc mặt. Các ngươi xong. Tại mấy giây trước đó, Vân thị bộ lạc tộc trưởng con gái Vân Ngữ Lan, người còn không tiếc hướng về đinh gấu chịu thua, dùng này để đổi được Diệp Thần Phong một mạng. Nhưng ngăn ngắn mấy giây đi qua đó, Diệp Thần Phong không những trong nháy mắt miểu sát Đinh Thiên Hổ, thậm chí đinh gấu trong tay Diệp Thần Phong cũng không có vượt qua hai chiêu, Vân Ngữ Lan nhưng cũng không biết Diệp Thần Phong thực lực chân chính, cho nên tại nàng và Vân Đức trong hải nhãn, Diệp Thần Phong sức chiến đấu đã không thể dùng sức mạnh hung hãn để hình dung. Lấy thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm giết chết hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Tại Bắc vực hoang mạc bọn hắn nhưng vẫn chưa từng nghe nói thiên tài như vậy đây. Tốt một lúc sau, Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển cảm xúc mới từ từ bình tĩnh lại, Vân Ngữ Lan trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vệt sảng khoái vẻ, phải biết phụ thân của nàng nhưng là chết ở Đinh thị bộ lạc tộc trưởng đương nhiệm Đinh Kỳ Thắng trong tay, mà Đinh Gấu chính là Đinh Kỳ Thắng thân đệ đệ, chính lúc Vân Ngữ Lan muốn yếu đi lên phía trước cùng Diệp Thần Phong nói cảm ơn thời điểm. Kẹt kẹt, một tiếng. Nguyên bản Vân Phủ đóng chặt hai cánh dày nặng cửa gỗ từ bên trong mở ra, hai tên đàn ông trung niên từ mây trong phủ đi ra, này hai trung niên nam nhân tướng mạo có phần tương tự, một tên trong đó trên cánh tay có một đạo to lớn vết sẹo nam nhân, tên của hắn gọi là Vân Nam Bách, hắn là Vân Ngữ Lan Đại Bá, một thân thực lực tại hợp biển cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ, một gã khác đàn ông trung niên, tên của hắn gọi Vân Nam An, hắn là Vân Ngữ Lan Nhị Bá. Một thân thực lực tại hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Theo lý tới nói, Vân Phủ động tĩnh bên ngoài, sớm nên đã kinh động Vân Phủ người ở bên trong rồi, nhưng Vân Ngữ Lan Đại Bá cùng Nhị Bá dĩ nhiên xuất hiện vào lúc này mới từ Vân Phủ bên trong đi ra. Vân Ngữ Lan Đại Bá Vân Nam Bách cùng Nhị Bá Vân Nam An, hai người bọn họ đang nhìn đến Vân Phủ bên ngoài thi thể trên mặt đất sau, đặc biệt là được Diệp Thần Phong cho vừa bổ hai nửa đinh gấu. Thần sắc trên mặt bọn họ trong nháy mắt trở nên hoang mang lên, ánh mắt lạnh nhạt quét mắt một vòng mấy lúc sau, cuối cùng ngừng lưu tại Diệp Thần Phong trên người, bởi vì Diệp Thần Phong Hắc Huyền kiếm trên thân kiếm còn dính nhuộm tiên huyết. Đại bá, nhị bá, vừa vặn Vân Phủ cửa lớn tại sao là đang đóng? Vân Ngữ Lan cau mày chất vấn, bây giờ là ban ngày đây. Bình thường Vân Phủ cửa lớn đều là mở, nhưng vì cái gì lệch ngày hôm nay là đang đóng đâu này?
Xem ra Vân Nam Bách cùng Vân Nam An vô cùng có khả năng đã sớm biết bên ngoài chuyện sắp xảy ra rồi. Vân Nam Bách khi nghe đến Vân Ngữ Lan chất vấn sau đó hắn lạnh giọng quát lên, có ngươi như thế cùng trưởng bối nói chuyện sao? Mẫu thân của ngươi đã sớm chết, mà phụ thân của ngươi hiện tại cũng đã chết, về sau tại Vân Thị Bộ Lạc chúng ta những trưởng bối này có thể nói là cha mẹ của ngươi rồi, thật không biết ngươi cái kia chết tiệt phụ thân là dạy thế nào đạo ngươi. Mới chết đi hơn một tháng phụ thân, đây là Vân Ngữ Lan trong lòng vùng cấm, người không cho phép bất luận người nào sỉ nhục phụ thân của nàng. Mà của nàng này cái gọi là Đại Bá Vân Nam Bách cùng Nhị Bá Vân Nam An, bọn hắn đã sớm đối Vân Thị Bộ Lạc quyền lợi là như hổ rình mồi, cho nên tại Vân Ngữ Lan phụ thân sau khi chết, Vân Nam Bách cùng Vân Nam An căn bản không có bất kỳ thương tâm, chứ nói chi là cho Vân Ngữ Lan phụ thân báo thù, bọn hắn quả thực như con chó như thế. Thậm chí là muốn cho Đinh Thị Bộ Lạc đi liếm ngón chân. Đứng ở Vân Ngữ Lan bên cạnh Vân Đức Biển, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Ngữ Lan vai, đối với Vân Nam Bách cùng Vân Nam An, quát lên, các ngươi không muốn làm được thật quá mức rồi, Ngữ Lan là các ngươi cháu gái ruột, mà ở tộc trưởng sau khi chết, các ngươi đều đã làm những gì. Các ngươi căn bản không xứng làm Vân Thị Bộ Lạc người. Vân Nam chằm mắt quang lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vân Đức Biển. Trên mặt là phun trào sát cơ, nói ra, Hải lão đầu, ngươi cho rằng chính ngươi vẫn là Vân Thị Bộ Lạc đại quản gia sao? Ngươi có tư cách gì để giáo huấn chúng ta? Ngươi có tin hay không ta đem ngươi này thân xương giả phá hủy? Đứng ở Vân Nam Bách bên cạnh Vân Nam An, hắn đối với Vân Nam Bách, nói ra ca, hiện tại không phải là nói những câu nói này thời điểm, Đinh Thị Bộ Lạc tộc trưởng thân đệ đệ chết ở chúng ta Vân Cửa Phủ. Nếu như Đinh Thị Bộ Lạc đem lửa giận phát đến trên đầu chúng ta đến. Chúng ta nhưng không chịu đựng nổi. Nói xong, Vân Nam An ánh mắt của hắn lại nhìn xem Diệp Thần Phong, lạnh lùng chất vấn nói, tiểu tử, có phải hay không là ngươi giết Đinh Gấu? Cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn từ vừa vặn đối thoại trong lúc đó, hắn có thể rất lớn khái suy đoán ra chuyện đã xảy ra rồi. Hắn đối cái kia cái gọi là Đinh Thị Bộ Lạc tộc trưởng nắm giữ thần niệm chiến kỹ là phi thường cảm thấy hứng thú. Khi hắn cần hồi đáp thời điểm, một bên Vân Ngữ Lan, người trực tiếp đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, đem Diệp Thần Phong cánh tay cho ôm. Nói ra, không cần hỏi, là chúng ta đồng thời đem Đinh Thị Bộ Lạc những thứ cẩu này giết chết, các ngươi đến cùng chả có phải là của ta hay không đại bá cùng nhị bá. Lương tâm của các ngươi lẽ nào được chó ăn sao? Vân Nam Bách cùng Vân Nam An khi nghe đến Vân Ngữ Lan lời nói sau, hai người bọn họ sắc mặt trong nháy mắt đen kịt lại, Vân Nam Bách miệng quát, toàn bộ các ngươi đi ra cho ta, đem ba người này cho ta vây quanh. Từ mây trong phủ trong nháy mắt thoát ra chừng 10 tên thông linh cảnh thực lực cao thủ, bọn hắn khi nghe đến Vân Nam Trăm mệnh lệnh sau đó bọn họ là không chút do dự liền vây Diệp Thần Phong, Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển, bọn hắn căn bản không quản Vân Ngữ Lan phải hay không chết đi tộc trưởng con gái. Bây giờ toàn bộ Vân Thị Bộ Lạc quyền lợi đã là hoàn toàn rơi vào rồi Vân Nam Bách cùng Vân Nam An trong tay rồi. Vân Đức Biển lúc trước tốt xấu cũng là Vân Thị Bộ Lạc đại quản gia, hắn đang nhìn đến mình và Vân Ngữ Lan được Vân Thị Bộ Lạc người vây, tức giận hắn trên khuôn mặt già nua đỏ lên cực kỳ, hướng về phía chu vi Vân Thị Bộ Lạc người, quát, mở to mắt chó của các ngươi ngắm nghía cẩn thận, các ngươi lại dám vây quanh Vân Thị Bộ Lạc tộc trưởng con gái. Vân Ngữ Lan đại bá Vân Nam Bách, nói ra, Hải lão đầu, ngươi không chỉ tuổi tác cao, lẽ nào đầu óc của ngươi cũng hỏng rồi sao? Phải nói là đời trước Vân Thị Bộ Lạc tộc nhân nữ nhi, bây giờ các ngươi đem Đinh Thị Bộ Lạc tộc trưởng thân đệ đệ giết đi, các ngươi biết này sẽ cho chúng ta Vân Thị Bộ Lạc mang đến bao nhiêu tai nạn sao? Các ngươi đều nói cho ta nghe một chút xem, chúng ta có phải không muốn thả bọn hắn ba người này? Vân Nam Bách rồi hướng chu vi Vân Thị Bộ Lạc người nói. Những kia đem Diệp Thần Phong, Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển vây quanh Vân Thị Bộ Lạc người, bọn hắn cơ hồ là miệng đồng thanh nói ra, tuyệt đối không thể thả, tuyệt đối không thể thả. Vân Nam Bách phi thường hài lòng đáp án này, hắn gật đầu cười, nói ra, Vân Đức Biển, Vân Ngữ Lan, các ngươi hẳn là nghe được chứ. Đây chính là Vân Thị Bộ Lạc tiếng lòng. Vân Nam Bách lời nói hơi hơi dừng một chút, tiếp lấy trên mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Ngón tay chỉ vào Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển, nói ra, từ giờ khắc này, hai người các ngươi sẽ không còn là Vân Thị Bộ Lạc người rồi, các ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoãn ở lại chỗ này, chúng ta lập tức sẽ đi thông báo Đinh Thị Bộ Lạc tộc trưởng, tính mạng của các ngươi đem giao cho Đinh Thị Bộ Lạc xử trí.
Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển quả thực là không thể tin vào tai của mình, Vân Nam Bách dĩ nhiên đem bọn hắn cho trục xuất Vân Thị Bộ Lạc. Vân Nam Bách có quyền gì làm như vậy? Nhưng Vân Nam Bách cùng Vân Nam An thực lực tại hợp biển cảnh tứ trọng thiên hậu kỳ, cùng với hợp biển cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Lần sau, tuy rằng vừa vặn Diệp Thần Phong biểu hiện ra cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, thế nhưng Diệp Thần Phong giết chết Đinh Gấu cũng chỉ có tại hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Trong lòng bọn họ hầu như có thể khẳng định Diệp Thần Phong cũng không phải là Vân Nam Bách cùng Vân Nam An đối thủ. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Thần Phong mới thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong thực lực, có thể vượt cấp giết chết hợp biển cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ, đây đã là kỳ tích. Cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn đem Hắc Huyền kiếm thả lại trên lưng, trực tiếp ngồi xuống đất rồi, nếu Vân Nam Bách cùng Vân Nam An đi thông báo Đinh Thị Bộ Lạc người rồi, e sợ Đinh Thị Bộ Lạc tộc trưởng Đinh Kỳ Thắng chẳng mấy chốc sẽ đi tới nơi này, hắn hiện tại nhất định phải chỉ có thể là khôi phục thực lực. Dù sao Đinh Kỳ Thắng chính là thần niệm cảnh cao thủ, đối với hiện tại Diệp Thần Phong tới nói, hắn muốn giết Đinh Kỳ Thắng, đồng thời đạt được Đinh Kỳ Thắng trên người thần niệm chiến kỹ. Này e sợ còn muốn tốn nhiều sức lực. Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển nhìn thấy Diệp Thần Phong ngay tại chỗ ngồi xuống, bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong là buông tha cho phản kháng, bọn hắn cũng biết hiện tại phản kháng căn bản là không làm nên chuyện gì rồi, tại Vân Thị Bộ Lạc người vây chặt dưới. Hai người bọn họ cũng tùy tiện ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh, bọn hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong giống như là tại điều tức, cho nên bọn hắn không có đi quấy rầy Diệp Thần Phong ý tứ. Vân Nam Bách cùng Vân Nam An đang nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Vân Ngữ Lan đám người ngồi xuống đất sau, trong đó Vân Nam An một mặt cười lạnh, nói ra các ngươi hảo hảo chờ xem. Toàn bộ các ngươi đều phải xong. Chương 1409, khôi phục, một trưởng đánh bay. Tuy nói Vân Thị Bộ Lạc cùng Đinh Thị Bộ Lạc ở giữa khoảng cách rất gần, nhưng đến lúc này một hồi cũng cần trọn vẹn một ngày, nói cách khác Đinh Thị Bộ Lạc tộc trưởng Đinh Kỳ Thắng tối thiểu yếu sau một ngày mới có thể chạy tới nơi này. Kiếm đạo độc tôn tại Vân Thị Bộ Lạc Vân Phủ cửa lớn. Diệp Thần Phong, Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển là ngồi ở trên mặt đất, người chung quanh là càng tụ càng nhiều, chính là người đi trà mát, bây giờ Vân Ngữ Lan phụ thân đã bị chết. Hầu như không ai còn có thể thanh Vân Ngữ Lan cho rằng là tộc trưởng con gái đối đãi. Ngược lại bọn hắn chỉ biết là bây giờ Đinh Thị Bộ Lạc không đắc tội được, bởi vì Đinh Thị Bộ Lạc tộc trưởng Đinh Kỳ Thắng có tới thần niệm cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực, đồng thời chả nắm giữ thần hồ kỳ thần niệm chiến kỹ. Bắc vực hoang mạc rất nhiều trong bộ lạc người, bọn hắn đều suy đoán e sợ không tốn thời gian dài, Đinh Kỳ Thắng là có thể đem Bắc vực hoang mạc tất cả bộ lạc đều thống nhất lại rồi. Hiện tại mỗi cái bộ lạc đều tranh đoạt liếm Đinh Thị Bộ Lạc chân chỉ, có còn ai dám ở vào thời điểm này đắc tội Đinh Thị Bộ Lạc. Nhưng bây giờ Đinh Thị trong bộ lạc thành viên lại đã bị chết ở tại Vân Thị Bộ Lạc Vân Cửa Phủ, hơn nữa bên trong thình lình còn có Đinh Thị Bộ Lạc tộc trưởng thân đệ đệ Đinh Gấu, này làm cho rất nhiều Mây Thị Bộ Lạc người đều kinh hoàng hốt, trong lúc nhất thời đem đầu mâu dồn dập đều nhắm ngay bị vây lại Diệp Thần Phong, Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển. Này Vân Ngữ Lan quả thực là chúng ta Vân Thị Bộ Lạc sao quả tạ, người vẫn còn có mặt mang một người đàn ông trở về Vân Thị Bộ Lạc đến. Đinh Thị Bộ Lạc tộc trưởng có thể coi trọng người, này chính là người đời trước đã tu luyện phúc khí. Mạt Pháp Phương tỏa, ta nhưng nghe những người khác nói, vừa vặn chính là cái này nam nhân đem Đinh Gấu giết đi, đây không phải cho chúng ta Vân Thị Bộ Lạc gây rắc rối ma. Cũng còn tốt Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển hiện tại đã bị trục xuất chúng ta Vân Thị Bộ Lạc. Như bọn hắn người như thế căn bản không xứng đi vào chúng ta Vân Thị Bộ Lạc. Hy vọng Đinh Thị Bộ Lạc tộc trưởng không nên đem lửa giận phát tại trên đầu chúng ta đi. Ta nghĩ chúng ta Vân Thị Bộ Lạc hẳn là chẳng mấy chốc sẽ sáp nhập đến Đinh Thị trong bộ lạc rồi, thật hy vọng ngày hôm nay mau chút đến đi. Chu vi từng cái xem náo nhiệt Vân Thị Bộ Lạc thành viên, bọn hắn giống như là đã quên mình là người nào. Là ai đem tộc trưởng của bọn họ cho giết chết? Đối với những thứ này người mà nói, chỉ cần giữ được tính mạng, thậm chí để cho bọn họ đi ăn cứt, bọn hắn đoán chừng đều sẽ phi thường vui lòng, hơn nữa còn hội ăn rất ngon. Vân Ngữ Lan đại bá Vân Nam Bách cùng nhị bá Vân Nam An, bọn hắn nhìn xem được chừng 10 tên thông linh cảnh cao thủ vây quanh Diệp Thần Phong đám người, lại nghe chu vi Vân Thị Bộ Lạc người nghị luận sôi nổi, trong lòng bọn họ là cực kỳ thỏa mãn. Hiện tại chỉ cần chờ Đinh Thị Bộ Lạc tộc trưởng Đinh Kỳ Thắng tới đây là được rồi. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất,
ngoại trừ nhắm mắt lại Diệp Thần Phong khí tức phi thường đều ở ngoài, Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển hai người này. Bọn hắn chỉ là làm bộ nhắm mắt lại đang nghỉ ngơi, nghe người chung quanh đối với bọn hắn chê trách, này thanh hai người bọn họ tức giận trong lỗ mũi hô hấp là càng đến dồn dập. Thế cục hôm nay đối với Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển mà nói, quả thực chính là ở chờ chết rồi. Dưới ngòi bút văn học tiểu thuyết download bọn hắn hiện tại liên Vân Nam Bách cùng Vân Nam An đều không đối phó được. Càng đừng nói muốn đối phó Đinh Thị Bộ Lạc Đinh Kỳ Thắng rồi. Vân Ngữ Lan hơi hơi mở mắt ra, dư quang của khóe mắt nhìn một chút Diệp Thần Phong, nhỏ giọng nói, Hải Bá, chúng ta Vân Thị Bộ Lạc sự tình không nên đưa hắn dính líu vào, hơn nữa chiến lực của hắn cường hãn như vậy, hắn không nên chết ở chúng ta Vân Thị Bộ Lạc, có biện pháp gì hay không có thể làm cho hắn rời đi nơi này. Vân Đức Biển trên mặt da thịt đều nhăn đến cùng một chỗ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, Ngữ Lan, đây là số mệnh a hát, e sợ hôm nay ba người chúng ta, bất cứ người nào đều không thể rời đi nơi này rồi, lần sau chỉ cần chờ Đinh Kỳ Thắng đến nơi đây, khi hắn biết vị thiếu gia này giết Đinh Gấu sau đó Đinh Kỳ Thắng nhất định sẽ lập tức đối vị thiếu gia này động thủ. Tại Diệp Thần Phong vừa vặn cho thấy kinh người sức chiến đấu sau đó Vân Đức Biển đối Diệp Thần Phong xưng hô cũng xảy ra thay đổi. Mà nhắm mắt ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn trước tiên cảm ứng một thoáng đan điền của mình, bây giờ khi hắn bên trong đan điền có vạn năm băng tuyết liên hoa, được tạm thời phong ấn thanh viêm, cùng với một viên tông màu nâu kiếm ý hạt giống. Viên này kiếm ý hạt giống chính là kiếm thần Hạ Vô Cực trồng tại hắn bên trong đan điền. Một khi hắn đem cái này tông màu nâu kiếm ý hạt giống kích phát rồi, hắn liền có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ bất khuất kiếm ý, hơn nữa bất khuất kiếm ý đẳng cấp sẽ trong nháy mắt tiêu thăng đến thất giai tầng thứ. Diệp Thần Phong trong gân mạch một lần lại một lần luân phiên vận chuyển thần huyết quyết cùng ma thiên quyết, lấy trước hắn đoán chừng, hắn còn cần 2 đến 3 ngày mới có thể khôi phục lại thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thực lực, e sợ đợi cho đến lúc đó, Đinh Thị Bộ Lạc Đinh Kỳ Thắng đã sớm đến nơi này. Ba thợ săn tiểu gia hỏa, lấy thực lực của ngươi bây giờ, nếu như ngươi đối với thượng thần niệm cảnh cao thủ, như vậy ngươi hầu như không có bất kỳ phần thắng, ngươi bây giờ nhất định muốn mau chóng đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao, cho nên, ngươi muốn tăng nhanh thần huyết quyết cùng ma thiên quyết luân phiên vận chuyển, tốc độ vận chuyển càng nhanh, bên trong cơ thể ngươi thương thế khôi phục cũng sẽ tùy theo tăng nhanh. Bất quá, này sẽ cho ngươi gân mạch trở nên đau đớn một ít, nhưng ngươi không có lựa chọn nào khác. Đây là ngươi hiện tại biện pháp duy nhất rồi. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh ngưng trọng đối với Diệp Thần Phong nói ra. Diệp Thần Phong từ trước đến giờ không phải một cái do dự không quyết định người, hắn khi nghe đến bóng trắng người nói lên biện pháp sau đó hắn lập tức cứ làm như vậy rồi, một lần lại một lần tăng lên thần huyết quyết cùng ma thiên quyết vận chuyển tốc độ. Mà theo vận chuyển tốc độ tăng nhanh, Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới gân mạch, dường như được sắc nhọn kim loại một lần lại một lần mạnh mẽ xẹt qua, đau đến trong lòng của hắn không ngừng kêu rên. Bất quá, kèm theo đau đớn sản sinh, Diệp Thần Phong trong cơ thể thương thế khôi phục trong giây lát tăng nhanh, nếu như lấy tốc độ như vậy khôi phục lại đi, không ra một ngày, Diệp Thần Phong thực lực là có thể thuận lợi khôi phục lại thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ rồi. Thời gian vội vã, giới vương đạo đảo mắt, một ngày trôi qua rồi. Đối với người tu luyện tới nói, mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không thành vấn đề, cho nên Vân Nam Bách cùng Vân Nam An đám người, bọn hắn từ đầu đến cuối không có đi nghỉ ngơi, mà là coi chừng Diệp Thần Phong cùng Vân Ngữ Lan đám người, kiên trì cùng đợi Đinh Kỳ Thắng đến. Trải qua một ngày thời gian thống khổ khôi phục, Diệp Thần Phong quần áo trên người hoàn toàn bị mồ hôi cho thấm ướt, hắn khí thế trên người tuy rằng chả duy trì tại thông linh cảnh ngũ trọng thiên tầng thứ, nhưng thực lực chân chính của hắn gần như đã khôi phục được thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ rồi, chỉ cần tại điều tức chốc lát. Thương thế trên người hắn đem hoàn toàn khôi phục, ngồi ở Diệp Thần Phong bên cạnh Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển hai người này, bọn hắn thấy Diệp Thần Phong từ ngồi trên mặt đất thượng bắt đầu, liền liền một cái chữ cũng không có nói. Thậm chí là liền con mắt cũng không có mở to một cái, trong lòng bọn họ không khỏi vì Diệp Thần Phong lo lắng. Mà chính khi bọn họ yếu mở miệng hỏi một chút Diệp Thần Phong thời điểm, gầm lên giận dữ do xa tới gần truyền tới, là ai giết đệ đệ ta Đinh Gấu. Ta muốn khiến hắn đền mạng, ta muốn để cả nhà của hắn đều đền mạng. Tại đây đạo tiếng giống giận dữ vang lên không bao lâu sau đó một tên ánh mắt che lấp đàn ông trung niên, thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện tại Vân Phủ cửa vào. Tên này đàn ông trung niên thân thể phi thường kiên cường,
song quyền thật chặt nắm thành quyền đầu, giữa hai lông mày tràn đầy lệ khí. Thần niệm cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thật khí thế ở trên người hắn mãnh liệt nhấp nhô. Vân Nam Bách cùng Vân Nam An đang nhìn đến tên này đàn ông trung niên sau, hai người bọn họ lập tức trở nên một mực cung kính lên, trong đó Vân Nam Bách nói ra, Đinh tộc trưởng, là Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển cấu kết người ngoài. Tại Vân Cửa Phủ giết các ngươi Vân Thị Bộ Lạc người. Bất quá, ta cũng đã đem hai người bọn họ đuổi ra Vân Thị Bộ Lạc, Đinh tộc trưởng ngươi phải làm sao xử lý, chúng ta đều sẽ phối hợp. Tên này ánh mắt che lấp đàn ông trung niên chính là Đinh Thị Bộ Lạc tộc trưởng Đinh Kỳ Thắng rồi, hắn khi nghe đến Vân Nam Trăm giải thích sau đó hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong cùng Vân Ngữ Lan đám người, Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển lập tức từ trên mặt đất đứng lên, mà Diệp Thần Phong vẫn cứ ngồi trên mặt đất thượng điều tức. Đinh Kỳ Thắng đang nhìn đến Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển đứng dậy sau. Đinh Kỳ Thắng trên trán là nổi gân xanh, hắn quát lên, Vân Ngữ Lan. Ta nguyên bản còn dự định cho ngươi làm nữ nhân của ta, bất quá, hiện tại ta thay đổi chú ý, chờ ta đem ngươi chơi đùa sau đó ngươi sắp trở thành chúng ta Đinh Thị Bộ Lạc tất cả nam nhân con rối, chỉ cần ai muốn chơi, ngươi đều phải yếu để cho bọn họ tận hứng. Trong khi nói chuyện, Đinh Kỳ Thắng bóng người lóe lên, tại tất cả mọi người không có tỉnh táo lại thời khắc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại Vân Đức Biển trước mặt, một quyền hướng về Vân Đức Biển ngực đập xuống. Một quyền này là Đinh Kỳ Thắng một đòn toàn lực, nếu như Vân Đức Biển bị đập trúng rồi, như vậy hắn liền tuyệt đối không có sống tiếp khả năng. Vân Đức Hải nhãn con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, mà một bên Vân Ngữ Lan cũng không kịp tương trợ, người chỉ có thể trong miệng hô, hải bá. Vân Đức Biển mới chỉ là hợp biển cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong thực lực, hắn liền Đinh Kỳ Thắng tốc độ cũng nắm chắc không nổi, trên mặt hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng. Mà nhìn về phía một bên Vân Ngữ Lan trong ánh mắt lại là tràn đầy đau thương, hắn tại sống còn một khắc, hắn chả đang lo lắng Vân Ngữ Lan an nguy. Mà đang ở tất cả mọi người cho rằng Vân Đức Biển chắc chắn phải chết thời điểm, ngồi dưới đất Diệp Thần Phong, hắn không biết lúc nào đã đứng lên, hắn nhanh chóng đem Vân Đức Biển lôi kéo, thanh Vân Đức Biển kéo đến sau lưng của hắn, còn hắn thì đứng ở Vân Đức Biển vị trí. Vân Đức Biển tại cảm giác được biến hóa này sau, trong miệng hắn nói ra, vị thiếu gia này, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Dù sao chúng ta sớm muộn cũng sẽ chết tại Đinh Kỳ Thắng trên tay, chết sớm chết muộn đã không có khác biệt. Vân Ngữ Lan đang nhìn đến biến cố bất thình lình này sau đó người cực kỳ không đành lòng cắn môi một cái, dưới cái nhìn của nàng đều là mình làm phiền Hà Diệp Thần Phong, dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần Phong là nhất định sẽ lập tức chết ở Đinh Kỳ Thắng trong tay. Đinh Kỳ Thắng nhìn thấy trước mặt không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử sau đó quả đấm của hắn nhưng vẫn là không có đình chỉ, hắn lạnh nhạt quát lên, dù sao ba người các ngươi đều có phần, đưa ai lên trước đường đều giống nhau. Mà thân thể hoàn toàn khôi phục Diệp Thần Phong, hắn lại là thuận miệng nói ra, ai đưa ai lên đường còn chưa chắc chắn đây. Diệp Thần Phong thanh âm không cao, nhưng người chung quanh toàn bộ nghe được, bao quát Vân Nam Bách cùng Vân Nam An hai người này. Những người này trong con ngươi toàn bộ lộ ra khinh thường cùng trào phúng, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong quả thực chính là một cái buồn cười khiêu lương tiểu sử, chỉ là thông linh cảnh ngũ trọng thiên rác rưởi cũng dám ở thần niệm cảnh cao thủ trước mặt nói ẩu nói tả. Oanh! Đùng! Nhưng mà, tại tất cả mọi người trên mặt mang theo giễu cợt thời điểm, Diệp Thần Phong trên người thông linh cảnh ngũ trọng thiên thật khí thế mãnh liệt để được đưa lên, một đường vượt qua hợp biển cảnh. Thuận lợi như ngừng lại thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Mà vung ra hung mãnh một quyền Đinh Kỳ Thắng, hắn chỉ cảm giác trước mắt hoa lên, tiếp lấy, hắn trên gương mặt liền thừa nhận lấy nhất cổ trọng lực, này cổ trọng lực đánh cho hắn là hoa mắt váng đầu, thân thể của hắn như chỉ như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài. Đinh Kỳ Thắng trực tiếp được Diệp Thần Phong một cái tát đánh bay. Dù sao này Bắc vực hoang mạc người tu luyện, nếu so với phía ngoài người tu luyện sức chiến đấu thấp hơn không ít. Lần sau Đinh Kỳ Thắng lá bài tẩy là thần niệm chiến kỹ, cho nên, Diệp Thần Phong tuy rằng thực lực đẳng cấp so với Đinh Kỳ Thắng yếu thấp, nhưng Diệp Thần Phong nhưng là vượt cấp khiêu chiến đối thủ thiên tài, hắn có thể đủ đem hầu như không hề phòng bị Đinh Kỳ Thắng một cái tát đánh bay, này cũng chẳng có gì lạ. Chương 1410, miễn dịch một cắt thần niệm công kích. Diệp Thần Phong tùy ý vẩy vẩy bàn tay của chính mình, trên người tản ra thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ thật khí thế. Ánh mắt của hắn nhìn cách đó không xa nằm ở trên mặt đất Đinh Kỳ Thắng. Giờ khắc này, Đinh Kỳ Thắng nửa bên mặt gò má hoàn toàn lõm lún xuống dưới. Hắn trên gương mặt xương là đâm thủng da thịt,
hắn nửa tấm mặt nhìn qua là máu me đầm đìa. Về phần vừa vặn châm chọc Diệp Thần Phong, Vân Nam Bách cùng Vân Nam An các loại vân thị bộ lạc người, bọn hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên cũng có thần niệm cảnh thực lực. Hơn nữa một cái tát liền đem Đinh Kỳ Thắng đánh bay. Này chuyện cười không khỏi cũng mở lớn quá rồi đó. Diệp Thần Phong mặc dù có thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, Đan Tê Kỳ Thắng nhưng là thần niệm cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ đó a. Đinh Kỳ Thắng cho dù trong thời gian ngắn không cách nào chiến thắng Diệp Thần Phong, này cũng không khả năng trực tiếp vừa tới đã bị Diệp Thần Phong đánh bay đó a. Này làm cho Vân Nam Bách cùng Vân Nam An đám người là hoàn toàn tịt ngòi rồi. Nếu quả như thật để Diệp Thần Phong thanh Đinh Kỳ Thắng giết đi lời nói, như vậy có Diệp Thần Phong trợ giúp, e sợ Vân Ngữ Lan chẳng mấy chốc sẽ đoạt lại Vân Thị Bộ Lạc quyền lợi, mà đến lúc đó Vân Nam Bách cùng Vân Nam An các loại cho Đinh Thị Bộ Lạc liếm ngón chân người, kết cục của bọn họ chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mà đứng ở một bên Vân Ngữ Lan, trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn đầy bất khả tư nghị ánh sáng, cái miệng nhỏ nhắn của nàng là dương thật to, mặt trong nháy mắt bắn ra hy vọng vẻ mặt, trong lòng không khỏi tự nói, hay là chỉ cần có hắn tại, phụ thân ta đại thù hôm nay là có thể báo. Về phần đứng sau lưng Diệp Thần Phong Vân Đức Biển, hắn là kích động cả người run rẩy, trong miệng tự nhủ, nhất định là tộc trưởng trên trời có linh thiêng phù hộ a hát. Này mới khiến chúng ta đang trên đường trở về gặp phải vị thiếu gia này. Tránh ra, toàn bộ cho chúng ta tránh ra. Đang lúc này, đoàn người ở ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng ầm ĩ. Năm tên đàn ông trung niên đi tới Vân Ngữ Lan trước mặt, bọn hắn một mực cung kính hướng về Vân Ngữ Lan khom người chào, một tên trong đó cầm đầu đàn ông trung niên, hắn mở miệng nói, đại tiểu thư, chúng ta Vân Thị Bộ Lạc thần vệ. Tại tộc trưởng bị giết chết ngày đó, chúng ta thần vệ chính hảo tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, gần nhất hai ngày mới về đến Vân Thị trong bộ lạc. Chúng ta một mực chờ đợi đại tiểu thư ngài xuất hiện, chúng ta thần vệ chỉ nghe từ mệnh lệnh của tộc trưởng. Bảo vệ tộc trưởng cùng Vân Thị Bộ Lạc an toàn, bây giờ tộc trưởng đã qua đời, chúng ta thần vệ đem toàn bộ nghe theo đại tiểu thư mệnh lệnh của ngài. Tại Vân Thị Bộ Lạc có người nói mỗi tộc trưởng đời thứ nhất đều sẽ bồi dưỡng 5 tên thần vệ. Mà này 5 tên thần vệ bình thường hành tung phập phù, chỉ có tộc trưởng mới thấy qua bọn hắn chân thực diện mạo. Mà đột nhiên xuất hiện tại Vân Ngữ Lan trước mặt 5 tên thần vệ, thực lực của bọn họ đều tại hợp biển cảnh tứ trọng thiên tầng thứ. Bực này thực lực người đang bắc vực hoang mạc tuyệt đối có thể xưng là tuyệt thế cao thủ rồi. Tại hai ngày trước năm tên thần vệ chấp hành xong nhiệm vụ trở về Vân Thị Bộ Lạc sau, bọn hắn liền đã được biết đến tộc trưởng chết đi tin tức, bọn hắn đối tộc trưởng là trung thành tuyệt đối. Lưu lại một người tại Vân Thị Bộ Lạc chờ đợi Vân Ngữ Lan tin tức, 4 người khác đều đi tra xét Đinh Thị Bộ Lạc chung quanh địa hình rồi, bọn hắn chuẩn bị ám sát Đinh Kỳ Thắng. Nhưng ai biết Vân Ngữ Lan vào lúc này trở về rồi, đồng thời trả trêu chọc phải Đinh Kỳ Thắng lập tức chạy tới Vân Thị Bộ Lạc, lưu thủ tại Vân Thị Bộ Lạc một tên thần vệ, hắn lập tức thông chi mặt khác 4 tên thần vệ rồi. Vân Ngữ Lan khi nghe đến trước mặt 5 tên đàn ông trung niên, bọn hắn liền là cha của mình bồi dưỡng thần vệ sau. Trên mặt nàng lần đầu tiên lộ ra một vệt nụ cười, xem ra hôm nay người tuyệt đối có thể giết chết Đinh Kỳ Thắng rồi. Mà một bên Vân Ngữ Lan đại bá Vân Nam Bách cùng nhị bá Vân Nam An, bọn hắn đang nhìn đến thần vệ đều xuất hiện, sắc mặt của bọn họ trở nên cực kỳ khó coi, hai người bọn họ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần vệ bộ mặt thật đây. Này 5 tên hợp biển cảnh tứ trọng thiên thần vệ, lại tăng thêm một cái thần niệm cảnh nhất trọng thiên Diệp Thần Phong, Đinh Thị Bộ Lạc Đinh Kỳ Thắng chả có thắng khả năng sao. Phải biết vẻn vẹn Diệp Thần Phong một người là có thể trực tiếp đem Đinh Kỳ Thắng đánh bay. Nằm ở trên mặt đất Đinh Kỳ Thắng, hắn đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Sụp đổ nửa bên mặt gò má nhìn qua cực kỳ khủng bố, này Đinh Kỳ Thắng trên mặt biểu lộ hoàn toàn dữ tợn lên, cái kia 5 tên thần vệ đứng ở Vân Ngữ Lan trước mặt, trên mặt vẻ mặt vô cùng băng lãnh, bọn hắn cũng trong lúc đó đem trong cơ thể khí thế để được đưa lên, miệng quát chúng ta muốn vì tộc trưởng báo thù. Diệp Thần Phong cũng không cho là 5 tên thần vệ có thể chiến thắng Đinh Kỳ Thắng. Lần sau Đinh Kỳ Thắng liền lá bài tẩy đều không có triển khai ra đây. Nhưng Diệp Thần Phong muốn ngăn cản 5 tên thần vệ thời điểm. Này 5 tên thần vệ đã hướng về Đinh Kỳ Thắng nhoáng tới, Diệp Thần Phong là không kịp ra tay ngăn trở. Nửa bên mặt gò má máu rầm rề Đinh Kỳ Thắng, hắn đang nhìn đến 5 tên thần vệ hướng chính mình nhanh chóng sau đó đi tới, hắn khẽ cau mày.
Hắn khí thế trên người không có lần thứ hai kéo lên, mà là tại mi tâm của hắn tránh qua một đạo ánh sáng màu trắng, hổ gầm rồng gầm. Tiếp lấy, từng đợt thần niệm lực lượng từ Đinh Kỳ Thắng mi tâm hướng bên ngoài khuếch tán, những này thần niệm lực lượng ở trong không khí nhanh chóng ngưng tụ thành từng con khí thế hung hăng lão hổ, những này cự con cọp lớn hướng về năm tên thần vệ chạm vào nhau mà đi rồi. Này hổ gầm rồng gầm chính là Đinh Kỳ Thắng nắm giữ thần niệm chiến kỹ rồi, bất quá, bây giờ Đinh Kỳ Thắng chỉ có thể ngưng tụ ra lão hổ, hắn còn chưa thể ngưng tụ ra long đến đây. Những này do thần niệm ngưng tụ mà thành lão hổ, đối với thân thể của con người không có bất kỳ thương tổn, này chính là trên tinh thần công kích, chịu đến thần niệm công kích người, trừ phi thực lực của ngươi so với đối phương mạnh, hay là còn có thể hóa giải mất. Thế nhưng, nếu như thực lực của ngươi so với đối phương yếu lời nói, nhẹ thì ngươi sẽ biến thành ngớ ngẩn, nặng thì đầu không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp nứt toác mà chết. Oanh, 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 oanh. Những kia do thần niệm ngưng tụ mà thành cự con cọp lớn, chúng nó dồn dập chui vào năm tên thần vệ bên trong thân thể, năm tên thần vệ dưới chân bước tiến đột nhiên một cái dừng lại, thời điểm vừa mới bắt đầu trên mặt là tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng cũng không lâu lắm, bọn hắn ánh mắt bắt đầu trở nên tan rã lên, trên mặt hiện lên si ngốc cười khúc khích, từng cái nghiễm nhiên là biến thành ngớ ngẩn. Vân Nam Bách cùng Vân Nam An các loại vân thị bộ lạc người, bọn hắn đang nhìn đến Đinh Kỳ Thắng một chiêu giải quyết xong năm tên thần vệ, bọn hắn lúc này mới lại yên tâm xuống. Vân Nam Bách nói ra, Đinh tộc trưởng lợi hại nhất là thần niệm chiến kỹ, vừa nãy ta suýt chút nữa thành một cái mảnh vụn cho quên đi. Ca, thần niệm chiến kỹ tại rất bao lớn trong tông môn đều là không có, nếu Đinh tộc trưởng tu thành thần niệm chiến kỹ, như vậy cùng Vân Ngữ Lan bọn hắn ở chung với nhau tiểu tử kia, hắn tuyệt đối sẽ lập tức biến thành ngu ngốc. Tại Đinh Kỳ Thắng để năm tên thần vệ trong nháy mắt biến thành ngớ ngẩn sau, mi tâm của hắn lần thứ hai tránh qua một tia sáng trắng. Sáu con do thần niệm ngưng tụ mà thành cự con cọp lớn, nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong chạy tới. Một bên Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển hai người này, bọn hắn vẫn không có từ năm tên thần vệ biến thành ngu ngốc trong sự tình phục hồi tinh thần lại. Bọn hắn liền lại thấy được Đinh Kỳ Thắng hướng về Diệp Thần Phong thi triển thần niệm chiến kỹ rồi. Này làm cho Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển thân thể không tự chủ được căng thẳng. Vân Ngữ Lan miệng quát ngươi mau tránh ra, thần niệm chiến kỹ không phải là đùa giỡn. Cái này cũng là Vân Ngữ Lan lần thứ nhất thấy biết đến thần niệm chiến kỹ Power, loại tinh thần này thượng công kích, e là cho dù lực chiến đấu của ngươi lại làm sao cường hãn cũng không dùng. Sáu con do thần niệm ngưng tụ mà thành cự con cọp lớn, tốc độ của bọn họ phi thường nhanh, hơn nữa còn là lấy vây quanh tình thế, Diệp Thần Phong căn bản là không có chỗ trốn lánh, hắn đem trong cơ thể khí thế tăng lên tới cực điểm, một quyền hướng về con thứ nhất to lớn lão hổ đánh tới rồi. Nhưng quả đấm của hắn trực tiếp xuyên qua cự con cọp lớn thân thể, này thần niệm căn bản không phải một loại vật thật, dựa vào công kích không cách nào đưa chúng nó đánh tan. Tại Diệp Thần Phong vung quyền cũng không có đánh tan con thứ nhất cự con cọp lớn sau, sáu con cọp một mạch chui vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể, chúng nó tiến vào Diệp Thần Phong trong thức hải, nỗ lực muốn đem Diệp Thần Phong thức hải cho phá hủy. Tại sáu con cọp tiến vào Diệp Thần Phong trong óc sau, trong đầu hắn là từng đợt căng đau cảm giác, chính lúc hắn muốn yêu cầu trợ bóng trắng nhân hòa bóng đen người thời điểm, chỉ thấy thức hải của hắn bắt đầu sản sinh biến hóa. Diệp Thần Phong trong óc nhưng là có tái đi cùng một hắc hai mảnh thức hải, trước đó được Diệp Thần Phong áp chế về sau, cái này hai mảnh thức hải trở nên gió êm sóng lặng, bây giờ sáu con do thần niệm ngưng tụ mà thành lão hổ tiến vào Diệp Thần Phong trong óc. Một cái trắng cùng một hắc thức hải. Chúng nó thật giống cảm giác lãnh địa của mình được xâm phạm, hai mảnh thức hải trong nháy mắt trở nên mãnh liệt cực kỳ. Cái này hai mảnh thức hải ở giữa khoảng cách nguyên bản cũng không có cách nhau bao nhiêu, đột nhiên như thế dâng trào lên, khó tránh khỏi sẽ phát sinh va chạm kịch liệt. Tại đây hai mảnh thức hải va chạm sau đó một loại hiện tượng kỳ quái xảy ra, cái kia sáu con thần niệm ngưng tụ cự hổ, trực tiếp tại Diệp Thần Phong trong óc biến thành hư vô. Sáu con cự hổ thần niệm năng lượng toàn bộ được hai mảnh thức hải cho hấp thu, mà Diệp Thần Phong trong đầu đau đớn cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì rồi. Miễn dịch, dĩ nhiên đem thần niệm công kích cho toàn bộ miễn dịch rơi mất. Tiểu gia hỏa, lúc này ta xem như biết ngươi mi tâm hai mảnh thức hải một cái tác dụng, nếu như ta không có đoán sai, như vậy hai mảnh thức hải đụng vào nhau sau đó có thể mang tất cả tiến vào trong biển ý thức của ngươi thần niệm công kích toàn bộ miễn dịch mất. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh than thở nói,
Liền ngay cả hắn và bóng đen người Giang Vận Thiên cũng không nghĩ đến cái này hai mảnh thức hải sẽ có tác dụng như vậy. Vừa nãy bọn hắn đã chuẩn bị ra tay giúp Diệp Thần Phong hóa giải Đinh Kỳ Thắng thần niệm công kích. Chấm chấm chấm, chương 1411, tính mạng của hắn là của ngươi. Bắc vực hoang mạc, Vân Thị Bộ Lạc, Vân Phủ cửa lớn. Tại thừa nhận lấy Đinh Kỳ Thắng thần niệm công kích hổ gầm rồng gầm sau, Diệp Thần Phong là không nhúc nhích đứng ngay tại chỗ, dáng dấp của hắn nhìn qua có phần dại ra, bất quá, tiến vào trong biển ý thức của hắn 6 con thần niệm ngưng tụ cự hổ, sớm đã là được màu trắng cùng màu đen hai mảnh thức hải hấp thu không còn chút nào, hắn giờ khắc này chính ở trong lòng cùng bóng trắng người, bóng đen người trò chuyện đây. Thế nhưng, này Diệp Thần Phong ngây người tại trong mắt người khác, bọn hắn nghiễm nhiên là cho rằng Diệp Thần Phong biến thành ngu ngốc rồi, này thần niệm công kích nhưng không phải người bình thường có thể thừa nhận được xuống. Vân Ngữ Lan Đại Bá Vân Nam Bách cùng Nhị Bá Vân Nam An, bọn hắn đang nhìn đến một mặt đờ đẫn Diệp Thần Phong sau, hai người bọn họ trên mặt là triệt để lộ ra thư thái nụ cười đến, Vân Nam Bách lấy lòng nói ra, Đinh tộc trưởng quả nhiên anh dũng cực kỳ a hát. Tiểu tử này lại dám đối Đinh tộc trưởng ngài động thủ, hắn quả thực là ăn gan hùm mật gấu rồi. Đáng đời hắn biến thành một kẻ ngu ngốc. Đinh tộc trưởng, chúng ta Vân Thị Bộ Lạc người toàn bộ nguyện ý vì ngài hiệu chung, kính xin Đinh tộc trưởng ngài không nên ghét bỏ chúng ta. Vân Ngữ Lan Nhị Bá Vân Nam An cũng một mặt nịnh nọt nói ra. Đứng ở xung quanh xem náo nhiệt còn lại Vân Thị Bộ Lạc người, trong lòng bọn họ tảng đá lớn cũng coi như là để xuống, bọn hắn nhưng cũng là Vân Nam Bách cùng Vân Nam An người ủng hộ, nếu để cho Vân Ngữ Lan một lần nữa đoạt lại Vân Thị Bộ Lạc quyền lợi. Như vậy bọn hắn sau này tại Vân Thị Bộ Lạc còn sẽ có ngày sống dễ chịu sao? Nửa năm gò má được Diệp Thần Phong một cái tát phiến máu rầm rề Đinh Kỳ Thắng, hắn trên gương mặt cơ bắp phi vi giật giật một cái, hắn nhìn xem ngốc đứng tại chỗ Diệp Thần Phong, hắn đương nhiên cũng cho rằng Diệp Thần Phong thức hải hoàn toàn bị hắn cho phá hủy rồi, hắn trong con ngươi thiêu đốt căm giận ngút trời, ở trước mặt mọi người bị đánh mặt, này làm cho hắn đường đường Đinh Thị Bộ Lạc tộc trưởng mặt mũi ở đâu? Đinh Kỳ Thắng nhếch miệng tàn nhẫn cười nói, vô tri tiểu tử, lại dám đến chúng ta Bắc vực hoang mạc ngang ngược. Này Bắc vực hoang mạc về sau đều là ta Đinh Kỳ Thắng thiên hạ, ta muốn nắm đầu ngươi để tế điện đệ đệ ta vong hồn. Đinh Kỳ Thắng trong cơ thể linh khí nồng nặc không ngừng phân tán ra ngoài, hắn từng bước hướng về Diệp Thần Phong đi tới. Mà một bên nằm ở ngây người bên trong Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển, bọn hắn tại Diệp Thần Phong một trưởng đem Đinh Kỳ Thắng đánh bay. Lại tới Vân Thị Bộ Lạc 5 tên thần vệ sau khi xuất hiện. Bọn hắn vốn cho là hôm nay Đinh Kỳ Thắng là chắc chắn phải chết rồi, nhưng trong nháy mắt 5 tên thần vệ cùng Diệp Thần Phong dĩ nhiên toàn bộ biến thành kẻ ngu si. Này làm cho Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển có loại từ phía trên đường trong nháy mắt ngã vào địa ngục cảm giác. Vân Ngữ Lan nhanh chóng đi tới Diệp Thần Phong trước mặt. Người đem Diệp Thần Phong chắn phía sau mình, người trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Người đối này Đinh Kỳ Thắng nói ra, hắn đã biến thành kẻ ngu si rồi, người có giết hay không hắn chả khác nhau ở chỗ nào sao? Người thả hắn, ta tùy ngươi xử trí. Đinh Kỳ Thắng dưới chân bước chân vi vi dừng một chút, hắn có nhiều ý vị nói, Vân Ngữ Lan, người có tư cách cùng ta nói chuyện điều kiện sao? Bất quá, người đã mở miệng, như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ lập tức thanh khắp toàn thân từ trên xuống dưới cởi quần áo. Ta nói không chắc hội suy nghĩ một chút buông tha này kẻ ngu si. Ngữ Lan, không muốn nghe tên khốn này ăn nói linh tinh. Vân Đức Biển hắn cũng lập tức đi tới Vân Ngữ Lan bên cạnh nói ra. Đinh Kỳ Thắng sờ sờ máu thịt be bét nửa bên mặt gò má, nói ra, Vân Ngữ Lan, lời nói ta đã nói rồi, kế tiếp liền muốn xem ngươi lựa chọn của mình. Mặc trên người dị vực áo gió áo Vân Ngữ Lan, người bàn tay trắng nõn là thật chặt nắm thành quyền đầu. Xinh xắn thân thể có phần run rẩy, nàng xem mắt sau lưng Diệp Thần Phong, người đối với bên cạnh Vân Đức Biển, nói ra, Hải Bá, là chúng ta làm phiền hà hắn, hiện tại ta chỉ muốn cho hắn sống tiếp, e sợ đời này ta đều không thể cho cha của ta báo thù. Đinh Kỳ Thắng, ta có thể đáp ứng người yêu cầu. Vân Ngữ Lan tay phải đặt ở bên hông của mình, người chỉ cần đem bên hông sợi tơ giật, nàng mặc tại quần áo bên ngoài liền sẽ chảy xuống. Thoát! 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 Chu vi Vân Thị Bộ Lạc người, bọn hắn từng cái trong miệng kêu gào lên, này Vân Ngữ Lan nguyên bản tại Vân Thị Bộ Lạc là cao cao tại thượng, hiện tại bọn hắn có thể lập tức nhìn đến không có mặc quần áo Vân Ngữ Lan,
này làm cho rất nhiều người đều hưng phấn lên. Vân Ngữ Lan, nhanh lên một chút đi, không thấy mọi người chờ xem đó sao? Đinh Kỳ Thắng cười nói. Ngữ Lan, không muốn làm như thế. Vân Đức Biển khuyên can nói. Vân Ngữ Lan trong miệng là thật chặt hàm răng, chính lúc người phải đem bên hông sợi tơ rút lúc đi ra, một đôi mạnh mẽ thủ từ phía sau đem tay của nàng bắt được, tiếp lấy một thanh âm truyền vào trong lỗ tai của nàng, ta không phải đã nói rồi mà. Ta không để cho nữ nhân bảo vệ quen thuộc, ai, thực sự là phiền phức, xem ra ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình rồi, vậy hãy để cho ta tới giúp ngươi thanh này cái gì chó má Đinh Thị Bộ Lạc tộc trưởng giải quyết đi. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn kết thúc cùng bóng trắng người, bóng đen người trò chuyện, trên mặt đờ đẫn vẻ mặt đã là không còn sót lại chút gì rồi, nếu hắn mi tâm màu trắng cùng màu đen thức hải có miễn dịch tất cả thần niệm công kích tác dụng, hắn còn có thể sợ Đinh Kỳ Thắng thần niệm chiến kỹ sao? Nếu bàn về sức chiến đấu, Đinh Kỳ Thắng là còn kém rất rất xa hắn. Được Diệp Thần Phong nắm lấy cánh tay Vân Ngữ Lan, người có phần nói lắp nói, ngươi không có chuyện gì. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói ra, ngươi rất muốn ta có việc sao? Nói xong, Diệp Thần Phong liền buông lỏng ra Vân Ngữ Lan cánh tay, hắn từng bước hướng về Đinh Kỳ Thắng đi tới. Đinh Kỳ Thắng đang nhìn đến Diệp Thần Phong cũng không hề biến thành ngớ ngẩn, này làm cho trên mặt hắn tràn đầy vẻ khó mà tin nổi, trong miệng nói ra, không thể, đây tuyệt đối không thể, xem ta đến đem ngươi thức hải hủy diệt. Đinh Kỳ Thắng mi tâm lóe lên ánh sáng màu trắng, từ mi tâm của hắn bên trong tràn ra rất nhiều thần niệm lực lượng, những này thần niệm lực lượng nhanh chóng ở trong không khí ngưng tụ thành cự hổ, những này cự hổ không nói lời gì hướng về Diệp Thần Phong vào tới. Diệp Thần Phong căn bản ngay cả ngăn trở chặn ý tứ cũng không có, hắn thật giống khi này chút cự hổ là không tồn tại, mặc cho những này cự hổ tiến vào trong biển ý thức của hắn, mà thân thể của hắn chỉ hơi hơi dừng lại một chút. Sau đó hắn liền lần nữa hướng về Đinh Kỳ Thắng đi tới. Đinh Kỳ Thắng nhìn thấy Diệp Thần Phong nhưng vẫn là không có chuyện gì, trên mặt hắn có phần hoảng hốt, mi tâm của hắn lần nữa lấp lóe lên ánh sáng màu trắng, này thần niệm chiến kỹ hổ gầm rồng gầm, lấy bây giờ Đinh Kỳ Thắng thực lực, hắn chỉ có thể liên tục thi triển 5 lần. Đang sử dụng suốt lần thứ 4 sau, Diệp Thần Phong vẫn là như một người không có chuyện gì như thế, Đinh Kỳ Thắng chỉ có thể lập tức lại sử dụng tới lần thứ 5. Tại đêm lần thứ 5 hổ gầm rồng gầm triển khai ra sau, Đinh Kỳ Thắng cảm giác đầu của mình bên trong là trống rỗng, một trận cảm giác hôn mê nhanh chóng tập kích tới. Đinh Kỳ Thắng dùng sức lung lay đầu, mà Diệp Thần Phong rồi lại đem hổ gầm rồng gầm cho miễn dịch, đồng thời hắn phảng phất tản bộ vậy đi tới Đinh Kỳ Thắng trước mặt, nhìn xem rung đùi đắc ý bên trong Đinh Kỳ Thắng, bàn tay phải của hắn trực tiếp giữ ở Đinh Kỳ Thắng cổ, tay trái nhanh chóng xẹt qua Đinh Kỳ Thắng tứ chi. Này Đinh Kỳ Thắng chân gân gân tay lập tức được cắt đứt rồi. Bởi Diệp Thần Phong tốc độ quá nhanh rồi, cho tới Đinh Kỳ Thắng căn bản phản ứng không kịp nữa lại đây, mà Diệp Thần Phong cũng thuận lợi từ Đinh Kỳ Thắng trong lồng ngực tìm ra liên quan với tu luyện hổ gầm rồng gầm bí tịch. Tại đem thần niệm chiến kỹ bí tịch nắm bắt tới tay về sau, Diệp Thần Phong tiện tay đem Đinh Kỳ Thắng sau này ném đi. Một tiếng. Vừa vặn trả cực kỳ hí hành hạ đang đe dọa Vân Ngữ Lan cởi quần áo Đinh Kỳ Thắng, giờ khắc này, hắn như con chó chết bình thường nằm ở Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển trước mặt, này làm cho Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển trong cổ họng không kiềm hãm được nuốt nước miếng. Vừa nãy Diệp Thần Phong không nhìn thẳng Đinh Kỳ Thắng thần niệm công kích cảnh tượng, thật sự là quá chấn động Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển tâm linh rồi, bọn hắn nguyên bản cho là mình kết cục bi thảm hơn rồi, vốn cho là cả đời cũng không cách nào báo thù. Nhưng thế cuộc đột nhiên lại đến rồi một cái đại xoay ngược lại. Diệp Thần Phong không nhìn thẳng Đinh Kỳ Thắng hết thảy thần niệm công kích, dễ như ăn cháo liền đem Đinh Kỳ Thắng chân gân cùng gân tay đánh gãy. Đối với bất kỳ người tu luyện nào tới nói tinh thần muốn so thân thể yếu ớt hơn nhiều, cho nên loại này đặc biệt nhằm vào tinh thần thần niệm công kích, căn bản không phải người bình thường có thể hóa giải, càng đừng nói có thể không nhìn thẳng. Trước mặt Diệp Thần Phong thân ảnh đột nhiên tại Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển trong mắt trở nên cao lớn lên, trở nên thần bí thêm. Tính mạng của hắn là của ngươi rồi. Diệp Thần Phong xoay người đối với Vân Ngữ Lan nói ra, hắn đối Vân Ngữ Lan tiểu nha đầu này vẫn rất có hảo cảm. Chương 1412, truyền tin về thế tục giới. Vân Ngữ Lan nhìn thấy được phước tại trước mặt nàng Đinh Kỳ Thắng sau đó người lập tức từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại.
bây giờ được đánh gãy gân chân cùng gân tay Đinh Kỳ Thắng thì không cách nào nhúc nhích, người hiện tại muốn giết chết Đinh Kỳ Thắng căn bản không có bất kỳ khó khăn. Vân Ngữ Lan trên người phun trào thông linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong khí thế, một mực đọng lại trong lòng nàng lửa giận, vào đúng lúc này cuối cùng là toàn bộ bạo phát ra, người cái kia trắng nõn mặt có vẻ có mấy phần dữ tợn, đôi bàn tay bỗng nhiên nắm thành quyền đầu. Mà nằm trên đất căn bản vô pháp nhúc nhích Đinh Kỳ Thắng, hắn cảm thụ tứ chi gân mạch được đánh gãy đau đớn, nhìn xem phía trước mặt nằm ở cực độ tức giận Vân Ngữ Lan, trên người của hắn tự tin vô ảnh vô tung biến mất rồi, sợ hãi che kín hắn cả khuôn mặt, hắn sợ hãi vừa vặn Diệp Thần Phong không nhìn hắn thần niệm công kích, hắn sợ hãi chính mình kế tiếp kết cục. Tại Đinh Kỳ Thắng trong lòng, hắn nguyên vốn hẳn nên chẳng mấy chốc sẽ đem Bắc Vực Hoang Mạc tất cả bộ lạc cũng thống nhất được rồi. Nhưng bây giờ tất cả những thứ này đều bị Diệp Thần Phong cái này đột nhiên giết người đi ra làm hỏng, trong lòng của hắn phi thường không cam lòng, cực độ không cam lòng. Đinh Kỳ Thắng, ta muốn tự tay vì phụ thân ta báo thù, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. A hát, ầm, 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 ầm. Vân Ngữ Lan cảm xúc trong nháy mắt không kiểm soát, người trong cổ họng điên cuồng quát một tiếng, dường như hạt mưa vậy nắm đấm dày đặc đập vào Đinh Kỳ Thắng ngực. Đinh Kỳ Thắng mặc dù có thần niệm cảnh nhị trọng hậu kỳ thực lực, thế nhưng bây giờ gân tay của hắn cùng gân chân được đánh gãy rồi, trong gân mạch linh khí dòng sông căn bản vô pháp vận hành thông sướng, hắn không thể lợi dụng trong cơ thể linh khí đến bảo vệ mình rồi, tại Vân Ngữ Lan điên cuồng dưới nắm tay. Bộ ngực hắn xương là từng chiếc gãy vỡ, hơn nữa Vân Ngữ Lan không chút nào dừng lại xu thế. Tại sợ hãi tử vong trước mặt, Đinh Kỳ Thắng là buông tha cho tôn nghiêm. Cầu xin tha thứ, Vân Ngữ Lan, chỉ cần ngươi nguyện ý tha ta một mạng, ta có thể đem toàn bộ Đinh thị bộ lạc đều cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Khi nghe đến Đinh Kỳ nếu thắng sau, Vân Ngữ Lan chẳng những không có dừng lại, người nắm đấm trái lại đập cho là càng thêm liều mạng, trong cổ họng quát để cho ta tha ngươi. Ngươi khi đó có tha cho phụ thân ta một mạng sao? Ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Ầm, 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 ầm. Vân Ngữ Lan tại đem Đinh Kỳ Thắng ngực xương toàn bộ đập đứt sau đó quả đấm của nàng trực tiếp xuyên thấu Đinh Kỳ Thắng huyết nhục bên trong, người trực tiếp đem Đinh Kỳ Thắng trái tim cho đánh bể. Ở tim nổ tung sau đó Đinh Kỳ Thắng trong con người thần thái đang từ từ biến mất rồi. Thế nhưng, Vân Ngữ Lan người vẫn không có dừng lại ý tứ, song quyền của nàng không ngừng đập lên. Cuối cùng đem Đinh Kỳ Thắng ngực xương cùng huyết nhục nện thành một mảnh huyết vụ. Người mới thở hổn hển dừng lại. Vân Ngữ Lan trên người tung tóe đầy Đinh Kỳ Thắng tiên huyết, của nàng một đôi nắm đấm cũng mòn phá, mặt trên lây dính bản thân nàng cùng Đinh Kỳ Thắng tiên huyết, nàng nhìn đã triệt để chết đi Đinh Kỳ Thắng, người từ bên hông rút ra một thanh loan đao, bạch. Một tiếng, người trực tiếp đem Đinh Kỳ Thắng đầu cho bổ xuống, người muốn dùng Đinh Kỳ Thắng đầu đi bái tế cha của mình. Một bên đã lấy được thần niệm chiến kỹ hổ gầm rồng gầm Diệp Thần Phong. Hắn đem quyển này chiến kỹ thu hồi trong nhẫn chứa đồ, hắn tùy ý nhún nhún vai. Nhìn xem một bên hoàn toàn nằm ở đang thừa người Vân Nam Bách cùng Vân Nam An đám người, đối với Vân Ngữ Lan hỏi, những người này xử lý như thế nào? Ta có thể giúp ngươi đem bọn hắn đưa lên đường. Phù phù, phù phù, phù phù. Khi nghe đến Diệp Thần Phong lạnh lẽo vô tình lời nói sau, Vân Nam Bách cùng Vân Nam An đám người dồn dập hướng về Vân Ngữ Lan quỳ xuống. Liền ngay cả Đinh Kỳ Thắng cũng đều không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, bọn hắn tại Diệp Thần Phong trước mặt thì càng thêm không đáng chú ý được rồi. Chủ yếu nhất một điểm là bọn hắn cũng còn không muốn chết, bọn hắn đều phi thường sợ chết, bằng không trước đó bọn hắn cũng sẽ không đối Đinh Thị Bộ Lạc vẫy đuôi cầu xin được rồi. Ngữ Lan, ta nhưng là người thân đại bá A Hát, trước đó là đại bá nhất thời bị hồ đồ rồi. Vân Nam Bách hốt hoảng nói, Ngữ Lan, nhị bá cũng bị ma quỷ ám ảnh. Về sau chúng ta đều nghe Ngữ Lan ngươi. Vân Nam An cũng lập tức nói. Đem Đinh Kỳ Thắng đầu sách tại trong tay Vân Ngữ Lan. Người mặt không thay đổi nhìn xem Vân Nam Bách đám người. Nói, hải bá, đem sót ruột con rết cắm vào trong cơ thể của bọn hắn. Nếu có người không muốn, như vậy giết chết không cần luận tội. Vân Ngữ Lan trong miệng sót ruột con rết chính là một loại phi thường đặc thù cổ trùng. Này sót ruột con rết yêu thích ở tại trái tim của người ta bên trong. Chỉ cần Vân Nam Bách đám người được cắm vào sót ruột con rết, tính mạng của bọn họ liền hoàn toàn nắm giữ ở Vân Ngữ Lan trong tay rồi. Sót ruột con rết là Vân Đức Biển bồi dưỡng ra được một loại cổ trùng, chỉ có Vân Đức Biển một người hội khống chế,
Khi nghe đến Vân Ngữ Lan lời nói sau, hắn lập tức từ trong lòng lấy ra một cái bình. Này bình bên trong chứa được chính là xót ruột con rết. Loại này cổ trùng có một cái khuyết điểm lớn nhất, cái kia chính là cần muốn đối phương phối hợp, mới có thể đem xót ruột con rết cắm vào đối phương trong cơ thể. Vân Đức Biển đi tới Vân Nam Bách cùng Vân Nam An trước mặt, từ bình bên trong lấy ra hai cái đỏ con rết màu tím. Hắn đối với trước mặt hai người này là không hề đồng tình chi tâm, nói, hai người các ngươi ngẩng đầu lên. Vân Nam Bách cùng Vân Nam An hai người này, bọn hắn liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, bọn hắn e ngại chỉ có Diệp Thần Phong một người, dù sao Vân Ngữ Lan cùng Vân Đức Biển thực lực không đáng sợ, thấy Diệp Thần Phong không nói tiếng nào, Vân Nam Bách cùng Vân Nam An bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Vân Đức Hải tướng xót ruột con rết để vào Vân Nam Bách cùng Vân Nam An trong lỗ mũi. Xót ruột con rết thông qua này lỗ mũi của hai người, một đường tiến vào trái tim của bọn họ bên trong, từ giờ khắc này, tính mạng của bọn họ liền nắm giữ ở Vân Đức Biển trong tay rồi. Hải bá, ta đi trước bái tế cha của ta rồi, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Vân Ngữ Lan nhấc theo Đinh Kỳ Thắng đầu hướng về Vân Phủ mặt sau đi đến. Diệp Thần Phong thấy Vân Đức Biển khống chế được Vân Nam Bách cùng Vân Nam An, có hai người này ở một bên hiệp trợ, nơi này đã không cần hắn. Thế là, hắn cũng đi theo Vân Ngữ Lan hướng về Vân Phủ mặt sau đi đến, hắn dự định cùng Vân Ngữ Lan cáo biệt một tiếng sau đó hắn sẽ phải rời khỏi Vân Thị Bộ Lạc. Tại Vân Phủ mặt sau có một tòa quy mô không là rất lớn cao sơn, Vân Ngữ Lan nhấc theo Đinh Kỳ Thắng đầu một đường đi tới sườn núi nơi một tòa trước bia mộ, người đem Đinh Kỳ Thắng đầu đặt ở trước bia mộ, sau đó, người lại lập tức quỳ xuống, tại dập đầu lại ba cái sau đó Vân Ngữ Lan cắn môi, nói, phụ thân. Ta là ngài báo thù, ta tự tay giết Đinh Kỳ Thắng, ngài tại Chi Linh có thể nghỉ ngơi. Đứng ở Vân Ngữ Lan sau lưng Diệp Thần Phong, hắn thấy cảnh này sau, trong đầu hắn không khỏi nghĩ tới hắn thế tục giới gia gia Diệp Trấn Hồng, cha mẹ Diệp Đông Hoa, Tôn Mỹ Cầm, cùng với nữ nhân của hắn Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh đám người. Tại lúc trước Diệp Thần Phong rời đi thế tục giới thời điểm, nữ nhân của hắn Trần Tư Vũ cho hắn sinh một đứa con trai, tên là Diệp Phàm. Bây giờ thời điểm này Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh cũng gần như hẳn là sinh, Diệp Thần Phong cũng không biết Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh sinh là nam, là nữ. Lần này Diệp Thần Phong đi tới địa huyền giới chủ yếu là vì cứu ra Lâm Hân Di, tìm đến hắn một người phụ nữ khác Hạ Tử Ninh, mà bây giờ Diệp Thần Phong mục tiêu là nỗ lực tăng cao thực lực, tranh thủ để bên cạnh hắn người thân toàn bộ siêu thoát luân hồi, đến sống mãi. Lão Bạch, Lão Hắc, ban đầu ở cổ võ giới thời điểm, các người dạy ta bố trí một cái phá không trận, lợi dụng phá không trận cho ta thế tục giới người thân truyền đi rồi tin tức, trên đất huyền giới bố trí phá không trận, này có thể hay không có đồng dạng hiệu quả. Diệp Thần Phong ở trong lòng hỏi, hắn đột nhiên muốn cho thế tục giới người thân báo một cái bình an rồi. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm vang lên, ra hỏa, lúc trước thực lực của ngươi mới thông linh cảnh, ngươi bố trí phá không trận, còn muốn ta cùng Lão Hắc mở ra. Này để cho chúng ta tạm thời xảy ra một loại trạng thái hư nhược, ba bên trong không thể cùng ngươi chủ động liên hệ rồi. Bất quá, hiện tại thực lực của ngươi đã đến thần niệm cảnh, này phá không trận chính là muốn lợi dụng thần niệm mới có thể mở ra, bây giờ ngươi hẳn có thể chính mình mở ra phá không trận, ngươi trên người bây giờ còn nhiều, rất nhiều linh thạch thượng phẩm, cũng không cần dùng địa viêm tinh thay thế. Thế nhưng, từ địa huyền giới yếu lợi dụng phá không trận truyền tin tức đến thế tục giới. Này e sợ muốn tìm đi nhiều hết mức linh thạch, tối thiểu yếu 5.000 linh thạch thượng phẩm. Từ khi Diệp Thần Phong vơ vét huyết hồn tộc bảo khố sau đó trên người hắn đồ vật gì cũng không nhiều, nhiều cũng chỉ có linh thạch thượng phẩm rồi, hắn tùy tiện nói, Lão Bạch, ta yếu bố trí ở chỗ này một cái phá không trận. Mà ở Diệp Thần Phong dự định bố trí phá không trận liên hệ thế tục giới người nhà lúc, Vân Ngữ Lan cũng bái tế xong cha của mình, người phi thường thành khẩn cho Diệp Thần Phong khom người chào. Nói cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, nói, dễ như ăn cháo mà thôi, ta nghĩ tự mình đi trên đỉnh núi đi một chút, chính ngươi đi về trước đi. Vân Ngữ Lan cũng là một cái thông minh nha đầu, người nhìn ra được Diệp Thần Phong không nghĩ nàng bồi tiếp, cho nên, người lập tức gật gật đầu, nói tốt, ta tại Vân Phủ trước tiên giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng cơm tối, đến lúc đó lại cẩn thận cảm tạ ngươi đi. Chương 1413, Diệp Thần Phong nghịch thiên tử nữ. Vân Thị Bộ Lạc, Vân Phủ sau trên đỉnh ngọn núi. Diệp Thần Phong trước đó tại cổ võ giới đã bố trí qua một lần phá không trận,
lần này bố trí thì càng thêm dễ dàng, lợi dụng 5.000 khối linh thạch thượng phẩm trồng chất thành mấy cái phức tạp đồ án. Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt bố trí hoàn thành phá không trận, hắn ở trên đỉnh núi tìm tới hung ác cành cây, dùng cành cây tại phá không trận trung tâm viết xuống một đoạn văn, ra ra, cha, mẹ, ta hiện tại tất cả bình an, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp trở về gặp các ngươi, Diệp Phàm có thể hay không chính mình đi bộ. Hiểu Phỉ cùng Tuyết Linh cũng có thể đã sinh chứ, ta là không xứng chức phụ thân và lão công. Diệp Thần Phong tại phá không trận trung tâm viết xuống đoạn văn này sau, hắn lại đem trong cơ thể linh khí một mạch truyền vào trong mắt trận, sau đó, bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi thử lợi dụng của mình thần niệm đi câu thông phá không trận. Nghe vậy, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, giữa chân mày từ từ là tràn ra một chút thần niệm lực lượng. Những này thần niệm lực lượng tại chạm vào phá không trận sau đó phá không trong trận đột nhiên sinh ra nhất cổ to lớn sức hút. Cỗ lực hút này điên cuồng giữ lấy Diệp Thần Phong trong óc thần niệm lực lượng, để Diệp Thần Phong muốn đình chỉ cũng đình chỉ không tới, chỉ cảm thấy trong đầu càng ngày càng hôn mê rồi. Ước chừng sau một phút, Diệp Thần Phong trong óc thần bốc lực lượng được giữ hết rồi, thân thể của hắn không kiềm hãm được té lăn quay trên mặt đất, mà phá không trận bên trên ánh sáng lại là càng ngày càng diễm sán rồi. Oanh! Một tiếng, chói mắt vô cùng hào quang ngút trời mà lên, 5.000 khối linh thạch thượng phẩm bên trong năng lượng trong nháy mắt biến mất không còn chút nào, mà Diệp Thần Phong viết tại phá không trong trận một đoạn văn cũng đã biến mất, xem ra Diệp Thần Phong là thành công đem phá không trận cho mở ra. Thế tục giới, phong vệ doanh bên trong, khoảng cách Diệp Thần Phong rời đi cũng đã kính có quật tháng lâu. Chiều tà đem chân trời ánh chính là cực kỳ gọt sán lạn. Lúc này phong vệ doanh bên trong là một mảnh làm ầm ĩ. Một tên bước đi chả lung la lung lay linh du du bé trai, hắn tại phong vệ doanh bên trong khắp nơi tán loạn, tuy rằng hắn đi khởi đường tới là cực kỳ bất ổn, nhưng là tốc độ của hắn lại là phi thường nhanh hơn nữa còn nhanh khó mà tin nổi. Tên này tiểu nam giật mình trên người dĩ nhiên hiện ra tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực, hắn chính là Diệp Thần Phong cùng con trai của Trần Tư Vũ Diệp Phàm. Lúc trước Diệp Phàm sinh ra được liền có tôn cấp sơ kỳ thực lực, mà mới qua thời gian bao lâu. Thực lực của hắn rõ ràng đã kính tăng lên tới tôn cấp đỉnh phong. Phải biết lúc trước Diệp Thần Phong từ cấp 10 linh hồn lực đến vương cấp linh hồn lực, lại tới tông cấp linh hồn lực, lại tới tôn cấp linh hồn lực, lại tới cấp thánh linh hồn lực, lại tới đế cấp linh hồn lực, cuối cùng lại đến thần cấp linh hồn lực. Diệp Thần Phong là phí sức trăm cay nghìn đắng mới từng bước một tăng lên đi lên. Diệp Phàm lại đang ở độ tuổi này liền dễ dàng như thế để đạt tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực. Tiểu Phàm, người này tiểu thí hài ngươi quả thực so với thần phong cái kia hỗn tiểu tử chả làm người nhức đầu. Diệp Thần Phong tiểu thúc Diệp Đông Kiện thật chặt truy ở Diệp Phàm phía sau. Đi theo Diệp Đông Kiện bên cạnh còn có Vũ Hiểu Phỉ tiểu thúc võ thân rõ ràng, thực lực của hai người này đều tại tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực. Vũ Khôn Minh một mặt gánh thầm nói, Diệp Đông Kiện, ta xem chúng ta hãy tìm những người khác đến trị phục tiểu phàm tiểu tử này đi. Lấy hai chúng ta thực lực e sợ tại tiểu phàm trước mặt vẫn đúng là không đáng chú ý. Vũ Khôn Minh, ngươi nói ngươi có phải hay không loại nhát gan? Lẽ nào chúng ta liền cái tiểu hài cũng không quản được sao? Nói ra chẳng phải là để người chê cười. Ngươi! Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Diệp Đông Kiện trong miệng lời nói đột nhiên tắt ngóm. Chỉ thấy Diệp Phàm tại một tòa không ai ở phòng ở trước mặt ngừng lại, trên người hắn bỗng nhiên dâng lên tôn cấp đỉnh phong linh hồn lực thật khí thế, hắn cái kia nhìn qua không hề bắt mắt chút nào quả đấm nhanh chóng đánh vào phòng ở trên vách tường. Chỉ thấy cái kia căn phòng ở thừa nhận lấy Diệp Phàm một quyền sau đó trên vách tường là trong nháy mắt che kín vết rạn nứt, cả tòa phòng ở là ầm ầm ở giữa ngược lại sụp xuống. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Võ thân rõ ràng trong cổ họng nuốt một ngụm nước bọt nói ra, Diệp Đông Kiện, muốn xen vào vẫn là ngươi chính mình quản đi. Diệp Phàm tên tiểu tử này quả thực liền là yêu nghiệt, tên tiểu tử này nhưng là con trai của thần phong A Hát. Hắn quả nhiên là kế thừa thần phong yêu nghiệt huyết thống, ta nhưng còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Diệp Đông Kiện trên trán cũng là toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt hắn nhưng vẫn là giả vờ chấn định. Trong lòng lại mắng thầm, ta cái này làm thiếp thúc lúc trước một mực được thần phong tiểu tử kia đè lên cũng chính là được rồi, hiện tại liền Diệp Phàm này tiểu thí hải cũng có thể dễ dàng đè lên ta. Xem ra đời ta nghỉ muốn có vạch một cái làm trưởng bối tôn nghiêm. Đem một ngôi nhà trực tiếp oanh sụp đổ Diệp Phàm,
hắn nhìn thấy Diệp Đông Kiện cùng võ thân rõ ràng ngừng lại, hắn lập tức hoa tay múa chân trong miệng phát ra y y nha nha. Thanh âm, Diệp Phàm vẫn không có chân chính học biết nói chuyện đây. Tại Diệp Phàm làm ra to lớn như vậy động tĩnh sau đó phong vệ doanh bên trong rất nhiều mọi người chạy về đằng này đi qua. Diệp lão gia tử Diệp Trấn Hồng, Vũ lão gia tử Vũ An Quốc cùng Bạch lão gia tử Trắng Hồng Phương, bọn hắn đang nhìn đến sụp xuống đầu phòng ở sau đó trong đó Diệp Trấn Hồng trên mặt không có bất kỳ vẻ không vui cười ha hả nói, khẳng định lại là Tiểu Phàm làm thành như vậy chứ. Không tệ, không tệ, đây mới là ta Diệp Trấn Hồng tằng tôn tử nha. Vũ Hiểu Phỉ, Bạch Tuyết Linh cùng Trần Tư Vũ các loại chúng nữ, các nàng cũng dồn dập đến nơi này. Trong đó Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh trong lồng ngực phân biệt ôm một tên trẻ con, Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh cũng thuận lợi sinh, Vũ Hiểu Phỉ sinh đồng dạng là nhi tử, mà Bạch Tuyết Linh sinh lại là con gái, căn cứ Diệp Thần Phong lúc trước đề nghị, con trai của Vũ Hiểu Phỉ tên là Diệp Phong, mà Bạch Tuyết Linh con gái tên là Diệp Linh. Diệp Phong cùng Diệp Linh sinh lúc đi ra, bọn hắn đồng dạng trong cơ thể sinh ra linh hồn lực, hơn nữa giống như Diệp Phàm. Bọn hắn vừa vặn sinh ra thực lực liền để đạt tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực rồi. Được mẹ mình ôm Diệp Phong cùng Diệp Linh, bọn hắn nhìn thấy Diệp Phàm sau, bọn hắn nhao nhao lấy cũng phải đến mặt đất đi tới. Diệp lão gia tử thấy thế, hắn nói ra, Hiểu Phỉ, Tuyết Linh, để Tiểu Phong cùng Tiểu Linh cũng đến mặt đất tới chơi một hồi đi. Nghe vậy, Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh đem Diệp Phong cùng Diệp Linh bỏ vào trên mặt đất, hai người bọn họ không những vẫn không có học biết nói chuyện. Liền bước đi cũng sẽ không đây. Bọn hắn chỉ có thể bò trên mặt đất, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng tốc độ của bọn họ. Ầm, ầm. Hai tiếng. Diệp Phong cùng Diệp Linh tay nhỏ đột nhiên đập đánh vào trên mặt đất, trên người bọn hắn tôn cấp sơ kỳ linh hồn lực ngút trời mà đã, trên mặt đất nhất thời xuất hiện hai cái lớn vô cùng hố sâu, hai thằng nhóc này là trực tiếp lọt vào trong hố sâu. Một bên Diệp Đông Kiện cùng Vũ Khôn Minh rót hai người. Trong lòng bọn họ là giật mình, người khác đều nói tiểu hài tử vô cùng đáng yêu, nhưng hai người bọn họ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh đáng yêu chỗ, dưới cái nhìn của bọn họ này ba tên tiểu gia hỏa quả thực chính là tiểu ác ma. Thần Phong hài tử quả nhiên đủ nghịch thiên, chỉ sợ bọn họ không tốn thời gian dài là có thể đuổi theo chúng ta. Diệt Thiên Minh Trình Đại Hổ cảm thán nói, lúc trước Trình Đại Hổ, Thẩm Minh Hiên, Tiêu Lập Viễn cùng Lâm Hân Di bốn người này, bọn hắn cũng coi như là cùng Diệp Thần Phong đồng thời vào sanh ra tử rồi. Thẩm Minh Hiên cũng thở dài, nói ra, lúc trước chúng ta cùng Thần Phong sơ lần lúc gặp mặt, Thần Phong chỉ có tông cấp linh hồn lực, mà bây giờ hài tử của hắn đều tôn cấp linh hồn lực. Mà ba người chúng ta lại đều còn tại cấp thánh linh hồn lực tầng thứ. Đại Hổ, Minh Hiên, Thần Phong yêu nghiệt, chúng ta lại không phải là không có từng thấy. Dù sao cùng Diệp Thần Phong chuyện có liên quan đến, tâm lý của ta năng lực chịu đựng đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Tiêu Lập Viễn cũng lập tức nói ra. Mà đang ở Trình Đại Hổ đám người nói chuyện thời khắc. Trên bầu trời đột nhiên nổi lên một ánh hào quang, đạo hào quang này đang nhanh chóng hướng về phong vệ doanh thao luyện trên sân hạ xuống, oanh. Một tiếng, đạo hào quang này chuẩn xác không có sai sót rơi xuống thao luyện trên trận. Bất thình lình động tĩnh hấp dẫn tất cả mọi người hướng về thao luyện tràng tiến đến, bởi vì là lần trước Diệp Thần Phong truyền tin trở về cũng là tương tự tình hình. Làm Diệp Trấn Hồng đám người chạy tới thao luyện tràng thời điểm, bọn hắn quả nhiên đang thao luyện trên sân nhìn thấy một đoạn văn, hơn nữa Diệp Trấn Hồng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là hắn cháu trai Diệp Thần Phong bút tích. Tại Diệp Thần Phong rời đi trong khoảng thời gian này, Diệp Trấn Hồng đám người ở bề ngoài mặc dù không có biểu hiện ra lo lắng. Nhưng là trong lòng bọn họ tại mọi thời khắc đều muốn ghi nhớ Diệp Thần Phong, vì Diệp Thần Phong gánh thầm, Diệp Trấn Hồng tự nói, Thần Phong, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi a hát. Chúng ta cũng chờ ngươi trở về, tiểu tử ngươi cũng đừng để cho chúng ta đợi quá lâu rồi, lão đầu tử ta đoán chừng cũng không bao nhiêu năm có thể sống rồi. Trên mặt che kín nếp nhăn Diệp Trấn Hồng, hắn trong nháy mắt có vẻ già nua rồi lên. Chương 1414, bị ném bỏ Tần Xương Xương. Ngày kế, địa huyền giới, bắc vực hoang mạc, Vân Thị Bộ Lạc cửa ra vào. Vân Thị Bộ Lạc tộc trưởng con gái Vân Ngữ Lan cùng đại quản gia Vân Đức Biển hai người này, trên mặt bọn họ tràn đầy lòng cảm kích, nhìn xem trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong là càng đi càng xa rồi.
Mỗi người đàn bà đều cũng có anh hùng tình kết, có thể nói tại Vân Ngữ Lan nhân sinh đáy cốc thời điểm, chính là Diệp Thần Phong dường như vương tử bình thường cứu người, muốn nói trong lòng nàng đối Diệp Thần Phong không có bất kỳ một chút cảm giác là không thể nào. Đứng ở Vân Ngữ Lan bên cạnh Vân Đức Biển, hắn phảng phất nhìn ra Vân Ngữ Lan tâm tư rồi, hắn thở dài một hơi, nói ra, Ngữ Lan, vị thiếu gia kia còn nhỏ tuổi liền có thần niệm cảnh thực lực, hắn nhất định không phải là cùng chúng ta người của một thế giới, người hãy mau đem hắn đã quên đi. Vân Ngữ Lan hàm răng thật chặt cắn môi, tại Diệp Thần Phong bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của nàng sau đó người mới lặng lẽ gật gật đầu, trong lòng nàng cũng phi thường rõ ràng, Diệp Thần Phong chỉ là trong đời của nàng một cái lữ khách mà thôi, hay là cái này lữ khách chỉ là đặc thù một điểm, đặc thù để Vân Ngữ Lan cả đời cũng có thể không cách nào quên. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, ngày hôm qua trong biển ý thức của hắn thần niệm cơ hồ bị phá không trận rút khô, cho tới bây giờ mới hơi khôi phục một ít, bất quá, đầu của hắn bên trong nhưng vẫn là hỗn loạn. Xem ra tại trong óc thần niệm không có khôi phục trước đó, Diệp Thần Phong thì không cách nào tu luyện thần niệm chiến kỹ hổ gầm rồng gầm rồi, hắn rời đi Vân Thị Bộ Lạc phạm vi sau, hắn chuẩn bị trước tiên đi một chuyến Bắc Vân Thành, sau đó lại về hắn Diệp Môn. Ban đầu ở Bắc Vân Thành bên trong thời điểm, Nam Nguyên Vương Triều hộ quốc tướng quân nhi tử Trương Văn Hiên. Nam Nguyên Vương Triều Lâm Trung Hạc, Linh Dược Cốc Ngũ Trưởng Lão Vương Vĩnh Tinh, cùng với Bắc Vân Thành Trịnh gia phụ tử Trịnh Nguyên Chí cùng Trịnh Vũ đồng thời liên thủ hãm hại Diệp Thần Phong. Đồng thời muốn đem Diệp Thần Phong tính mạng ở lại Bắc Vân Thành. Lúc đó Diệp Thần Phong là cùng Thương Lang đoàn lính đánh thuê Triệu Hồng Lực đám người đồng thời trở về Bắc Vân Thành, Diệp Thần Phong chả đã cứu Triệu Hồng Lực cùng Tưởng Vân Đình đám người mệnh, mà Tưởng Vân Đình thân là Nam Nguyên Vương Triều Công Chúa, tại Diệp Thần Phong được hãm hại thời điểm, người dĩ nhiên ngu xuẩn đã tin tưởng cùng nàng cùng nhau lớn lên Trương Văn Hiên, hơn nữa liền như vậy mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Tại nguy cấp nhất bước ngoặt vẫn là Bắc Vân Thành Tần gia gia chủ con gái Tần Sương Sương trợ giúp Diệp Thần Phong, lần sau Tần Sương Sương nụ hôn đầu được Diệp Thần Phong trong lúc vô tình đã đoạt đi. Tần Sương Sương lại miệng đối miệng cho ăn cho hôn mê Diệp Thần Phong uống qua nước. Cho nên, Diệp Thần Phong đối với Tần Sương Sương nữ nhân này vẫn là vô cùng có hảo cảm, tối thiểu nữ nhân này không làm bộ. Người thanh hết thảy thẻ đánh bạc đều áp ở Diệp Thần Phong trên người. Người chỉ muốn để Diệp Thần Phong thiếu nợ một món nợ ân tình của nàng, người nhìn ra được Diệp Thần Phong tương lai hội nhất phi trùng thiên. Mà nữ nhân ở đại gia tộc bên trong chỉ là vật hy sinh mà thôi, Tần Sương Sương muốn phải thay đổi mình vận mệnh. Tương lai đợi được Diệp Thần Phong có thực lực sau. Người chỉ là muốn để Diệp Thần Phong giúp nàng ngồi trên Tần gia gia chủ vị trí, chỉ có như vậy vận mệnh của nàng mới có thể thay đổi. Diệp Thần Phong từ trước đến giờ là một cái phi thường trọng tình nghĩa người, hiện tại thực lực của hắn cũng đột phá đến thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, lấy thực lực bây giờ của hắn hay là đã có thể giúp Tần Sương Sương hoàn thành nguyện vọng rồi. Mấy ngày sau, Diệp Thần Phong là một đường rời khỏi Bắc vực hoang mạc, sau đó lại tới Bắc Vân Thành bên ngoài cách đó không xa Hắc Phong Sơn Mạch. Lúc trước Diệp Thần Phong cùng Tần Sương Sương chính là trốn vào Hắc Phong Sơn Mạch bên trong. Bắc Vân Thành Lưu gia gia chủ cùng Hồ gia gia chủ trả tiến vào Hắc Phong Sơn Mạch truy sát Diệp Thần Phong, tối hậu tiến nhập Hắc Phong Sơn Mạch Lưu gia cùng Hồ gia người toàn bộ chết rồi. Mà bây giờ làm Diệp Thần Phong lần nữa trải qua Hắc Phong Sơn Mạch thời điểm, hắn nhìn thấy Hắc Phong Sơn Mạch nhiều cái cửa ra vào vẫn cứ có người canh gác. Diệp Thần Phong biết những người này nhất định là Nam Nguyên Vương Triều, dù sao bọn hắn chả cũng không biết Diệp Thần Phong rời đi Hắc Phong Sơn Mạch sự tình. Xa xa thấy cảnh này Diệp Thần Phong. Trong lòng của hắn là lên cơn giận dữ, hắn không nghĩ tới Nam Nguyên Vương Triều hội làm đến bước này, nếu như hắn lúc trước không có linh khí vũ dực, hắn và Tần Sương Sương là tuyệt đối không thể biến mất không một tiếng động rời đi Hắc Phong Sơn Mạch. Kỳ thực Diệp Thần Phong trong lòng tức giận là Nam Nguyên Vương Triều công chúa Tưởng Vân Đình, hắn tốt xấu đã cứu Tưởng Vân Đình, mà Tưởng Vân Đình nhưng vẫn đợi tin kia chó má Nam Nguyên Vương Triều hộ quốc tướng quân nhi tử Trương Văn Hiên. Thậm chí ngay cả bây giờ đều còn có người canh gác Hắc Phong Sơn Mạch cửa ra vào, đây không phải muốn đem Diệp Thần Phong vào chỗ chết bức sao. Xa xa đứng đấy Diệp Thần Phong, hắn cũng không hề để canh gác Hắc Phong Sơn Mạch cửa ra vào người phát hiện, hắn chữ vật giới chỉ lóe lên, một cái màu bạc mặt nạ quỷ xuất hiện tại trong tay hắn, hắn đem màu bạc mặt nạ quỷ mang ở trên mặt, trong lòng thầm nghĩ, được lắm Nam Nguyên Vương Triều,
khẩu khí này ta Diệp Thần Phong sớm muộn cũng sẽ đòi lại. Trên mặt mang màu bạc mặt nạ quỷ Diệp Thần Phong, hắn bay thẳng đến Bắc Vân Thành bên trong đi đến. Bắc Vân Thành tứ đại gia tộc chính là Trịnh gia, Lưu gia, Hồ gia cùng Tần gia. Lúc này, Tần gia đại trạch trong phòng nghị sự. Một tên hơn trăm tuổi lão đầu ngồi ở vị trí đầu não bên trên, lão đầu này là gương mặt uy nghiêm, trên người mơ hồ hiện ra thần niệm cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thật khí thế, hắn chính là Tần gia lão tổ Tần Đông Sông. Này Tần gia trong phòng nghị sự chật ních người, ngoại trừ Tần Đông Sông là đang ngồi, những người khác đều là đứng đấy. Một tên mặc trên người áo màu tím, dáng dấp khá là tú lệ nữ nhân, người đứng ở phòng nghị sự chính giữa giữa, sắc mặt của nàng có vẻ hơi trắng xanh, bàn tay thật chặt nắm thành quyền đầu, cơ thể hơi có phần run rẩy, nàng chính là Tần gia gia tộc con gái Tần Sương Sương rồi. Dưới gầm trời này không có tường nào gió không lọt qua được, liền ở 5 ngày trước, Trịnh gia, Lưu gia cùng Hồ gia điều tra được, tại Diệp Thần Phong thoát đi Bắc Vân Thành thời điểm. Tần Sương Sương cũng không giải thích được biến mất rồi vài ngày thời gian. Bây giờ Trịnh gia, Lưu gia cùng Hồ gia gia chủ đều chết hết, chỉ có Tần gia là bình yên vô sự, này ba gia tộc lớn tự nhiên lòng mang bất mãn, tuy rằng bọn hắn cũng không cho là Tần Sương Sương sẽ cùng Diệp Thần Phong có quan hệ, nhưng bọn họ chính là cầm lấy một cái lý do chuẩn bị đối Tần gia động thủ, bọn hắn muốn cho Tần gia giao ra Tần Sương Sương đến, nếu như Tần gia không nguyện ý. Như vậy ba gia tộc lớn đem liên hợp lại đối Tần gia động thủ, ngày mai sẽ là ba gia tộc lớn cho Tần gia kỳ hạn chót rồi. Ngồi ở chủ vị Tần gia lão tổ Tần Đông Sông, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ, hỏi các ngươi đều có ý kiến gì không? Gia chủ đương thời Tần Thế Phương thân là phụ thân của Tần Sương Sương, hắn ở vào thời điểm này thậm chí ngay cả một cái giấm cũng không dám thả, này Tần Thế Phương tính cách cực kỳ do dự thiếu quyết đoán. Lão tổ, ngày mai chúng ta nhất định phải đem Tần Sương Sương giao cho ba người của đại gia tộc, bằng không chúng ta Tần gia sẽ bị ba gia tộc lớn liên hợp hủy diệt. Một tên cùng Tần Thế còn dài được giống nhau đến mấy phần đàn ông trung niên mở miệng nói chuyện rồi, hắn chính là Tần Thế Phương đệ đệ Tần Thế Nam, một thân thực lực tại hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Lão Tổ Tông, phụ thân ta nói không sai, Tần Sương Sương tuyệt đối không lưu lại được, không thể vì nàng một người. Do đó làm phiền hà chúng ta toàn bộ Tần gia, lại nói nữ nhân ở trong gia tộc vốn là vật hy sinh. Tần Thế Nam nhi tử Tần Hoa cũng lập tức đứng ra nói ra. Tại Tần Thế Nam cùng Tần Hoa lần lượt mở miệng sau đó một tên khoảng 50 tuổi lão đầu, hắn cũng đứng dậy, hắn chính là Tần gia đại trưởng lão Tần Hải, một thân thực lực tại hợp biển cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Hắn một mực cung kính mở miệng nói ra, lão tổ, ta cũng đồng ý đem Tần Sương Sương giao cho ba gia tộc lớn. Tần Hoa có không kịp chờ đợi nói ra, lão tổ tông, thanh Tần Sương Sương giao cho ba gia tộc lớn trước đó, làm cho nàng đem trên người đan dược toàn bộ giao ra đây. Lúc trước Diệp Thần Phong đưa cho Tần Sương Sương một ít tự mình luyện chế dưỡng linh đan cùng bổ linh đan, mà những đan dược này trước đây không lâu được Tần Thế Phương phát hiện, sau đó Tần Sương Sương trong tay đan dược toàn bộ bị mất rồi, trong đó Tần Hoa đã bị phân đã đến một viên dưỡng linh đan, Tần Hoa khắc sâu cảm nhận được dưỡng linh đan chỗ tốt. Đúng, lão tổ, nhất định muốn để Tần Sương Sương thanh trên người đan dược lấy ra. Tần Thế Nam một mặt lạnh lùng nói ra, hắn tốt xấu cũng là Tần Sương Sương tiểu thúc, dĩ nhiên lãnh huyết vô tình như vậy. Đứng ở trong phòng nghị sự giữa Tần Sương Sương, trên mặt của nàng là càng ngày càng trắng bạch, người nghe chu vi người Tần ra lời nói, người nhìn xem chính mình phụ thân ở một bên không nói tiếng nào, trong lòng nàng oan ức tới cực điểm, đây chính là người cái gọi là người thân a hát. Lẽ nào đại gia tộc bên trong nữ nhân nhất định là dùng để hy sinh sao? Tần Sương Sương nắm chặt song quyền thượng, 10 ngón khớp xương là trắng xanh cực kỳ. Ngồi ở chủ vị Tần gia lão tổ Tần Đông Sông, hắn lãnh đạm nói, được, ngày mai sẽ thanh Tần Sương Sương giao cho ba gia tộc lớn. Ngược lại, Tần Đông Sông rồi hướng Tần Sương Sương, hỏi, trên người ngươi còn có đan dược sao? Tần Sương Sương khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười sâu thẳm. Không biết tại sao, người trong đầu đột nhiên hiện lên Diệp Thần Phong thân ảnh, trong lòng tức giận nhảy lên tới cực điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến một trận mê muội, người trực tiếp tức giận ngất đi. Tần Sương Sương vào đúng lúc này là hoàn toàn được gia tộc của mình cho từ bỏ. Chương 1415, Tần gia lạnh lùng, nghe tin chạy tới. Một vòng trong sáng mặt trăng treo lơ lửng ở trong trời đêm.
ngân bạch sắc nguyệt quang rải vào một gian có phần căn phòng mờ tối bên trong. Trong phòng này trang sức phi thường đơn sơ, bất tỉnh đi Tần Sương Sương liền nằm ở một tấm trên ván gỗ, nơi này vừa nhìn chính là Tần gia hạ nhân chỗ ở địa phương. Tần Sương Sương mí mắt nhẹ nhẹ run rẩy hai lần, người đột nhiên mở mắt ra, cảm giác ngực là một trận khó chịu, trong lòng thiêu đốt lửa giận là chậm chạp không cách nào dập tắt. Tần Sương Sương từ trên ván gỗ ngồi dậy, nhìn xem đóng chặt cửa phòng, người rõ ràng cảm giác được trên người mình huyệt đạo bị phong bế rồi, trong cơ thể nàng căn bản vô pháp vận chuyển lên linh khí đến. Tần Sương Sương trong lỗ mũi hít thở sâu một cái, người biết ngày mai Tần gia đem nàng giao cho Trịnh gia, Lưu gia cùng Hồ gia sau, kết cục của nàng nhất định sẽ phi thường thê thảm, người không nghĩ tới người nhà của mình hội lãnh huyết vô tình như vậy, thậm chí là cha ruột của nàng Tần Thế Phương, đồng dạng không có đứng ra nói một câu, này làm cho Tần Sương Sương cơ hồ là đối Tần gia tuyệt vọng. Kẹt kẹt, một tiếng, cửa gỗ của căn phòng bị đẩy ra, trên người mặc một bộ trường sam màu trắng Tần Thế Phương đi vào, hắn nhìn xem ngồi ở trên ván gỗ con gái Tần Sương Sương, khuôn mặt lộ ra vẻ lo âu, nói ra, Sương Sương, mọi người cũng là vì Tần gia cân nhắc, chúng ta Tần gia căn bản ứng phó không được ba gia tộc lớn liên hợp. Trên người ngươi đan dược đến cùng là từ đâu có được? Ngươi có phải hay không gặp phải cao nhân rồi? Như vậy hay là chúng ta liền không cần đem ngươi giao cho mặt khác ba gia tộc lớn rồi? Ngồi ở trên ván gỗ Tần Sương Sương, tại nguyệt quang làm nổi bật dưới, thân ảnh của nàng có vẻ hơi hiu quạnh, người hàm răng cắn môi một cái. Nói ra, không có gì cao nhân, những đan dược kia là ta tại một hang núi bên trong phát hiện. Nghe vậy, Tần Thế Phương vi vi nhíu nhíu mày, hắn Tần gia, hay hoặc giả là Trịnh gia, Lưu gia cùng Hồ gia, đây đều là không có tư cách thu được đan dược, Tần Sương Sương trên người đan dược làm sao có thể không cho người Tần gia. Bao quát Tần Thế mới có niệm tưởng. Sương Sương, ngươi có phải hay không còn có một chút đan dược đâu này? Nghe ta một câu, ngươi trước thành tất cả đan dược giao ra đây. Ta lại đi hướng lão tổ văn này, nhìn xem có còn hay không chuyển cơ. Tần Thế Phương âm thanh ôn nhu nói, xem dáng dấp ngược lại là giống như một vị tử phụ bình thường. Mà Tần Sương Sương khóe miệng lại hiện lên một vệt cười lạnh trào phúng, nói ra, phụ thân. Ngươi chả xứng với danh xưng này sao? Ta lẽ nào còn không hiểu được ngươi sao? Các ngươi không phải là muốn trên người ta đan dược sao? Lúc trước ngươi phát hiện ta có đan dược sau đó hắn đã đem tất cả đan dược đều cầm đi, ngươi còn muốn thế nào? Hiện tại lại muốn đem ta giao cho ba gia tộc lớn xử trí. Ngươi ít tại trước mặt chúng ta giả mù sa mưa, ngươi căn bản không xứng làm cha của ta, trên người ta không có bất kỳ đan dược. Được con gái của mình một trận của trách, Tần Thế mặt chữ điền sắc trong nháy mắt đỏ lên một mảnh, mà chính lúc thời điểm này, Tần gia lão tổ Tần Đông Sông. Tần Thế Phương đệ đệ Tần Thế Nam, cùng với Tần Thế Nam nhi tử Tần Hoa cũng đi vào. Tần gia lão tổ Tần Đông Sông, hắn đối đan dược cũng là cực kỳ để ý, bởi vì hắn nhìn ra được từ trên người Tần Sương Sương lấy được đan dược, những đan dược này phẩm tương vô cùng tốt. Có thể là xuất từ một vị luyện dược đại sư tay. Tần Sương Sương, trên người ngươi thật không có những đan dược khác. Tần Đông Sông lạnh giọng chất vấn, nhất cổ thần niệm cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thật khí thế hướng về Tần Sương Sương bao phủ đi qua. Đừng nói là Tần Sương Sương huyệt đạo bị phong bế rồi, người không cách nào lấy trong cơ thể linh khí để ngăn cản, cho dù huyệt đạo của nàng không bị phong bế, người cũng chịu không được thần niệm cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ cao thủ thật khí thế, dù sao thực lực của nàng mới thông linh cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Tần Sương Sương cảm thụ Tần gia lão tổ mãnh liệt thật khí thế, miệng nàng bên trong cắn răng thật chặt răng, trong cơ thể là huyết khí dâng lên, tại giữ vững được mấy giây sau đó người rốt cục nhịn không được, phốc. Một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng của nàng phun đi ra. Tần Sương Sương mặt trong nháy mắt trở nên không có chút hồng hào, người mũi khí tức có phần hỗn loạn, tự giễu cười nói a. Tần gia đã hoàn toàn vứt bỏ ta, các ngươi thật là có mặt tới hỏi ta lời nói như vậy. Các ngươi những người này quả thực vô sỉ tới cực điểm, trên người ta đã không có đan dược, hơn nữa cho dù có, ta hội giao cho các ngươi những người này để cho ta buồn nôn người sao? Hừ, Tần gia lão tổ Tần Đông Sông, trong lỗ mũi của hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo bảo hướng về Tần Sương Sương vung lên, miệng quát, không biết điều. Theo tay áo bảo phất lên. Một nguồn sức mạnh đánh vào Tần Sương Sương trên thân thể, lại là phốc. Một tiếng,
Tần Sương Sương miệng bên trong lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của nàng không tự chủ được ngã xuống trên ván gỗ, người trực tiếp được Tần Đông Sông cho đánh ngất đi. Lão Tổ Tông, Tần Sương Sương trên người khẳng định còn có đan dược, ta xem là người không muốn giao cho chúng ta, người là cái thá gì? Nữ nhân ở đại gia tộc người chỉ là vật hy sinh mà thôi. Một bên Tần Hoa đứng ra nói ra. Tần Thế Nam nhìn xem Tần Thế Phương, nói ra, đại ca, ngươi là phụ thân của Tần Sương Sương, ngươi có biết hay không bình thường Tần Sương Sương yêu thích đem đồ vật giấu ở nơi nào? Tần Thế Phương lắc lắc đầu, trên mặt hắn không chút biểu tình, thật giống bị đánh ngất đi căn bản không phải nữ nhi của hắn bình thường. Hắn nói ra, Sương Sương luôn luôn là cái có chủ kiến người, rất nhiều chuyện người cũng sẽ không thương lượng với ta. Tần gia lão tổ Tần Đông Sông khoát tay áo một cái, nói ra, nếu như Tần Sương Sương trên người còn có đan dược, như vậy những đan dược kia hẳn là liền giấu ở trong phòng của nàng, đến lúc đó chúng ta đem gian phòng của nàng trở mình cái lộn chổng vó lên trời sẽ có đáp án. Các ngươi đều từng người đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ba người của đại gia tộc chả muốn tới cửa đến muốn người. Ngày thứ hai, làm mặt trời mới mọc từ mặt đông chậm rãi bay lên thời điểm. Bắc Vân Thành một nhà tên là Hương Mãn Lâu bên trong khách sạn. Diệp Thần Phong đẩy ra gian phòng cửa sổ, hô hấp sáng sớm không khí lạnh như băng, sau đó, hắn liền đơn giản rửa mặt một phen, trên mặt thanh màu bạc mặt nạ quỷ cho mang lên. Ngày hôm qua Diệp Thần Phong tiến vào Bắc Vân Thành thời điểm, sắc trời đã từ từ tối lại, cho nên hắn dự định tìm một chỗ trước tiên ở lại, các loại ngày thứ hai lại đi tìm Tần Sương Sương rồi. Trên lưng treo hắc huyền kiếm Diệp Thần Phong, hắn đi tới Hương Mãn Lâu lầu 1, nơi này là cung cấp cho khách nhân ăn cơm, Diệp Thần Phong chọn một tấm bên trong góc bàn ngồi xuống, tùy tiện điểm vài đạo điểm tâm. Tại Diệp Thần Phong chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm, chung quanh trên bàn đã có lục tục người, hơn nữa bọn hắn đều châu đầu ghé tai đang bàn luận một ít chuyện, những người này đàm luận nội dung tự nhiên chạy không thoát Diệp Thần Phong lỗ tai. Hôm nay nhưng là chúng ta Bắc Vân Thành lễ lớn a hát. Là Trịnh gia, Lưu gia cùng Hồ gia cho Tần gia kỳ hạn chót rồi, các ngươi nói Tần gia sẽ đem Tần Sương Sương giao ra đây sao? Tần gia có thể không giao sao? Lại nói Tần Sương Sương mặc dù là Tần gia gia chủ con gái, nhưng nữ nhân ở đại gia tộc bên trong từ trước đến giờ là vật hy sinh, căn bản không có bất kỳ địa vị có thể nói, Tần gia sẽ không vì một cái Tần Sương Sương, lấy toàn bộ Tần gia hủy diệt mà làm tiền đặt cược. Chiếu các ngươi nói như vậy, xem ra hôm nay không có trò hay để nhìn, lần này Tần gia cũng chỉ có thể đủ nuốt giận vào bụng rồi. Bắc Vân Thành tứ đại gia tộc sự tình đã là làm đến sôi sùng sục lên được rồi, có thể nói Bắc Vân Thành bất cứ người nào đều biết Trịnh gia, Lưu gia cùng Hồ gia yếu liên thủ đối phó Tần gia công chuyện tình rồi, ai bảo Trịnh gia, Lưu gia cùng Hồ gia gia chủ đều chết hết, duy chỉ có Tần gia bình yên vô sự đây. Này ba gia tộc lớn là phải đem khí xuất hiện ở Tần gia trên người. Ngồi trong góc Diệp Thần Phong, hắn khi nghe đến người chung quanh nghị luận nội dung sau, hắn mặt nạ quỷ dưới biểu lộ vi vi ngưng lại, tối hôm qua hắn vừa đến Hương Mãn Lâu liền đi gian phòng nghỉ ngơi, hắn căn bản không có nghe nói Bắc Vân Thành sự tình, không nghĩ tới Tần Sương Sương tình cảnh bây giờ thật không ngờ gian nan. Cũng còn tốt lần này hắn đến một chuyến Bắc Vân Thành, bằng không chỉ sợ hắn hay là cả đời cũng không trả nổi Tần Sương Sương ân tình rồi. Người chung quanh đàm luận vẫn cứ đang tiếp tục. Này Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú có thần niệm cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thực lực, Lưu gia lão tổ Lưu An Bình Thản, Hồ gia lão tổ Hồ Một Thuyền, bọn hắn cũng đều có thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thực lực. Hôm nay này ba gia tộc lớn lão tổ hẳn là toàn bộ cùng đi Tần gia, chờ sẽ có người nào muốn đi xem náo nhiệt. Xem cái dám náo nhiệt a hát, đây là tứ đại gia tộc sự tình, chúng ta những người này nếu như đi tham gia trò vui, làm cho không khéo liền sẽ dẫn hỏa trên người. Diệp Thần Phong ở xung quanh trong dân cư đại khái biết một chút tình huống, sau đó hắn ở trên bàn thả khối tiếp theo linh thạch thượng phẩm, hắn liền lập tức rời khỏi, kỳ thực dừng lại điểm tâm một khối linh thạch hạ phẩm liền đủ rồi, đáng tiếc Diệp Thần Phong trên người chỉ có linh thạch thượng phẩm, hiện tại hắn lại gấp chạy đi Tần gia, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chương 1416, khủng hoảng, bất lực. Tần gia đại trạch cửa vào. Tần gia lão tổ Tần Đông Sông, Tần gia gia chủ Tần Thế Phương, Tần Thế Phương đệ đệ Tần Thế Nam nhi tử Tần Hoa bọn người tại. Mà trên mặt vẻ mặt nhìn qua trắng bệch một mảnh Tần Sương Sương,
người hư nhược đứng ở Tần Đông Sông đám người bên cạnh. Tần Thế Nam liếc nhìn Tần Sương Sương, nói ra, người cũng không nên có bất kỳ tự sát ý nghĩ, người mẫu thân tánh mạng của các nàng toàn bộ nắm giữ trong tay chúng ta, nếu như ngươi lựa chọn tự sát lời nói, như vậy chúng ta chỉ có thể đem các nàng giao cho ba gia tộc lớn xử trí. Tần Sương Sương nắm chặt mềm yếu vô lực nắm đấm, người mím môi trắng bệch môi, trong lòng nàng Tần gia quả thực quá lãnh huyết vô tình, Tần gia dĩ nhiên nắm mẫu thân của nàng đám người đến uy hiếp người, tại Tần gia nữ nhân căn bản là chỉ là thẻ đánh bạc mà thôi, hoặc là nói tại bất luận cái nào địa huyền giới đại gia tộc phụ nữ đều là thẻ đánh bạc. Trừ phi nữ nhân có thể nắm giữ so với nam nhân càng thêm thực lực cường hãn, lại hoặc là nói có thể tại phương diện tu luyện biểu hiện ra cực kỳ rung động thiên phú. Như vậy nữ nhân tại địa vị trong gia tộc liền sẽ phi thường vững chắc. Đương nhiên là có chút đại gia tộc cũng sẽ không giống Tần gia lạnh lùng như vậy, dù sao Tần Sương Sương là Tần gia dòng chính, tựu như cùng Thủy gia Thủy Tử Yên cùng Thủy Mộng Hàm hai cái này tỉ muội, các nàng tại Thủy gia địa vị là khá cao, nước gia gia chủ cũng vô cùng thương hai người bọn họ. Tần Sương Sương có chút con người băng lãnh liếc nhìn Tần Thế Phương, mà phụ thân của nàng Tần Thế Phương nhưng Thủy chung là không nhúc nhích. Này làm cho của nàng một viên trái tim hoàn toàn băng lạnh xuống, thời khắc này, người đối Tần gia những người này lại không có bất luận cái gì thân tình có thể nói. Tần Sương Sương, ta nghĩ ngươi trên người khẳng định còn có đan dược a. Ngươi bây giờ đem đan dược giao ra đây vẫn tới kịp, như vậy ngươi cũng coi là chúng ta Tần gia làm ra một điểm cống hiến rồi. Tần Thế Nam nhi tử Tần Hoa chất vấn. Tần Sương Sương liền mắt cũng chả thèm liếc Tần Hoa rồi. Người trong con người ngoại trừ lạnh lẽo ở ngoài, chả mang theo điểm một chút tuyệt vọng. Thấy Tần Sương Sương căn bản không có để ý đến mình ý tứ. Tần Hoa có phần tức giận quát lên, không biết cân nhắc. Mà đang ở Tần Hoa tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, ba chiếc xa hoa xe ngựa chậm rãi hướng về Tần gia đại trạch lái tới rồi, cuối cùng vững vàng đứng tại Tần gia đại trạch cửa vào. Từ thứ một chiếc xe ngựa thượng đi xuống một tên hơn trăm tuổi lão đầu. Lão đầu này trên người hiện ra thần niệm cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thật khí thế, hắn chính là Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú rồi. Lúc trước Diệp Thần Phong được Nam Nguyên Vương Triều Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc đám người hãm hại thời điểm, nguyên bản Trịnh gia gia chủ Trịnh Nguyên Chí cùng con trai của hắn thân phận của Trịnh Vũ cũng tiết lộ, bây giờ Trịnh Hải Phú cũng biết Trịnh Nguyên Chí cùng Trịnh Vũ không phải Trịnh gia chồng, chính là Nam Nguyên Vương Triều con trai của Lâm Trung Hạc cùng cháu trai. Này làm cho Trịnh Hải Phú trong lòng một mực kìm nén một cơn tức giận đây. Nhưng Nam Nguyên Vương Triều đối với Trịnh gia tới nói tuyệt đối là quái vật khổng lồ rồi. Hắn căn bản không có sức lực đi tìm Lâm Trung Hạc lý luận, cho nên, hắn dự định đem trong lòng khẩu khí này toàn bộ xuất hiện ở Tần gia trên người. Từ chiếc thứ hai trên xe ngựa đi xuống một già một trẻ, lão chính là Lưu gia lão tổ Lưu An Bình, trên người nhấp nhô thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thật khí thế. Mà một người khác thanh niên hắn chính là Lưu gia gia chủ nhi tử Lưu Giang, bây giờ Lưu gia gia chủ đã bị chết. Lưu Giang cũng coi như là ngồi lên rồi gia chủ vị trí, thực lực bây giờ của hắn tại hợp biển cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Từ cuối cùng một chiếc xe ngựa thượng đồng dạng là đi xuống một già một trẻ, lão chính là Hồ gia lão tổ Hồ Một Thuyền, thực lực và Lưu An yên ổn dạng tại thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ tầng thứ, về phần một người khác cùng hắn đi chung với nhau thanh niên. Hắn là Hồ gia gia chủ nhi tử Hồ Phi Long. Tại Hồ gia gia chủ sau khi chết, hắn đồng dạng là kế thừa Hồ gia gia chủ vị trí. Này Trịnh gia, Lưu gia cùng Hồ gia người đi xuống xe ngựa sau đó bọn hắn chỉ cao khí ngang đi tới Tần gia đại trạch cửa vào. Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú, hắn một mặt nụ cười nhìn xem Tần gia lão tổ Tần Đông Sông, nói ra Tần lão đầu. Xem ra ngươi đã làm ra quyết định a hát. Ngươi muốn thanh Tần Sương Sương giao cho chúng ta. Tần lão đầu, đây cũng không phải là phong cách của ngươi a hát. Các ngươi Tần gia lẽ nào chính là tôm chân mềm sao? Thiệt thòi ta còn muốn cùng ngươi đại chiến một trận đây. Lưu gia lão tổ Lưu An Bình cũng lập tức nói ra. Được rồi, các ngươi cũng không cần cười nhạo Tần lão đầu rồi, ta xem Tần lão đầu là lớn tuổi, lá gan cũng nhỏ, bất quá, chúng ta là tuổi càng lớn, lá gan cũng càng lớn. Hồ gia lão tổ Hồ Một Thuyền một mặt châm chọc nói. Này ba gia tộc lớn lão tổ trong lòng không hy vọng Tần gia chịu thua, bọn hắn càng hy vọng Tần gia kiên cường một ít, như vậy bọn hắn liền có 10 phần lý do đối Tần gia động thủ, phải đem một cái gia tộc nhổ cỏ tận gốc, đồng thời không có bất kỳ lý do,
khả năng này sẽ khiến cho những tông môn khác bất mãn, có lẽ có ít không vừa mắt tông môn, cũng sẽ trực tiếp ra tay diệt ba gia tộc lớn, bằng không ba gia tộc lớn cũng không cần tìm lý do, bọn hắn đã sớm đối Tần gia động thủ. Thế nhưng, có đầy đủ lý do sau, ba gia tộc lớn cho dù đem Tần gia nhổ cỏ tận gốc rồi, còn lại không vừa mắt tông môn cũng không phản đối, này Trịnh gia, Lưu gia cùng Hồ gia, bọn hắn chỉ là muốn tại Tần gia trên người hả giận. Tần gia lão tổ Tần Đông Sông, hắn được tay áo bào che kín quả đấm vi vi nắm chặt, bất quá, trên mặt của hắn lại là lộ ra một vệt bình chân như vậy biểu lộ, nói ra, nếu là Tần Sương Sương phạm lỗi lầm, như vậy bản thân nàng liền tất cần phải gánh chịu, hiện tại Tần Sương Sương đã không phải là chúng ta người Tần gia rồi, các ngươi yếu xử trí như thế nào cũng không có vấn đề gì. Ba gia tộc lớn lão tổ thấy Tần Đông Sông sự nhẫn nại mạnh như thế, Lưu gia lão tổ Lưu An Bình lại nói, được lắm đã không phải là người Tần gia rồi, vừa vặn hai tiểu tử này đối Tần Sương Sương có chút hứng thú, các ngươi Tần gia có thể hay không mượn cái địa phương cho chúng ta. Để cái này hai tiểu tử ở nơi này đem sự tình xong xuôi. Lưu An Bình trong miệng hai tên tiểu tử, làm lại chính là Lưu gia gia chủ đương thời Lưu Giang cùng Hồ gia gia chủ đương thời Hồ Phi Long rồi. Lưu Giang cùng Hồ Phi Long khi nghe đến Lưu An Bình lời nói sau, hai người bọn họ ánh mắt lập tức tập trung vào Tần Sương Sương trên người, trong con ngươi dồn dập lộ ra một loại nào đó vẻ khát vọng. Làm sao, lẽ nào Tần lão đầu ngươi không muốn sao? Lưu An Bình tiếp tục nói. Lúc này một bên Tần Hoa mở miệng, chúng ta Tần gia có những gì không muốn? Tần Sương Sương đã không phải là chúng ta người Tần gia rồi, lại nói nữ nhân tính là gì? Nữ nhân chỉ là chúng ta đại gia tộc bên trong thẻ đánh bạc mà thôi, có muốn hay không đem mẫu thân của Tần Sương Sương cũng cho các ngươi. Này Tần Hoa nói chính là lý trực khí tráng, này ngược lại là giúp Tần gia lão tổ Tần Đông Sông hóa giải lúng túng, Tần Đông Sông đồng dạng là đem nữ nhân coi là thẻ đánh bạc người, hắn nói với Tần Hoa lời nói là không có chút nào phản cảm, trái lại chả phi thường thưởng thức Tần Hoa. Về phần phụ thân của Tần Sương Sương Tần Thế Phương, lông mày của hắn chỉ là hơi chút nhíu một cái, hắn liền lập tức thư giãn ra, xem ra Tần Sương Sương cùng mẫu thân nàng tại Tần Thế Phương trong lòng địa vị thấp đáng thương. Tần Đông Sông hắng giọng, nói ra, được, ta đem Tần gia một gian nhà tạm thời cho các ngươi dùng một chút. Một bên Tần Sương Sương khi nghe đến Tần Hoa cùng Tần Đông Sông lời nói sau, thân thể của nàng đột nhiên một cái run rẩy, trong lòng phẫn nộ trong nháy mắt biến mất không còn chút nào. Thay vào đó là khủng hoảng cùng bất lực, người gần như đã có thể nghĩ đến kết cục của chính mình rồi, nhưng vì mẹ mình, người lại không thể đủ lựa chọn tự sát. Ngược lại, Tần Đông Sông rồi hướng một bên Tần gia hạ nhân, nói ra, thanh Tần Sương Sương cho ta trước tiên mang đi ra sân. Tại một tên hạ nhân lôi kéo dưới, Tần Sương Sương phảng phất là mất hồn phách bình thường thân thể lung la lung lay bị cái kia tên hạ nhân hướng về trong sân mang đến rồi. Tần lão đầu. Ngươi thật đúng là tức giận số lượng a hát. Trịnh gia gia chủ Trịnh Hải Phú chào phúng nói. Mà ở Tần gia đại trạch bên ngoài một cái khúc quanh, trên mặt mang màu bạc mặt nạ quỷ Diệp Thần Phong, hắn đem khí tức thu lại đã đến cực hạn, hắn đem vừa vặn Tần gia đại trạch cửa ra vào đối thoại là nghe được nhất thanh nhị sở rồi, đặc biệt là nhìn thấy Tần Sương Sương khủng hoảng bất lực dáng dấp, thân thể của hắn hơi hơi căng thẳng lên. Diệp Thần Phong trong lòng đã sớm coi Tần Sương Sương là làm bằng hữu đối đãi, bây giờ bằng hữu của chính mình chịu đến khuất nhục, hắn làm sao có thể chịu được. Lấy hiện tại Diệp Thần Phong thực lực, muốn đối phó Trịnh Hải Phú, Lưu An Bình thản hồ một thuyền liên thủ, này có lẽ có một ít miễn cưỡng, bất quá, đối với Diệp Thần Phong tới nói hiện tại hắn là không có lựa chọn nào khác. Diệp Thần Phong đang nhìn đến Trịnh Hải Phú đám người dồn dập đi vào Tần gia, sau đó Diệp Thần Phong đã vừa mới quan sát qua Tần gia địa hình rồi, hắn biến mất không một tiếng động đi tới Tần gia mặt bên vách tường trước, mũi chân vi vi chỉa xuống đất, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiến vào Tần gia đại trong nhà, bởi hơi thở của hắn ẩn núp tốt vô cùng, hắn không có được bất luận người nào phát hiện. Chương 1417, đưa hắn bắt sống. Toàn bộ Tần gia đại trạch phi thường rộng rãi. Trong đó lớn lớn nhỏ nhỏ sân cũng có 15 cái khoảng chừng. Tần gia một tên hạ nhân đem Tần Sương Sương dẫn tới, bình thường dùng để chiêu đãi khách nhân một cái sân chi về sau, cái kia tên hạ nhân liền vội vã rời khỏi, tại cái sân này bên trong có một tòa thập phần độc đáo phòng ốc. Hồn đều giống như là mất đi Tần Sương Sương, người trong đầu cơ hồ là một mảnh trống không,
người không biết hiện tại chính mình đổi làm sao bây giờ. Trong lòng nàng thật sự phi thường muốn tự sát, nhưng mẫu thân của nàng làm sao bây giờ? Nếu như người tự sát, như vậy mẫu thân của nàng sắp sửa thay người chịu đựng tất cả những thứ này rồi. Tần Sương Sương cùng mẹ mình quan hệ chả là vô cùng tốt, cho nên, người tuyệt đối không thể để mẫu thân của nàng xảy ra vấn đề rồi. Tại Tần Sương Sương trong lòng không biết làm sao thời điểm, Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú, Lưu gia lão tổ Lưu An Bình, Hồ gia lão tổ Hồ Một Thuyền, Lưu gia gia chủ đương thời Lưu Giang, cùng với Hồ gia gia chủ đương thời Hồ Phi Long, những người này bước chậm đi vào trong sân. Trịnh Hải Phú các loại ba gia tộc lớn lão tổ, bọn hắn cũng không hề quá để ý trong sân Tần Sương Sương, Hồ gia lão tổ Hồ Một Thuyền, nói ra, xem ra kế sách của chúng ta đã thất bại, không nghĩ tới Tần lão đầu lãnh huyết đã đến loại trình độ này, hắn căn bản sẽ không quản Tần Sương Sương chết sống rồi. Lưu gia lão tổ Lưu An Bình như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, Tần lão đầu chính là cái lòng dạ độc ác người, hắn đã đem cái sân này người chung quanh toàn bộ đều đi rồi, hắn như vậy hoàn toàn đem Tần Sương Sương giao cho chúng ta xử trí, chúng ta không có lý do gì nữa đối Tần gia động thủ. Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú mặt âm trầm, nói ra, ta ngược lại muốn xem Tần lão đầu có phải không thật sự rất có nhẫn nại năng lực. Ngược lại, Trịnh Hải Phú rồi hướng Lưu Giang cùng Hồ Phi Long. Nói ra, hai người các ngươi liền tại trong nhà này đem Tần Sương Sương làm rồi, có thể làm ra nhiều động tĩnh lớn. Các ngươi liền cho ta làm ra nhiều động tĩnh lớn đến. Lưu gia lão tổ Lưu An Bình nghe vậy, nói ra, xem ra hiện tại chỉ có biện pháp này, nếu như vậy Tần lão đầu vẫn là không nhúc nhích lời nói, như vậy chúng ta mấy ngày này làm hết thảy đều là uổng công vô ích rồi. Hồ gia lão tổ Hồ Một Thuyền nhìn xem Lưu Giang cùng Hồ Phi Long, nói ra, hai người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Lẽ nào tại ba người chúng ta lão đầu trước mặt, các ngươi chả ngượng ngùng sao? Các ngươi nhanh chóng động thủ cho ta đi. Này Tần Sương Sương dáng dấp cùng vóc người đều là đã trên trung đẳng, nghiễm nhưng đã có thể xưng là mỹ nữ, hơn nữa Lưu Giang đã sớm đối Tần Sương Sương có ý tứ rồi. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn thì lại làm sao sẽ bỏ qua cho đâu này. Về phần Hồ Phi Long, trên đời này có người nam nhân nào là không thích mỹ nữ? Trừ phi ngươi là thái giám, hoặc là không thích nữ nhân, yêu thích nam nhân. Bởi Tần Sương Sương trên người huyệt đạo bị phong bế rồi, Lưu Giang cùng Hồ Phi Long căn bản không yêu cầu vận chuyển trong cơ thể linh khí, bọn hắn là có thể nhẹ nhõm hạn chế Tần Sương Sương rồi. Lưu Giang một bên hướng về Tần Sương Sương đi đến. Trong miệng vừa nói, Sương Sương, ta đã sớm nói ngươi sẽ trở thành nữ nhân của ta, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới hội là tình huống như vậy, dưới tình huống như vậy ta cũng không dùng đối với ngươi phụ trách chứ. Dù sao cũng không phải ta một người đạt được thân thể của ngươi. Lưu Giang khóe miệng hiện lên hí hành hạ nụ cười, trong con ngươi bắn ra một loại nào đó dã tính khát vọng ánh sáng. Hồ Phi Long vừa đi, một bên đang mở ra trên người mình quần áo rồi. Trong miệng hắn nói ra, Lưu gia chủ, chúng ta không nên lãng phí thời gian rồi, chúng ta bây giờ nhưng là có nhiệm vụ trong người. Tần Sương Sương nhìn xem hướng chính mình không ngừng áp sát Lưu Giang cùng Hồ Phi Long, người dưới chân bước chân là không ngừng lùi về sau. Liều mạng muốn đem trong cơ thể linh khí vận chuyển lại, nhưng trong cơ thể nàng thủy chung là trống rỗng một mảnh. Rất nhanh, Tần Sương Sương liền không thể lui được nữa, phía sau lưng của nàng tựa vào sân nhỏ trên vách tường. Nhìn xem đã từ hai bên trái phải đi tới trước mặt nàng Lưu Giang cùng Hồ Phi Long, bàn tay của nàng thật chặt nắm thành quyền đầu, có thể là quá mức dùng sức duyên cớ, đầu ngón tay của nàng toàn bộ lâm vào trong lòng bàn tay, từng tia tiên huyết không ngừng từ lòng bàn tay của nàng bên trong chảy ra, thân thể của nàng cũng run rẩy lợi hại, trong con người bất lực, hoang mang, sợ sệt các loại tâm tình không ngừng luân phiên. Tần Sương Sương hốc mắt trong cũng trong nháy mắt biến đến đỏ bừng một mảnh. Nước mắt không ngừng tại người trong hốc mắt đảo quanh, người phi thường rõ ràng chính mình sau đó phải đối mặt kết quả, người cũng biết hôm nay qua đi, người khẳng định không có sống tiếp dũng khí, trong đầu một lần cuối cùng lại hiện lên Diệp Thần Phong âm thanh dung mạo tướng mạo. Sương Sương, hôm nay ta nhưng sẽ đối ngươi thô bạo một chút. Lưu Giang hai tay nóng lòng muốn thử. Mà chính lúc Lưu Giang cùng Hồ Phi Long chuẩn bị muốn động thủ thời điểm. Mà chính lúc Trịnh Hải Phú các loại ba gia tộc lớn lão tổ ở một bên xem trò vui thời điểm, bôi đen bóng nhanh chóng lách vào trong sân, này làm cho Lưu Giang cùng Hồ Phi Long động tác ngừng lại,
Về phần Trịnh Hải Phú các loại ba gia tộc lớn lão tổ, ánh mắt của bọn họ cũng tập trung đến này bôi đen bóng trên người. Chỉ thấy này bôi đen bóng trên mặt mang một cái màu bạc mặt nạ quỷ, này không phải là lẻn vào Tần gia Diệp Thần Phong ma. Diệp Thần Phong tại lẻn vào Tần gia sau đó cũng tìm một hồi lâu thời gian, mới tìm được cái sân này bên trong tới, cũng còn tốt hắn đến tính là phi thường đúng lúc, Lưu Giang cùng Hồ Phi Long vẫn không có đụng tới Tần Sương Sương một cái. Diệp Thần Phong cũng không hề ẩn giấu thực lực của hắn, cho nên, Trịnh Hải Phú, Lưu An Bình thản hồ một thuyền này ba cái lão đầu, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực tại thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ tầng thứ. Trịnh Hải Phú cau mày nói ra, ta còn tưởng rằng là Tần lão đầu nhìn không được đây. Xem ra cũng không phải chuyện như vậy, Tần lão đầu nhưng sẽ không ngu xuẩn chỉ phái một tên thần niệm cảnh nhất trọng thiên người đi tới, này không rõ ràng là đi tìm cái chết ma. Lại nói toàn bộ Tần gia ngoại trừ Tần lão đầu ở ngoài, cũng không có người thứ hai đến thần niệm cảnh. Hồ gia lão tổ Hồ Một Thuyền, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong chất vấn, người đến cùng người nào? Đến giết người của các ngươi, Diệp Thần Phong âm thanh trầm thấp nói ra. Tuy rằng Diệp Thần Phong đem âm thanh trở nên trầm thấp một ít, thế nhưng cách đó không xa dựa vào ở trên vách tường Tần Sương Sương, người vẫn là cảm giác cái thanh âm này có phần quen thuộc. Nhưng nàng căn bản sẽ không nghĩ đến cái này âm thanh chính là Diệp Thần Phong. Khẩu khí thật là lớn. Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú con mắt hơi híp lại, trên người thần niệm cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ thật khí thế tuôn ra chuyển động, dưới lòng bàn chân lấp lóe lên hai mảnh ánh sáng màu trắng, đấu chuyển tinh di. Trịnh Hải Phú thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Khô héo bàn tay phải nhanh chóng dò ra, ở trong không khí biến thành tay đao, linh khí nồng nặc đưa tay đao cho bao trùm rồi, hướng về Diệp Thần Phong đầu bổ xuống. Đòn đánh này vô cùng ác liệt, đem không khí đều phảng phất vừa bổ hai nửa rồi. Mang màu bạc mặt nạ quỷ Diệp Thần Phong, hắn căn bản không nghĩ tới Trịnh Hải Phú tốc độ hội nhanh như vậy, nhanh đến khiến hắn hầu như không có thời gian phản ứng, cũng còn tốt Diệp Thần Phong nguy hiểm ý thức vô cùng mạnh mẽ. Dưới chân hắn bước chân theo bản năng lui về phía sau 5 bước, Trịnh Hải Phú thủ đao từ hắn màu bạc mặt nạ quỷ thượng sát tới. Lui về phía sau 5 bước Diệp Thần Phong, trên mặt hắn mang màu bạc mặt nạ quỷ thượng xuất hiện một cái vết rạn nứt, lạch cạch. Một tiếng, toàn bộ màu bạc mặt nạ quỷ chia ra làm hai rơi vào trên mặt đất, Diệp Thần Phong dáng dấp trong nháy mắt hiện lên hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Trịnh Hải Phú các loại ba gia tộc lớn lão tổ. Bọn hắn cũng chưa từng thấy Diệp Thần Phong, bất quá, Lưu Giang cùng Hồ Phi Long từng thấy Diệp Thần Phong, Lưu Giang cùng Hồ Phi Long đang nhìn đến Diệp Thần Phong dáng dấp lúc, hai người bọn họ con ngươi vi vi trừng lớn, Lưu Giang đối với Lưu An Bình nói ra, lão tổ tông, người này chính là Nam Nguyên Vương Triều muốn cầm. Mà phía sau lưng dựa vào ở trên vách tường Tần Sương Sương, người đang nhìn đến Diệp Thần Phong dáng dấp sau, nước mắt của nàng càng giống là vỡ đê hồng thủy. Nước mắt sốt cục không ngừng chảy ra viền mắt, người thật sự không nghĩ tới tại người bất lực nhất, nhất không an, kinh hoàng nhất, tối không biết làm sao thời điểm, Diệp Thần Phong dĩ nhiên thật sự xuất hiện. Tần Sương Sương trong đầu nhất thời có phần đường ngắn, người sững sờ mà hỏi, sao ngươi lại tới đây? Mặt nạ trên mặt mất rơi trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn tùy ý nhún nhún vai, nói ra, đương nhiên là đến hoàn thành ta cho ngươi cam kết, ta Diệp Thần Phong còn lại ưu điểm không có. Bất quá, đối với bằng hữu là tuyệt đối coi trọng chữ tín. Mà Lưu An Bình khi nghe đến Lưu Giang lời nói sau, hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, quát lên, đem tiểu tử này cho bắt sống, chỉ cần có tiểu tử này tại, chúng ta còn sợ không có lý do gì đối Tần gia động thủ sao. Hôm nay chúng ta là có thể để Tần gia tại Bắc Vân Thành biến mất, nhìn hắn Tần lão đầu còn có cái gì có thể ngụy biện. Chương 1418, Khổ Chiến. Bắc Vân Thành. Tần gia đại trạch một chỗ trong sân. Diệp Thần Phong đang trả lời Tần Sương Sương lời nói sau, hắn ở bề ngoài giống như là vô cùng ung dung, nhưng trong lòng của hắn lại là nặng nề làm, nguyên bản hắn cho rằng lấy thực lực bây giờ của hắn, hẳn là miễn cưỡng có thể giải quyết Trịnh Hải Phú, Lưu An Bình thản hồ một thuyền ba người này được rồi. Nhưng vừa vặn Trịnh Hải Phú bộ pháp thật sự là quá mức quỷ dị, thật giống tựu như cùng di chuyển tức thời bình thường này làm cho Diệp Thần Phong căn bản mò không đến bất kỳ quỹ tích, trên mặt của hắn vẫn là một trận đau đớn,
nếu như vừa nãy hắn không phải theo bản năng lui về phía sau, chỉ sợ hắn chỉnh cái đầu sẽ bị Trịnh Hải Phú bổ ra. Tiểu gia hỏa, đối phương bộ pháp không đơn giản, có quan hệ bộ pháp chiến kỹ cũng là phi thường thưa thớt, đối phương thi triển bộ pháp chiến kỹ tuyệt đối có địa cấp tầng thứ, trên đất huyền giới liền ngay cả rất bao lớn trong tông môn đều không có địa cấp bộ pháp chiến kỹ. Diệp Thần Phong trong đầu vang lên bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh ngưng trọng âm thanh. Này Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú thi triển đấu chuyển tinh di, đây thật là địa cấp trung phẩm bộ pháp chiến kỹ, theo lý tới nói, như Bắc Vân Thành tứ đại gia tộc này nội tình, bọn hắn căn bản không khả năng nắm giữ địa cấp chiến kỹ. Bất quá, 30 năm trước, Bắc Vân Thành tứ đại gia tộc 4 vị lão tổ, đồng thời tại Bắc Vân Thành bên ngoài phát hiện một cái dưới đất động phủ, ở cái này dưới đất động phủ trong có 4 bản địa cấp trung phẩm chiến kỹ, còn có một chút còn lại tầng thấp chiến kỹ. Cuối cùng, tứ đại gia tộc này liền đem động phủ trong chiến kỹ toàn bộ chia đều, mà lúc đó Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú thực lực cao nhất, hắn liền ưu tiên chọn một quyển liên quan với bộ pháp địa cấp trung phẩm chiến kỹ. Tại Lưu An Bình mở miệng nói phải bắt sống Diệp Thần Phong thời điểm, Trịnh Hải Phú cùng Hồ Một Thuyền hai người này, hai người bọn họ trên mặt cũng lộ ra tán đồng nụ cười, bất quá, một bên Lưu Giang cùng Hồ Phi Long bọn hắn lại sắc mặt kịch biến. Lưu Giang cùng Hồ Phi Long nhớ rõ, lúc trước Diệp Thần Phong được Nam Nguyên Vương Triều Trương Văn Hiên cùng Lâm Trung Hạc đám người vây công thời điểm, Diệp Thần Phong mới thông linh cảnh ngũ trọng thiên thực lực chứ. Nhưng hôm nay mới qua thời gian bao lâu, Diệp Thần Phong liền trực tiếp vượt qua hợp biển cảnh, thực lực đã tăng lên tới thần niệm cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Hồ Phi Long giọng nói chuyện có phần run cầm cập, hắn đã không có tâm tư suy nghĩ Tần Sương Sương rồi, hắn đối với Hồ Một Thuyền. Nói ra, lão tổ tông, các ngươi phải cẩn thận, lúc trước tiểu tử này rời đi Bắc Vân Thành thời điểm, hắn mới chỉ là thông linh cảnh ngũ trọng thiên thực lực. Mà hắn nhưng bây giờ có thần niệm cảnh nhất trọng thiên thực lực. Được Hồ Phi Long như vậy vừa nhắc nhở, Trịnh Hải Phú, Lưu An Bình thản Hồ Một Thuyền ba người này, vầng trán của bọn họ trong lúc đó lập tức nhiều hơn một bôi nghiêm nghị. Bọn hắn vừa vặn trong lòng chỉ là muốn phải bắt sống Diệp Thần Phong rồi, thành chuyện quan trọng nhất ngược lại là không để ý đến. Diệp Thần Phong trẻ tuổi như vậy là có thể bước vào thần niệm cảnh, mà ba người bọn hắn hơn trăm tuổi cũng đều còn tại thần niệm cảnh nhị trọng thiên thực lực đây. Lưu An Bình trong con ngươi đột nhiên tinh quang đại thịnh, nói ra, xem ra hôm nay chúng ta là may mắn, tiểu tử này có thể nhanh chóng như vậy tăng cao thực lực, trên người hắn khẳng định có bí mật tồn tại. Chúng ta chỉ cần đem tiểu tử này cho bắt sống, lại cẩn thận tra hỏi hắn một phen, hay là chúng ta có thể có được một ít không tưởng tượng được đồ vật. Nghe được Lưu An Bình lời nói sau, Trịnh Hải Phú cùng Hồ Một Thuyền đồng dạng là vẻ mặt rung lên, dồn dập đem trong cơ thể khí thế tăng lên tới cực hạn. Trịnh Hải Phú nói ra, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trước đem tiểu tử này bắt giữ, tra hỏi suốt tiểu tử này trên người bí mật sau, chúng ta lại quang minh chánh đại đem Tần gia diệt trừ. Trịnh Hải Phú dưới lòng bàn chân lần nữa lấp lóe lên ánh sáng màu trắng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, đấu chuyển tinh di. Diệp Thần Phong khi biết Trịnh Hải Phú nắm giữ là bộ pháp chiến kỹ sau đó trong lòng của hắn một mực tăng cao phòng bị, Trịnh Hải Phú thân ảnh tại biến mất tại chỗ nháy mắt, hắn liền cẩn thận cảm ứng lên không khí chung quanh bên trong chấn động. Đột nhiên, Diệp Thần Phong cảm thấy chính mình bên trái không khí có phần ổn định lên, tay phải hắn lập tức nắm chặt rồi Hắc Huyền kiếm chui kiếm, đột nhiên đem Hắc Huyền kiếm từ sau lưng thượng rút ra, gân mạch nhanh chóng thôi thúc lên linh khí dòng sông, đem Hắc Huyền kiếm chắn bên trái của chính mình vị trí. Cong, một tiếng. Tại Diệp Thần Phong Hắc Huyền kiếm ngăn ở bên trái thời điểm, Trịnh Hải Phú thân ảnh quả nhiên xuất hiện. Bàn tay của hắn trực tiếp đập đánh vào Hắc Huyền kiếm thượng, vẻn vẹn so đấu thực lực lời nói, Diệp Thần Phong nhưng cũng không so với Trịnh Hải Phú yếu, cho nên, Hắc Huyền kiếm thượng tại thừa nhận lấy Trịnh Hải Phú một trường sau. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân cũng không lui lại. Nhưng mà, tại Trịnh Hải Phú công kích vừa vặn kết thúc, Lưu gia lão tổ Lưu An Bình cũng nhân cơ hội đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hắn quần áo trên người được linh khí cho no đến mức vi vi nhô lên, thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thật khí thế tràn ngập ở chung quanh hắn, bàn tay phải của hắn thật chặt nắm thành quyền đầu, trên nắm tay trong nháy mắt được nhật nguyệt tinh thành đồ án cho bao phủ lại rồi, khí thế như hùng một quyền hướng về Diệp Thần Phong oanh ra, toái tinh quyền. Tại Lưu An Bình nắm tay phải vung ra nháy mắt, nhật nguyệt tinh thần đồ án hướng về Diệp Thần Phong nhanh chóng đánh tới rồi,
này toái tinh quyền đồng dạng là địa cấp trung phẩm chiến kỹ. Cũng trong lúc đó, tại Lưu An Bình sử dụng tới toái tinh quyền thời điểm, Hồ gia lão tổ Hồ Một Thuyền, thân ảnh của hắn là cùng Lưu An Bình cùng nhau xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, trong tay phải của hắn nắm lấy một thanh trường kiếm màu xám, cái này trường kiếm màu xám thượng không ngừng ngưng tụ cuồn cuộn sát khí, giống như một thanh từ trong địa ngục lấy được hung kiếm bình thường. Trong tay hắn trường kiếm màu xám hướng về Diệp Thần Phong vung ra ngoài, tuyệt sát kiếm pháp. Từ trường kiếm màu xám bên trong tản ra một đạo tuyệt sát kiếm khí, tia kiếm khí này hướng về Diệp Thần Phong ngực nhoáng tới. Này Hồ Một Thuyền thi triển tuyệt sát kiếm pháp cũng là địa cấp trung phẩm chiến kỹ. Đối mặt cũng trong lúc đó thi triển ra toái tinh quyền cùng tuyệt sát kiếm pháp, Diệp Thần Phong thật là có chút đáp ứng không xuể rồi. Lần sau hắn vừa vặn một mực tại phòng bị Trịnh Hải Phú, có thể nói Lưu An Bình thản Hồ Một Thuyền công kích quá đột nhiên, cho tới Diệp Thần Phong không cách nào sử dụng tới chiêu thức đến hóa giải. Nhật Nguyệt Tinh Thành đồ án tại tiếp xúc được Diệp Thần Phong thời điểm, ầm. Một tiếng, toàn bộ đồ án trong nháy mắt bạo liệt ra, từ nổ tung đồ án bên trong thả ra nhất cổ mãnh liệt năng lượng xung kích. Mà đạo kia tuyệt sát kiếm khí, Diệp Thần Phong là dùng Hắc Huyền kiếm cản một cái, đáng tiếc là chưa hề hoàn toàn đỡ được. Tại thừa nhận lấy toái tinh quyền sau, Diệp Thần Phong trong miệng là phun ra một ngụm máu tươi, mà ở thừa nhận lấy tuyệt sát kiếm pháp sau, Diệp Thần Phong ngực lập tức xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, dưới chân hắn bước chân trong nháy mắt lui về phía sau 6 bước, Trịnh Hải Phú, Lưu An Bình thản Hồ Một Thuyền công kích quá mức dày đặc, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trước tiên giải quyết một người trong đó, chủ yếu là Trịnh Hải Phú đấu chuyển tinh di để Diệp Thần Phong yếu lúc nào cũng phòng bị, bằng không Diệp Thần Phong đối mặt Trịnh Hải Phú ba người tuyệt đối sẽ không làm cho chật vật như vậy. Một bên Lưu Giang cùng Hồ Phi Long hai người này, bọn hắn nhìn thấy vừa tới Diệp Thần Phong liền liên tục bại lui. Này để hai người bọn họ trong lòng là hoàn toàn yên tâm xuống, dù sao Diệp Thần Phong trước đó tại Bắc Vân Thành cùng Nam Nguyên Vương Triều Trương Văn Hiên đám người chiến đấu, nhưng là sâu đậm chấn nhiếp rồi bọn hắn. Mà dựa vào ở trên vách tường Tần Sương Sương, tại nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong miệng phun tiên huyết dáng dấp sau, người khuôn mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, trong miệng nàng lập tức nói ra, Diệp Thần Phong, ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Ngươi không cần để ý đến. Cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, tay hắn lưng lau lau khóe miệng vết máu, hắn ánh mắt nhìn về phía Hồ gia lão tổ Hồ Một Thuyền, đối với Tần Sương Sương nói ra, yên tâm, hôm nay ngươi tuyệt đối không có việc gì, tâm nguyện của ngươi ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Tiểu tử này quá không tự lượng sức, đều bị đánh cho như con chó chết rồi, hắn lại vẫn dám cản rỡ. Hồ Phi Long khinh thường nói. Lưu Giang cũng đúng Tần Sương Sương, nói ra, Sương Sương. Ngươi đừng hy vọng tiểu tử này cứu ngươi rồi, bởi vì cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tại Hồ Phi Long cùng Lưu Giang trong khi nói chuyện, cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong chuyển động, thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về Hồ Một Thuyền nhoáng tới, vừa vặn Diệp Thần Phong cũng không hề thể hiện ra chiến lực của hắn đến, cho nên, Hồ Một Thuyền đám người cho rằng Diệp Thần Phong căn bản không đáng sợ, huống hồ Diệp Thần Phong thực lực chả so với bọn họ thấp. Hồ Một Thuyền mở miệng nói ra, hai người các ngươi không nên động thủ, bằng không tiểu tử này thực sẽ được chúng ta cho đánh chết, để cho ta tới bắt tiểu tử này. Hồ Một Thuyền nhìn xem cầm trong tay to lớn Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, trong tay hắn trường kiếm màu xám thượng lần thứ hai ngưng tụ lại sát khí, miệng quát tiểu tử, để cho ta tới dạy dỗ ngươi làm sao chơi kiếm. Tuyệt sát kiếm pháp. Hồ Một Thuyền trong tay trường kiếm màu xám vung lên, một đạo tuyệt sát kiếm khí lần nữa hướng về Diệp Thần Phong tập kích tới. Mà cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong, trong cơ thể hắn linh khí không ngừng trào vào Hắc Huyền kiếm trong thân kiếm, linh khí đang nhanh chóng chuyển hóa thành mũi kiếm, Diệp Thần Phong cũng đem Hắc Huyền kiếm vung ra ngoài, nhất kiếm phá thiên dưới. Diệp Thần Phong chiêu kiếm này nhìn như vô cùng chậm, cho nên, Hồ Một Thuyền mở miệng đều nở nụ cười, tiểu tử, ngươi chiêu kiếm này quá kém rồi. Nhưng mà, này nhìn như phi thường chậm rãi một kiếm, tại hoàn toàn vung sau khi đi ra ngoài. Hồ Một Thuyền sắc mặt thay đổi, hắn cảm giác mình được chiêu kiếm này hoàn toàn bao phủ lại rồi, có loại dù như thế nào cũng không cách nào chạy trốn cảm giác, mà đạo kia tuyệt sát kiếm khí tại chiêu kiếm này bao phủ dưới, trong nháy mắt ở trong không khí tiêu tán vô ảnh vô tung. Mắt thấy Hắc Huyền kiếm hướng về chính mình không ngừng vung đến, Hồ Một Thuyền theo bản năng giơ lên trong tay trường kiếm màu xám, hắn muốn đem Diệp Thần Phong chiêu kiếm này đỡ được,
trong cơ thể khí thế thôi thúc tới cực điểm, miệng quát tiểu tử, ngươi không cần quá đắc ý. Cong, một tiếng. Tại Hắc Huyền kiếm cùng trường kiếm màu xám đụng vào nháy mắt. Hắc Huyền kiếm bên trong mũi kiếm thông qua trường kiếm màu xám không ngừng trào vào Hồ Một Thuyền cánh tay bên trong, này đột nhiên không kịp chuẩn bị một cái, để Hồ Một Thuyền căn bản phản ứng không kịp nữa, hắn cả cánh tay phải trên cánh tay là nổi gân xanh, cả cánh tay phải cánh tay cũng đang không ngừng phồng lên, ầm. Một tiếng, Hồ Một Thuyền cả cánh tay phải cánh tay trong nháy mắt ở trong không khí hóa thành huyết vụ. A hát, cánh tay phải hóa thành huyết vụ đau tê tâm liệt phế đau nhức, làm cho Hồ Một Thuyền trên mặt vẻ mặt trở nên dữ tợn cực kỳ, vai phải chỗ gãy chân tiên huyết tuôn ra, Hồ Một Thuyền trong cổ họng phát ra đâm nhói màng tai thống khổ tiếng gào. Chương 1419, dẫn niệm châm, nguy cơ bạo phát. Tại Diệp Thần Phong sử dụng tới nhất kiếm phá thiên dưới, đem Hồ Một Thuyền cả cánh tay phải cánh tay nổ tung thành huyết vụ đồng thời. Một bên Nguyên chuẩn bị nhìn xem Hồ Một Thuyền thanh Diệp Thần Phong ung dung bắt xuống Trịnh Hải Phú cùng Lưu An Bình, hai người bọn họ đang nhìn đến này một cách không ngờ một màn sau đó cách Diệp Thần Phong tương đối gần Lưu gia lão tổ Lưu An Bình, hắn trước tiên phản ứng lại, bàn tay phải nắm thành quả đấm trong nháy mắt, quả đấm của hắn bên trên đã bị Nhật Nguyệt tinh thần đồ án cho bao phủ lại rồi. Toái tinh quyền. Lưu An Bình giờ khắc này trong lòng đã không cố được nhiều như vậy. Diệp Thần Phong vừa vặn nhìn như phổ thông một kiếm khiến hắn phi thường hoảng sợ, một chiêu này hắn cơ hồ là sử dụng 100% toàn lực, theo nắm tay phải hướng về Diệp Thần Phong vung ra, Nhật Nguyệt tinh thần đồ án hướng về Diệp Thần Phong tập kích tới. Có thể nói Diệp Thần Phong là làm rối loạn đối phương trận tuyến, Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú bởi so với Lưu An Bình rời đi Diệp Thần Phong yếu xa, cho nên phản ứng của hắn so với Lưu An Bình chậm hai nhịp. Cao thủ so chiêu thường thường là 1 giây 2 giây là có thể phân thắng thua được rồi. Tại không có Trịnh Hải Phú địa cấp bộ pháp chiến kỹ kiềm chế sau đó huống hồ lần này là Diệp Thần Phong tiên phát chế nhân, trong lòng của hắn sớm liền làm tốt tất cả chuẩn bị. Tại Lưu An Bình bất thình lình sử dụng tới toái tinh quyền thời điểm, Diệp Thần Phong bên trong thân thể hàn băng kiếm ý hơi động, cấp 2 hàn băng kiếm ý trong nháy mắt thấu thể mà ra, hắn không khí bốn phía đều động lại. Nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống một ít. Diệp Thần Phong phải cầm trong tay to lớn Hắc Huyền kiếm, này Hắc Huyền kiếm trên thân kiếm được màu trắng sương mù cho bao trùm rồi, tại cấp 2 hàn băng kiếm ý thấu thể mà ra nháy mắt, Diệp Thần Phong cả người tinh thần trạng thái hoàn toàn xảy ra thay đổi, thần sắc của hắn theo hàn băng kiếm ý trở nên càng thêm lạnh như băng. Nhìn xem hướng chính mình kéo tới Nhật Nguyệt tinh thần đồ án. Diệp Thần Phong trong tay phải Hắc Huyền kiếm vung mạnh lên, Long Tường Cửu Thiên. Giống, giống. Hai tiếng thanh thúy rồng gầm từ Hắc Huyền kiếm trong thân kiếm truyền ra, sát theo đó, hai cái màu trắng cự long từ Hắc Huyền kiếm bên trong bật đi ra. Cái này hai đầu màu trắng cự long hướng về Nhật Nguyệt tinh thần đồ án bao phủ tới, oanh. Một tiếng, tại đây hai cái màu trắng cự long mà trùng kích vào, Nhật Nguyệt tinh thần đồ án trong khoảnh khắc tán loạn rồi. Bất quá, hai cái màu trắng cự long bên trong kiếm ý vẫn không có tiêu tan, chúng nó tiếp tục hướng về Lưu gia lão tổ Lưu An Bình tịch quyển nhi đi. Lưu An Bình căn không nghĩ tới hắn lần thứ hai sử dụng tới toái tinh quyền, thậm chí ngay cả Diệp Thần Phong một sợi tóc cũng không có thương tổn được. Này làm cho Lưu An Bình trong thời gian ngắn lâm vào ngây người bên trong. Mà nhưng vào lúc này, lại là oanh, một tiếng, hai cái màu trắng cự long trực tiếp đem Lưu An Bình nuốt mất rồi. Được màu trắng cự long nuốt hết sau Lưu An Bình, hắn lúc này mới miễn cưỡng phản ứng lại, thân thể của hắn không ngừng được cự long trong cơ thể hàn băng kiếm ý cho tứ ngược, hắn vừa vặn một chiêu kia toái tinh quyền tốt xấu cũng triệt tiêu một ít Long Tường Cửu Thiên power, hắn liều mạng thôi thúc lên trong gân mạch linh khí dòng sông. Thần niệm cảnh nhị trọng thiên trung kỳ thật khí thế, không ngừng từ trên người hắn tản ra. 3 giây đồng hồ qua đi, hai cái màu trắng cự long hoàn toàn tiêu tán. Mà Lưu gia lão tổ Lưu An Bình lại máu me khắp người, trên người hắn hầu như không có một khối da thịt là tốt, giống như là mới vừa từ bên trong ao máu bỏ ra tới như thế. Trên người hắn che kín từng đạo kiếm ngân, trong lỗ mũi khí tức có phần suy yếu, nếu không phải là hắn toái tinh quyền trung hòa mất một chút Long Tường Cửu Thiên power, chỉ sợ hắn vừa vặn tuyệt đối sẽ chết tại Long Tường Cửu Thiên bên dưới. Tại Long Tường Cửu Thiên muốn Lưu An Bình nửa cái mạng già thời điểm. Này làm cho Hồ gia lão tổ Hồ Một Thuyền có vài giây thở dốc thời gian, Hồ gia lão tổ tốt xấu cũng sống hơn 100 năm rồi.
Mặc dù nói cánh tay phải hoàn toàn biến thành huyết phụ, nhưng hắn trải qua trong thời gian ngắn thống khổ sau, hắn lập tức bình tĩnh lại, thân ảnh của hắn vọt đến Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú bên cạnh. Trịnh Hải Phú đương nhiên sẽ không để cho Diệp Thần Phong thừa cơ đem Lưu An Bình giết, hắn và thiếu một cánh tay phải cánh tay Hồ Một Thuyền, một tả một hữu xuất hiện tại Lưu An Bình bên cạnh, bây giờ thiếu một cánh tay phải cánh tay Hồ Một Thuyền là chiến lực giảm đi, mà cả người được tiên huyết che kín Lưu An Bình, hắn so với Hồ Một Thuyền càng thêm không chịu nổi, thậm chí là lại chiến đấu tiếp đều có chút khó khăn. Một bên Lưu gia gia chủ đương thời Lưu Giang cùng Hồ gia gia chủ đương thời Hồ Phi Long, bọn hắn đang nhìn đến chính mình lão tổ tông một cái tại Diệp Thần Phong trong tay hầu như không còn nửa cái mạng già, mà một cái khác tại Diệp Thần Phong trong tay trực tiếp thiếu một cánh tay phải cánh tay. Này để hai người bọn họ không khỏi ngừng lại rồi trong lỗ mũi hô hấp, con mắt trợn lên dường như đèn lồng giống như lớn nhỏ, liền ngay cả hai chân cũng bắt đầu run rẩy, thậm chí là liền di chuyển bước chân sức mạnh cũng không sử dụng ra được rồi. Mà thân thể tựa ở sân nhỏ trên vách tường Tần Sương Sương, người nguyên trong lòng một mực đang vì Diệp Thần Phong lo lắng, mà khi nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong trong nháy mắt thay đổi cục diện sau đó trong lòng nàng là nặng nề thở vào nhẹ nhõm, khóe miệng không tự chủ hiện lên một vệt nụ cười, trong lòng thầm nghĩ ta đã sớm biết ngươi nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, chỉ là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đã tới như thế độ cao. Trịnh Hải Phú, Lưu An Bình thản Hồ Một Thuyền này ba gia tộc lớn lão tổ. Bọn hắn nhìn xem cách mình khoảng 6 mét xa Diệp Thần Phong, có thể nói Diệp Thần Phong biểu hiện ra chiến lực cường hãn, triệt để này ba cái lão đầu tử mất đi thong dong bình tĩnh. Nếu như do Trịnh Hải Phú thi triển đấu chuyển tinh di đến không ngừng để Diệp Thần Phong phân tâm, sau đó lại để Lưu An Bình thản Hồ Một Thuyền phụ trách công kích, như vậy hay là này ba cái lão đầu chả có lực đánh một trận, nhưng bây giờ Hồ Một Thuyền cùng Lưu An Bình hầu như không có sức chiến đấu có thể nói. Lấy Diệp Thần Phong vừa vặn thi triển ra cái kia hai chiêu, Trịnh Hải Phú hầu như có thể kết luận, lấy hắn sức mạnh của một người, hắn không thắng được Diệp Thần Phong, nói không chắc ngược lại sẽ được đối phương giết đi. Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú từ trong lồng ngực lấy ra một cái màu đỏ châm, cây này màu đỏ châm dài chừng 5 cm, tại lấy ra cây này màu đỏ châm sau, Trịnh Hải Phú trên mặt biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Trong miệng tự nói, không nghĩ tới này dẫn niệm châm hội lãng phí ở loại người như ngươi trên người. Ngược lại, Trịnh Hải Phú rồi hướng Lưu An Bình thản Hồ Một Thuyền, nói ra, hai người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh chóng cũng thanh dẫn niệm châm lấy ra đi, lẽ nào các ngươi thật sự muốn chết ở tiểu tử này trên tay sao? Nghe vậy, Lưu An Bình thản Hồ Một Thuyền cũng phân biệt từ trong lòng lấy ra một cái màu đỏ châm, này màu đỏ châm tên là dẫn niệm châm. Chính là 30 năm trước, Bắc Vân Thành tứ đại gia tộc lão tổ, tại Bắc Vân Thành bên ngoài phát hiện dưới đất động phủ, đồng thời dưới đất động phủ trong thu được địa cấp chiến kỹ đồng thời, bọn hắn trả trong động phủ tìm tới 8 cái dẫn niệm châm, tứ đại gia tộc lão tổ mỗi người được phân cho 2 cái. Này dẫn niệm châm chính là một lần hạ phẩm linh khí, này một lần hạ phẩm linh khí đương nhiên muốn so vĩnh cửu hạ phẩm linh khí power cao hơn rất nhiều. Này dẫn niệm châm là chuyên môn đối phó hợp biển cảnh bên trên cao thủ, lợi dụng dẫn niệm châm có thể đem đối thủ mi tâm thức hải cho dẫn dắt đi ra. Mà đối với người tu luyện tới nói, thức hải chính là trường tồn ở giữa chân mày, một khi thức hải được dẫn ra mi tâm, người tu luyện đem thần hồn tán loạn mà chết. Này ba thời gian 10 năm, Trịnh Hải Phú đám người căn trực tiếp sử dụng qua một lần dẫn niệm châm, hôm nay bọn họ là triệt để tại lật thuyền trong mương. Bọn hắn nhất định muốn lập tức đem Diệp Thần Phong giải quyết xong, bọn hắn biết nếu để cho Tần gia người cảm giác được không đúng, Tần gia lão đầu bây giờ bị hấp dẫn đến nơi này, lấy Trịnh Hải Phú đám người tình hình, e sợ Tần gia lão đầu sẽ chả không do dự đối ba người bọn hắn động thủ, cho nên, Trịnh Hải Phú đám người lúc này là bị bất đắc dĩ mới tất cả không thôi sử dụng dẫn niệm châm. Cầm trong tay Hắc Huyền kiếm Diệp Thần Phong. Hắn đang nhìn đến Trịnh Hải Phú các loại ba cái trong tay nhiều hơn một cái màu đỏ châm sau, hắn mơ hồ có loại dự cảm cực kỳ bất hảo, khi hắn lần nữa muốn đối Trịnh Hải Phú đám người thi triển Long Tường Cửu Thiên thời điểm. Chỉ thấy Trịnh Hải Phú phải tay run một cái, hắn lợi dụng của mình thần niệm khống chế dẫn niệm châm, để dẫn niệm châm trôi nổi ở trước mặt hắn, kim tiêm là nhắm ngay Diệp Thần Phong phương hướng, Trịnh Hải Phú trên người khí thế tăng vọt. Thần niệm lực lượng không ngừng rót vào đã đến dẫn niệm châm bên trong. Đứng ở cách đó không xa Diệp Thần Phong, mi tâm của hắn bên trên đột nhiên cảm thấy nhất cổ sức hút,
cỗ lực hút này trực tiếp thẩm thấu tiến vào mi tâm của hắn bên trong, thật giống tại đem trong mi tâm hắn là thức hải không ngừng lôi ra ngoài, đầu của hắn cũng bắt đầu đau, bắt đầu thấy đau. Mà ngay tại lúc này, Lưu An Bình thản hồ một thuyền hai người này, bọn hắn cũng lập tức sử dụng dẫn niệm châm, bọn hắn chỉ là trên thân thể bị trọng thương, bọn hắn giữa chân mày thần niệm lực lượng vẫn là vô cùng đầy đủ, đem thần niệm lực lượng cuồn cuộn không đoạn rót vào đã đến dẫn niệm châm bên trong, màu đỏ dẫn niệm châm bên trên là hồng quang tăng mạnh. Tại ba cái dẫn niệm châm dưới tác dụng, Diệp Thần Phong mi tâm bên trên bị sức hút càng ngày càng cự đại rồi. Trong đầu trong nháy mắt dường như phiên giang đảo hải bình thường, loại này cảm giác đau đớn phảng phất là đầu của mình yếu nổ tung rồi, trong tay đem hắc huyền kiếm chuôi kiếm là cầm chít rồi. Chít rồi, vang vọng, có thể chết ở dẫn niệm châm dưới, cái này cũng là vinh dự của ngươi rồi. Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú trong con ngươi âm trầm cực kỳ, trên mặt còn mơ hồ có đau lòng vẻ tránh qua. Chương 1420, ngưng tụ thành hình thức hải. Chương trước. Một tiếng, Diệp Thần Phong bỗng nhiên thanh trong tay phải hắc huyền kiếm cắm vào trong lòng đất, trên trán bạo khởi từng cây tráng kiện gân xanh, trong đầu xé rách đau đớn, để hai tay hắn che đầu, mồ hôi lạnh từ trên gương mặt của hắn không ngừng nhô ra, hắn cảm giác trong đầu phảng phất có đến hàng mấy chục ngàn con kiến tại gặm cắn bình thường. Tại trạng thái như thế này dưới, Diệp Thần Phong căn bản vô pháp duy trì trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển, trong lòng của hắn âm thầm nói ra. Lão Bạch, Lão Hắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh đem dẫn niệm châm tác dụng đại khái giải thích một lần, sau đó, hắn lại nói, tiểu gia hỏa, này dẫn niệm châm là chuyên môn đối phó thức hải, ta cùng Lão Hắc hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, nếu như là gặp phải những chuyện khác, như vậy chúng ta nhất định có thể giúp một tay, nhưng này dẫn niệm nhằm vào hồn phách cũng là có một ít khắc chế lực. Ta cùng Lão Bạch hồn phách lại nằm ở trạng thái hư nhược. Nếu như tại chúng ta cường thịnh thời kỳ, này dẫn niệm nhằm vào chúng ta hai cái hồn phách không được chút nào tác dụng, hiện tại thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó khi rồi. Tiểu gia hỏa, tuyệt đối không nên cho ngươi thức hải được dẫn dắt đi ra, ta cùng Lão Hắc lại cẩn thận nghĩ một chút biện pháp. Một bên Lưu gia gia chủ Lưu Giang cùng Hồ gia gia chủ Hồ Phi Long, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong đầu đau như búa bổ dáng dấp sau, hai người bọn họ trong lòng sợ hãi từ từ biến mất rồi. Trong thân thể cũng bắt đầu khôi phục sức mạnh, vừa vặn nhìn thấy của mình lão tổ tông được Diệp Thần Phong đánh bại, hai người bọn họ vẫn đúng là suýt chút nữa sợ đến trái tim đều nhảy ra ngoài. Sau dựa lưng vào sân trên vách tường Tần Sương Sương, người vốn cho là Diệp Thần Phong muốn chiến thắng ba gia tộc lớn lão tổ rồi, nhưng trong nháy mắt Diệp Thần Phong dĩ nhiên lại rơi vào rồi hạ phong. Này làm cho người nắm chặt hai tay của bên trong là bị mồ hôi cho thấm ướt, người rõ ràng biết mình huyệt đạo bị phong bế rồi. Trong cơ thể căn bản tăng lên không nổi khí thế đến. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được muốn tiến lên trợ giúp Diệp Thần Phong. Bất quá, Tần Sương Sương trực tiếp được Lưu Giang cho ngăn lại. Lưu Giang cười lạnh nói, Tần Sương Sương, ngươi tốt nhất trước tiên đàng hoàng cho ta đứng ở một bên. Nếu như ngươi có thể phá tan lời của ta, như vậy ta liền cho ngươi đi qua. Lưu Giang đưa cánh tay mở rộng ra, hắn hoàn toàn đem Tần Sương Sương cản lại. Lấy hiện tại Tần Sương Sương tình huống. Cho dù Tần Sương Sương dùng thân thể đi va chạm hắn, cũng chỉ là cho hắn gãi ngứa mà thôi. Lưu Giang có thể nhân cơ hội vui đùa một chút Tần Sương Sương đây. Tần Sương Sương đang nhìn đến Lưu Giang hoàn toàn chặn lại rồi đường đi của mình, này làm cho người hàm răng thật chặt cắn môi, mà một bên Hồ Phi Long cũng mở miệng, Tần Sương Sương, ngươi là lựa chọn phá tan ta đâu này. Vẫn là lựa chọn phá tan Lưu gia chủ. Trong lúc nói chuyện, Hồ Phi Long hai tay đồng dạng là mở rộng ra. Mà một bên khác, dùng hai tay ôm đầu Diệp Thần Phong, trên mặt hắn biểu lộ trở nên dữ tợn cực kỳ, mi tâm bên trên sức hút càng lúc càng lớn, hắn dùng hết toàn lực khống chế giữa chân mày hai mảnh thức hải, cái này hai mảnh thức hải tại Diệp Thần Phong dưới sự khống chế, miễn cưỡng ngừng lưu tại giữa chân mày. Bất quá, nếu như là đổi lại còn lại thần niệm cảnh cao thủ đối mặt ba cái dẫn niệm châm tác dụng, chỉ sợ bọn họ thức hải sớm đã bị dẫn dắt đi ra. Mà Diệp Thần Phong trong mi tâm một trắng một đen hai mảnh thức hải. Phảng phất cùng Diệp Thần Phong ở giữa liên hệ phi thường to lớn. Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong thức hải chậm chạp không có bị dẫn dắt đi ra. Mà này dẫn niệm châm lại là một lần hạ phẩm linh khí, này dẫn niệm châm tác dụng duy trì không được quá lâu. Trịnh Hải Phú lông mày chăm chú vừa nhíu,
hắn lần nữa từ trong lòng lấy ra một cái màu đỏ dẫn niệm châm, để cái thứ hai dẫn niệm châm trôi nổi tại giữa không trung, kim tiêm đồng dạng là nhắm ngay Diệp Thần Phong, hắn lại đem thần niệm lực lượng không ngừng truyền vào cái thứ hai dẫn niệm châm bên trong, đối với bên cạnh Lưu An Bình thản hồ một thuyền, nói ra các ngươi cũng vội vàng đem cái thứ hai dẫn niệm châm dùng, bằng không quay đầu lại không thể đem tiểu tử này mi tâm thức hải dẫn dắt đi ra, chúng ta làm tất cả những thứ này liền uổng phí. Nói không chắc nơi này chả sẽ trở thành chúng ta chôn thây chỗ. Lưu An Bình thản hồ một thuyền thấy Trịnh Hải Phú không chút do dự sử dụng cái thứ hai dẫn niệm châm, hai người bọn họ cũng rõ ràng tình thế bây giờ, dồn dập cũng đem cái thứ hai dẫn niệm châm lấy ra sử dụng. Này thời, không khí bên trong đã lơ lửng sáu cái dẫn niệm châm, này sáu cái dẫn niệm trên kim đều tỏa ra rực rỡ hồng quang. Tại sáu cái dẫn niệm châm đồng thời dưới tác dụng, Diệp Thần Phong mi tâm bên trên sức hút gấp mấy lần tăng lên theo cấp số nhân, đầu hắn bên trong mỗi một cái thần kinh não bộ đều trở nên đau nhức cực kỳ, trong miệng cắn thật chặt trong hàm răng, có thể là quá mức dùng sức duyên cớ, từng tia máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra ngoài. Không tốt, sáu cái dẫn niệm châm power, vượt qua ngươi thừa nhận phạm vi, ta cùng lão hắc tàn hồn phần lớn đều bị khắc chế ở, thật mẹ hắn biệt khuất, ta Ngô Phong dỗi rảnh từng có lúc như thế bó tay toàn tập qua. Hôm nay lại muốn cắm ở ba con kiến nhỏ trên tay. Diệp Thần Phong trong đầu vang lên Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm, luôn luôn đều thập phần nho nhã Ngô Phong dỗi rảnh, đây là hắn lần thứ nhất bạo nói tục. A hát! Diệp Thần Phong trong đầu đã nghe không rõ ràng bóng trắng thanh âm của người rồi, hắn bây giờ trong đầu hoàn toàn là một đoàn tương hồ, hai tay bưng đầu đột nhiên ngửa mặt lên trời, trong cổ họng phát ra khàn cả giọng tiếng gầm gừ, con mắt của hắn bên trong che kín một cái tơ máu. Mi tâm chỗ lập lòe điểm một chút ánh sáng. Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú tại thấy cảnh này sau, hắn lập tức nói ra, chúng ta thêm ít sức mạnh, tiểu tử này mi tâm thức hải đã sắp cũng bị chúng ta cho dẫn dắt đi ra, đến lúc đó hắn liền sẽ thần hồn tán loạn mà chết. Tại Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú vừa dứt lời thời khắc, Lưu An Bình thản hồ một thuyền lại gia tăng truyền vào dẫn niệm châm bên trong thần niệm lực lượng. Được Lưu Giang cùng Hồ Phi Long ngăn cản Tần Sương Sương. Người đang nhìn đến Diệp Thần Phong vẻ mặt thống khổ, cùng với mi tâm ánh sáng sau, người lại không đột phá nổi Lưu Giang cùng Hồ Phi Long ngăn cản, người chỉ có thể trong cổ họng quát, các ngươi dừng tay cho ta, các ngươi dừng tay cho ta, Diệp Thần Phong, ngươi tuyệt đối không nên có việc, ngươi ngàn vạn không thể có việc. Lưu Giang nhìn xem Tần Sương Sương nước mắt mông lung dáng dấp, hắn cười nói, Tần Sương Sương, tiểu tử này là chết chắc rồi, ai bảo hắn như thế không thì tốt ác quỷ. Nếu như hắn vừa vặn nguyện ý bó tay chịu trói, hắn cũng sẽ không rơi xuống như vậy kết quả, một khi thức hải của hắn được dẫn ra, như vậy hắn liền chắc chắn phải chết rồi. Hồ Phi Long cũng đầy mặt không sao cả nói ra, lại dám đem ta lão tổ tông một cánh tay đều phế bỏ, tiểu tử này căn bản là chết chưa hết tội, hiện tại hắn hung hăng không đứng lên đi nha. Oanh, một tiếng, Diệp Thần Phong mi tâm hào quang chói lọi, tia sáng này hết sức chói mắt mà lại khổng lồ. Trực tiếp đem toàn bộ sân đều bao phủ ở trong đó. Lão hắc, chậm, chậm a hát, tên tiểu tử này thức hải được dẫn dắt đi ra. Bóng trắng người Ngô Phong dỗi rảnh trong giọng nói mang theo không cam lòng. Ha ha ha, tiểu tử, lúc này ngươi là hoàn toàn thần hồn tán loạn rồi. Trịnh gia lão tổ Trịnh Hải Phú cất tiếng cười to nói. Quá tiện nghi tiểu tử này, của ta cụt tay mối thù chỉ có thể làm cho Tần gia đến gánh chịu. Hồ một thuyền âm thanh trầm thấp nói ra, dĩ nhiên lãng phí chúng ta sáu cái dẫn niệm châm, tiểu tử này quả thực là tội đáng muôn chết. Vết thương chằng chịt Lưu An Bình cắn răng nghiến lợi quát lên. Tại ba gia tộc lớn lão tổ trong miệng hùng hùng hổ hổ thời điểm, toàn bộ trong sân ánh sáng từ từ tản đi rồi. Đợi đến ánh sáng hoàn toàn tán đi thời điểm, nguyên bản Trịnh Hải Phú đám người cho rằng sẽ thấy Diệp Thần Phong thi thể, nhưng hình ảnh trước mắt để tất cả mọi người tại chỗ đều á khẩu không trả lời được. Chỉ thấy toàn bộ trong sân được một mảnh trắng xóa thức hải cùng một mảnh màu đen thức hải bao trùm lại rồi, mà Diệp Thần Phong một cái chân đứng ở màu trắng trong óc, cái chân còn lại đứng ở màu đen trong óc, thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, dưới đầu buông thõng. Trịnh Hải Phú đám người hoặc là dẫm tại màu trắng trong óc, hoặc là dẫm tại màu đen trong óc, bọn hắn hoàn toàn bị trước mắt tình cảnh này cho sợ ngây người, tại bọn hắn trong nhận thức biết, thức hải một khi thoát ly mi tâm hội lập tức tán loạn. Căn bản không khả năng tại trên thực tế ngưng tụ thành hình,
bọn hắn hầu như có thể khẳng định này một đen một trắng chính là từ Diệp Thần Phong mi tâm dẫn ra hai mảnh thức hải rồi. Này, chuyện gì thế này? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn tại sao có thể có hai mảnh thức hải? Hơn nữa thức hải của hắn làm sao có khả năng tại trên thực tế ngưng tụ thành hình? Trịnh Hải Phú nụ cười trên mặt hoàn toàn đọng lại, trong con ngươi tràn đầy hoang mang vẻ, trên gương mặt cơ bắp hơi hơi co quắp. Hồ Một Thuyền cùng Lưu An Bình này hồ ra cùng Lưu gia lão tổ, tâm tình của bọn họ không có so với Trịnh Hải Phú tốt hơn chỗ nào, bất thình lình một màn hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, một loại thập phần quỷ dị bầu không khí tại đây nơi trong sân không ngừng khuếch tán. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 71.